Toàn có ở trường gì? Hòa Đồng tốt bụng mê trai đẹp. Tôi thích ở trường hiền lành tốt bụng. Không không, sở trường mê trai đẹp. Công nhận là có những cái chuyện người ta gọi là thần giao cách cảm cũng hay ghê. Đúng rồi. Hả? Đâu biết anh này làm thủy thủ đâu mà tự nhiên tăng tiếng thuyền. À. Thôi, nhân duyên là như vậy ha, có duyên rồi. Và bây giờ ta đến với cặp đôi thứ hai xem họ có nhân duyên để mà kết nối với nhau trong ngày hôm nay hay không. Hạ màn. Mời bạn nữ. Chào chị Cát Tường ạ. Chào anh Quỳnh Linh và chào quý vị khán giả. Dạ em tên là Quản Thị Loan ạ. Hả? Quản Thị Loan. Làm công việc gì? Em làm kế toán. Kế toán. Mời bạn trai. Xin chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường và các bạn. Mời bạn ngồi. Fan đi theo đông dữ. Nay bộ cả nhà đi đông lắm sao? Em tên là Huỳnh Văn Quý, 25 tuổi, hiện là chuyên viên tài chính. Một bên là kế toán, bên chuyên viên tài chính có hợp lý nhau rồi đó. Quê ở đâu? Dạ quê ở Tiền Giang. Làm ở đâu? Dạ làm ở đây. Ở thành phố Hồ Chí Minh? Dạ. Bây giờ lấy vợ về quê hay là ở đây? Dạ ở đây. Đẹp trai vậy ha, chắc nhiều người yêu lắm hả? Ế giờ. Không có ế đâu. Cũng có nhiều mối tình lắm nè, khai thiệt đi. À em có hai mối tình nè. À, thấy chưa? Mối đầu tiên là mấy năm? Dạ mối đầu tiên là một năm mấy. Mối thứ hai? Dạ gần năm. Rồi mối thứ ba? Dạ chưa có. Nếu có? Nếu có là chắc trọn đời. À nhất quá tao nữa. Đoàn có sở trường gì? Hòa Đồng tốt bụng mê trai đẹp. Thì thích sở nấu trường ăn. Hiền lành tốt bụng. Không không, sở trường mê trai đẹp. Em thấy trai đẹp là tim em đứng rồi. Đang làm việc cái gì thấy trai đẹp vào là công ty rầm rộ gọi tên em thôi chứ không cần kiếm ai. Sở trường em giống chị Cát Tường á. Thấy trai đẹp là công ty gọi tên em. Dạ. Ở đó giờ cua được ai không? Cua thì cua thôi, nhưng mà mình không có cảm tình chị thì mình làm sao mình dành tình cảm cho họ được. À đẹp đẹp coi cho vui mắt vậy thôi đúng, đúng không rồi. Ba đuổi đó mà có gì đâu mà mê gì trời, có gì đâu. Nhưng mà thật sự mối tình thì có được bao nhiêu mối tình rồi? À từ năm 19 đến năm 22 thì em năm mối tình. Năm mối tình? Mấy mối? Năm. Trời, mối đầu tiên mấy tuổi? 19 tuổi anh. 19 tuổi biết yêu rồi? Dạ. Rồi cái mối mà thứ năm đó là hồi nào? Năm 22 tuổi, chia tay 3 năm rồi anh. Ủa chị kỳ vậy? Từ 22 quen nhau có chút rồi hả? Dạ, quen nhau 2 tháng rồi. Có mối tình nào sâu sắc, có kéo dài dài không? Mối đầu tiên luôn. Mối đầu tiên, bao lâu? 6 tháng. Rồi định mối này mấy tháng? Chắc là nếu mà quen cảm thấy hợp thì tiến tới hôn nhân luôn đấy. Chứ đừng quen có 2-3 tháng bỏ anh ta vào tội nghiệp nha. Đâu có. Đàn ông tội lắm, bỏ đàn ông tội nghiệp lắm. Kêu mấy tháng không à. Mấy tháng không à. Tính bằng tháng, không tính bằng năm. Cái khuyết điểm của mình là gì? Khuyết điểm của em hả? Sợ ma, sợ rắn, sợ chết. Và có một chút máu khùng khùng trong người đó chị. Có một chút máu khùng khùng trong người bên kia nghe không? Máu khùng là khùng sao? À, khi em buồn á, em thích cắn nè, nhéo nè, đá người tôi khác. Thôi thôi, ghê vậy. Cắn nhéo được rồi, phụ nữ mà đá là đá làm sao nữa? Thì chưa đủ cơn tức giận thì mình đá họ thôi. Hồi đó giờ đá nhiều người chưa? Nhiều lắm rồi. Đá 5 thằng rồi đó. Đâu có. Hồi đó giờ có bị ai nhắc nhéo đá chưa? Dạ chưa. Cái này bị nè. Mẫu người bạn trai lý tưởng của bạn là người như thế nào? Thứ nhất là tuổi tác. Sinh năm 84, 86, 87, 90. Gì tùm lum vậy, có coi tuổi nữa hả? Có chị. Điều nào không thích ở người bạn trai? Gia trưởng không tôn trọng bạn gái, không quan tâm chăm sóc gia đình. Vậy thôi, cũng đơn giản quá ha. Được. Nè nè nè. Chơi gì? Trời ơi, đẹp trai quá. Dễ thương quá. 25 tuổi hả? Dạ. Sao giống 20 vậy? Cũng mấy lần bị trục xuất rồi đó. Nè nè. Dạ. Có cái chiêu nào trị lại mấy cái chiêu cắn nhéo đá không? Dạ, nhốt phòng đóng cửa lại. Trời ơi, còn chết nữa. Vô phòng đóng là còn chết nữa. Không, nhốt nhỏ kia mình hả? Nhốt mình hả? Dạ. Nhốt mình bỏ chạy hả? Tắt đèn nhốt hai đứa. Thích mẫu người bạn gái như thế nào? Dạ, người bạn gái của em á là em ưu tiên hàng đầu là vấn đề về gia đình. Có một người bạn gái lo gia đình á thì sẽ về vấn đề mẹ chồng nàng dâu tốt hơn. Cái thứ hai nữa là về bạn gái phải có chút xíu về khiếu về kinh tế. Và thứ ba là bạn gái phải vui vẻ, dễ giao tiếp chứ không có khó gần hoặc khó giao tiếp. Bên đây thì vui vẻ lắm luôn, vui quá luôn, quá vui luôn. Khùng khùng chút được không? Đó, đây có tính bớt hơi khùng lên. Hơi khùng á. Em thích dịu dàng hơn. Dạ hả? Dạ. Điểm nào không thích ở người phụ nữ?
Dạ, điểm công thức thứ nhất đó là các tệ nạn. Vì cái thứ hai nữa là người bạn gái đó phải có đặt lòng tin vào người bạn trai mình. Tại vì có nhiều bạn gái ghen tuông quá hoặc là đặt lòng tin không cao vô bạn trai á, thì cái chuyện tan vỡ tình cảm rất là cao. Rồi để chị nghiên cứu bên đây thấy hình như chưa ổn lắm. Nè, làm dâu được không? Làm dâu chuyện nhỏ thôi chị. Hôm nay em đi có ai theo ủng hộ không? Dạ em đi có chị gái sinh đôi với các bạn và đồng nghiệp công ty em ạ. Chị gái sinh đôi? Chị gái sinh đôi. Ủa sao hơi khác nhau vậy? Sinh đôi mà đâu có giống gì nhau đâu trời. Chào em. Em chào chị, em chào anh Quỳnh Linh. Chị gái sinh đôi sao có cái ấy rồi mà em gái chưa có? Thấy bạn trai bên đó như thế nào? Nhìn được, hiền lành, chững chạc. Em gái em thì sôi nổi, anh thì chững chạc vậy phù hợp. Ủa mà chị nói nghe là em giận chồng em có đá không? Em với chồng em thì sống hạnh phúc lắm, vì vậy không có chuyện đá. Sao hai chị em sinh đôi mà không cô em không giống cô chị vậy? Sao mà bạo lực vậy? Tại sinh đôi chắc khác trứng đó chị. Cô trứng thì giống. Dù này khác trứng chắc rồi. Rồi cảm ơn em. Bây giờ chưa thấy mặt nhưng mà em nhìn chị sinh đôi ở dưới. Rồi nãy giờ nghe bên đây nói chuyện, em hình dung bạn gái bên này như thế nào? Em đoán thử coi được bao nhiêu phần trăm cái tiêu chuẩn của em. Y chang vậy đó. Về tiêu chuẩn ngoại hình á, thì do bạn này có cái bụng rồi nên không có đoán được. Rồi về bề ngoài thì em thấy là khá đẹp chị. Tính cách á, thì bạn thật sự là lanh hơn, sôi nổi hơn em. Thì đó cũng là một cái ưu điểm lấp đi khuyết điểm của em. Chị cảm thấy người bên cạnh em có hợp với em không chị? Chị thấy ngoại hình là cỡ 90% hợp với người trong mỏng của em á. Còn nội hình là đẹp thì trai sao? Nội hình thì không biết anh. Phải để cho em nó khám phá. Đoán nội hình rồi. Ủa mà em người trong mộng của bạn em là sao? Đẹp trai, đeo mắt kính chị. Rồi chúng ta kéo mặt. Cho hai bên nói chuyện với nhau. Chúng ta sẽ có 2 phút để trò chuyện với nhau. 2 phút bắt đầu. Chào bạn. Cảm ơn. Lần đầu tiên gặp mình bạn cảm nhận thấy thế nào? Sau mỗi ngày, rất là nhiều ngày chờ đợi cũng không có thất vọng. Mình có một câu hỏi muốn hỏi bạn. Nếu một trường hợp mà mẹ chồng và nàng dâu hai người cùng dớt xuống sông đều không biết bơi thì bạn sẽ cứu ai? Thì trước tìm cứu mẹ trước. Rồi, cái này mình duyệt. Mình sẽ cùng với bạn kia đi theo con dòng sông. Rồi. Cứu mẹ thì cơ hội kia không còn để cứu bạn đâu. Không, nhưng mà mình luôn ủng hộ bạn sẽ cứu mẹ chứ. Không, mà cứu mẹ xong là được rồi, còn sao nữa? Nghĩ theo bạn gái luôn chị. Chi vậy? Chứ giờ cứu mẹ rồi ở lại sống một mình chị. Cứu mẹ xong bỏ mẹ sống mình. Câu này sách dở lắm rồi. Cái câu trả lời là gì? Cứu mẹ xong rồi nhảy theo người yêu chết với người yêu luôn á. Chi vậy trời? Câu này là sách dở. Mà tôi á là tôi trả lời là cứu mẹ rồi cứu vợ lượt luôn. Cứu được không anh? Được. Tôi á là tôi trả lời á, tôi cứu ai gần tôi nhất. Đúng không quý vị? Vỗ tay. Không lẽ mình đang đứng đây mẹ mang tốt đó, vợ đứng đây đạp vợ ra qua đây cứu mẹ. Không lẽ vậy? Phải không? Không, cái này tôi bảo vệ quan điểm của bạn trai là cứu mẹ trước. Cho dù mẹ xa gì đó, ưu tiên mẹ trước. Đúng không? Nhưng mẹ mình già yếu rồi, vậy cứu mẹ trước. Cảm ơn bạn. Bạn đó được hay. Theo bạn thì trong chuyện tình cảm và niềm tin thì bạn đặt cái nào lên hàng đầu? Niềm tin. Cùng ý kiến của mình. Bạn có biết sắp xếp thời gian giữa công việc và gia đình? Đang trong thời gian này mình sẽ sắp xếp 3 thứ lại: công việc, gia đình và tình cảm. Tại vì đến giai đoạn này là giai đoạn cũng bắt đầu bước vào tình cảm. Định hướng của mình đó là trước năm 29 tuổi mình có gia đình. Thì không biết là bạn có định hướng là sớm hơn hay là như thế nào không? Mình thì quen từ cỡ một năm. Một năm là mình có thể kết hôn. Đúng rồi, phải năm trở lên chứ mấy tháng là không được đâu á. Thì bạn rất có nhiều về tình trường, tới 5 mối tình trải qua là những tình trường đó bạn đến và kết thúc á, vì sự cố hay là vì vấn đề về gia đình? Tại vì mình rất ngại về vấn đề là chia tay về gia đình. Không, mình 5 mối tình đó thì mình kết thúc là do cái niềm tin của mình không còn đối với người kia. Nó nghe là xí. Không lẽ giờ hai bạn yêu nhau mà cứ bạn mình hoài. Bạn tối nay đi ăn cà rem không bạn? Anh sinh năm 90. Đó, thấy chưa? 91. Thì em sinh năm 91. Đó, thấy chưa? Bạn cho mình hung cái đi bạn. Cho mình hỏi bạn có khiếu về kinh tế không? Kinh doanh không? Mình rất thích kinh doanh. Sau này mình có thể đó mà tại kinh tế mình vẫn thì mình có thể mở một cái cửa hàng sữa để buôn bán. Mình đang cần một người để quản lý cái cửa hàng của mình. Cửa hàng gì? Cửa hàng gì vậy? Mình cửa hàng về gạo. Gạo hả? Kệ gạo, sữa, đường, nước cũng được. Mình hãy tỏ tình với nhau một câu.
Mình rất thích cái đồng tiền của bạn. Vậy hả? Vậy thì sau cuộc này mình hẹn hò là bạn sẽ có cái đồng tiền hả? Hết thời gian. Anh nghĩ rằng cô gái rất là vui, nói khùng khùng trong ngoặc kép thôi, nhưng rất là thông minh đấy. Suy nghĩ thật kỹ xem mình có bấm nút hay không nha. Một, hai, đẹp trai đẹp gái, ba. Chúc mừng hai bạn nha. Và một món quà đầu tiên dành gửi tặng hai bạn đó là cặp loa Soundmark E5 à, nghe nhạc về tình yêu các bạn nha. Những chiếc vé xem phim. Thay mặt chương trình gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ, cảm ơn chị. Hai bạn có thể nắm tay nhau để cảm nhận... Tay hơi lạnh nha. Tay em hơi nhỏ nha. Hy vọng rằng mình cũng giống nhanh giống chị. Dạ. Yeah. Chúc hai bạn hạnh phúc. Dạ, cảm ơn chương trình ạ. Hello mọi người, mình là Mai Sơn. Hãy tìm mình trên Speakable nhé. Em có cái tính là rất là dễ bị mềm lòng ạ. Dạ, thì thứ nhất em là người miền Trung nên là em ưu tiên là bạn nữ của mình cũng sẽ là gốc miền Trung. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Ngồi đi bạn. Rồi, mời em giới thiệu về mình. Dạ, xin chào tất cả mọi người. Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào bạn. Em tên là Nguyễn Thị Hạnh Ni. Năm nay em 25 tuổi. Hiện tại công việc của em là phụ giúp gia đình làm may mặc ở nhà. Và đang học thêm tiếng Hàn. Ước mơ của em là em được trở thành một thông dịch viên. Rồi, mời nhà trai. Rồi, em xin chào anh Quyền Linh ạ. Chào bạn. Xin chào quý vị khán giả. Chào chị Cát Tường và chào bạn nữ bên cạnh luôn ạ. Em tên là Trần Tiến Hội ạ. Năm nay em 26 tuổi. Quê em ở Huế. Thì hiện tại em đang làm việc ở Biên Hòa. Em làm bên sản xuất cà phê. Ủa, hồi nãy chị chưa nghe quê đi ở đâu? Dạ, quê gốc của em là ở Thừa Thiên Huế. Nhưng mà em vào đây với ba mẹ từ nhỏ. Vậy là hai bạn này cùng quê mà, bên đây cũng là Huế luôn. Đúng không? Bây giờ mình giới thiệu một chút về bản thân, điểm mạnh và điểm yếu của Ni là gì? Dạ, điểm mạnh của em á thì em là một người hết sức là thân thiện, dễ thương, dễ mến và dễ gần. Em có cái tính là rất là dễ bị mềm lòng ạ. Lúc đó mà có giận đi nữa thì cũng mềm lòng ha. Mềm mà có cho mượn tiền rồi này kia gì không em? Dạ, có. Có luôn hả? Rồi, cái đó là điểm mạnh hay điểm yếu? Dạ, cái đó vừa là điểm mạnh cũng vừa là điểm yếu của em luôn ạ. Bên kia giới thiệu mạnh thế yếu rồi còn bạn. Dạ, em nói về điểm mạnh trước. Điểm mạnh trước thì em thấy điểm mạnh của em thì thứ nhất là tự tin, thứ hai là em người rất là thích hát. Nói chung là em làm gì em cũng hát hết á. Đi tắm em cũng hát, chạy xe máy em cũng hát. Mà đến nỗi thì trong công ty là mọi người phong cho em là thánh hát luôn. Tật xấu của em thì thứ nhất là em tính của em hơi hậu đậu chút xíu. Trai mà hậu đậu hả? Dạ. Nói chung mà lâu thì cũng hơi làm bể chén bể tô á. Dạ. Về tình trường của mình thì sao em? Dạ, em trải qua một mối tình nhưng mà chia tay cái này cũng 3-4 năm rồi ạ. Mối tình đó bạn quen được bao lâu? Dạ, mối tình đó em quen chắc cũng được 3 năm. Nhưng mà tại lúc đó tụi em còn nhỏ quá, với suy nghĩ chưa có chín chắn nữa. Rồi lý do tại sao từ cái lúc đó tới đây cũng mấy năm trời mà cũng không có tìm được một người nào nữa? Dạ, em thích đi học mấy cái khóa mà ở trung tâm chị. Lâu lâu em rảnh em cứ đăng ký học vậy á. Với lại công việc ở nhà phụ với ba mẹ cũng ít khi nào mà tiếp xúc bên ngoài á. Nên em cũng chưa có tìm được đối tượng. Rồi, bạn trai bên kia thì như thế nào rồi? Tới phiên bạn đó là tình trường. Dạ, em thì cũng giống bạn nữ thôi. Tính tới bây giờ thì em chỉ có một mối tình ha. Thì em chia tay cũng cách đây hơn một năm rồi. Quen nhau cũng được hơn 2 năm. Thì lúc mà em quen bạn đó thì bạn đó còn là sinh viên. Nói chung nhỏ hơn em cũng 3 tuổi á. Thì nói chung nhiều lúc thì suy nghĩ nó cũng hơi khác biệt với nhau. Thôi nói chung là hai bạn mối tình là sinh viên, chuyện nó bỏ qua đi. Bây giờ mình đang tính tới chuyện mới nhất đây ha. Chuyện này nó hệ trọng hơn chuyện thời sinh viên nhiều lắm. Bạn muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Có thể chia sẻ luôn. Dạ, thì thứ nhất em là người miền Trung nên là em ưu tiên là bạn nữ của mình cũng sẽ là gốc miền Trung. Bên kia gốc Huế. Dạ. Gì nữa? Thứ hai là bạn nữ biết nấu ăn chút xíu, vì em rất là thích nấu ăn và rất là thích ăn uống. Biết nấu ăn không bạn nữ? Dạ em biết nấu ăn nhưng mà em lại rất là ghét rửa chén.
Trời ơi, bên kia thì hay rửa. Không sao em ơi, rửa chén là sở trường của anh luôn. Là anh rửa chén là bể hết đó phải không anh? Không dễ bể một hai cái thôi chị. Rồi còn yêu cầu gì nữa? Thứ ba là em thực sự em thích một bạn nữ thì hơi hướng về truyền thống một chút xíu. Truyền thống. Dạ. Về phải biết tôn trọng về gia đình hai bên của mình. Tại vì em rất là người rất là quan trọng về mặt gia đình. Còn gì nữa không? Vậy thôi. Vậy thôi hả? Dạ. Anh nghĩ là này yêu cầu đó quá nhỏ so với bạn bên kia. Anh chưa nhìn thấy nhưng cảm giác rằng là bạn bên kia cũng hơi hướng về truyền thống đấy. Có cái điều gì em không thích ở người phụ nữ không? Cái mà em không thích nhất là sự giả dối chị, tức là mình có gì thì mình nói ra, mình chia sẻ với nhau chứ mình không nên giấu giếm. Thì thấy là mình có thể đáp ứng được cái tiêu chí của mình trai bên kia bao nhiêu phần trăm? Dạ chắc 80% ạ. Cái gì em không thích ở người bạn trai? Điều em không thích ở người bạn trai là một người gia trưởng. Bên kia miền Trung mình có gia trưởng lắm không em? Hơi có chút xíu vậy. Cái gì em không thích không? Cái vấn đề mà em cực kỳ là không thích đó là khi mà tham gia giao thông á chị. Cái vấn đề gọi là khạc nhỏ vậy. Mất vệ sinh đó không? Đang chạy xe là... Dạ đúng rồi. Sao? Anh bên kia sao? Cái này thì em yên tâm, anh không có cái này đâu. Vậy là lúc mà anh đang lái xe mà rủ anh có bị gì là... Xong. Cái mẫu người lý tưởng của em muốn là như thế nào? Về ngoại hình đó thì em chỉ cần bạn đó cao trên 1m67. Có luôn. Khuôn mặt thì nhìn thân thiện một chút. Đừng có điểu quá. Điểu là sao em? Điểu là nhìn nó kiểu giống nhanh Nguyễn Linh đó hả? Dạ không, anh Nguyễn Linh nó gọi là thân thiện đó hả? Vậy là chỉ cần cái chiều cao 1m67 trở lên là được. Dạ đúng rồi. Còn ngoại hình mắt mũi miệng sao không cần, không quan trọng? Dạ không quan trọng. Rồi không quan trọng, nhớ nha em, nói bên không quan trọng nha. Bên đây dư sức đáp ứng nhu cầu ở bên đó. Bên kia có tiêu chí gì không? Có hình mẫu lý tưởng không? Dạ nói chung em quan niệm quen bằng nữ thì thứ nhất là ngoại hình dễ thương chút xíu chứ. Giọng nói dễ thương, ngoại hình ưa nhìn. Nãy giờ bạn thấy giọng nói bên kia dễ thương không? Dạ dễ thương anh. Dễ thương không? Là ngay lúc đầu rất là có cộng tình. Dạ. Rồi có gì nữa không em? Dạ chỉ vậy thôi chị. Chỉ vậy thôi đúng không? Dạ. Rồi mặt mũi cũng không quan trọng luôn đúng không? Đúng quan không? Quan trọng tính cách với mình hợp với nhau là được chị. Mấy anh này, mấy chị này tôi không tin đâu. Dạ, thiệt chị. Không? Thiệt không quan trọng không? Dạ thiệt. Dạ thiệt không? Cao mét nhiêu? Dạ 1m70. 1m70. Chắc không? Dạ chắc thì... Đâu đứng lên coi đúng không? Sao không có thời gian nào cũng sức khỏe hết rồi. 70 thôi cũng được, ngồi xuống. Nhưng mà hiện tại giờ là em sống ở đâu? Em đang sống trọ ở Biên Hòa. Biên Hòa? Dạ. Ủa hồi nãy em nói hiện giờ em đang sống đâu? Dạ quận Tân Bình. Ủa rồi mỗi tuần đi lên thí dụ hẹn hò là mỗi tuần ở dưới Biên Hòa lên Tân Bình được mấy lần? Dạ thì khi nào mà em được nghỉ là em chạy lên thôi. Tương lai mình định hướng là mình sẽ lập nghiệp ở đâu? Tương lai thì em vẫn thích là sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Và hiện tại thì em cũng đang có hướng là mình sẽ mua chung cư ở Sài Gòn để sinh sống. Đang làm việc Biên Hòa mà có định hướng mua chung cư Sài Gòn, vậy là cũng hay quá ha. Có yêu cầu gì phía nhà gái không? Giống như hồi nãy em nói là đủ rồi đúng không? Dạ. Vậy là được rồi đó. Gả luôn. Để em qua coi đàn gái sao mà nói cái gả luôn đi. Rồi. Thôi. Thằng trai thấy... Ta thấy đúng chuẩn thì được hợp lý thì ta gả thôi. Trời ơi, trắng tươi dễ thương quá. Lấy không? Đàn trai thấy là muốn lấy liền á. Được, tiêu chuẩn này hợp với bên kia đó. Nhưng mà anh hỏi nè, chàng trai bên đây thật sự cũng dễ thương ha. Cũng hơi đẹp trai chút á. Dạ. Vậy thì mấy người đẹp trai vậy, em có lo không? Dạ không anh. Em thấy trong tình yêu thì cái sự tin tưởng là đặt lên hàng đầu. Em sẽ tin tưởng bạn đó. Tin tưởng? Dạ. Nhưng có ghen không? Dạ không ạ. Không ghen luôn? Dạ. Nếu như bây giờ có một dịp em bắt gặp bạn trai của em chở một cô gái, cái tay của cô gái để trên đùi bạn trai em sẽ xử lý như thế nào? Thì em sẽ gọi điện hỏi bạn đó là đang chở ai. Em chạy kế bên luôn chứ em gọi điện gì? Em chạy kế bên thì em chạy luôn, chừng nào về nhà rồi em mới hỏi. Chạy luôn luôn hả? Dạ. Cũng ra em chạy ngang nói à, chào anh. Hôm nay em dễ thương quá. Công anh đó lại mất tập trung tham gia giao thông lại không tốt. Cô nàng này rất là quan trọng cái việc tham gia giao thông. Mà bình tĩnh thiệt, tôi thấy trên đời chưa thấy có ai mà người phụ nữ thấy người yêu của mình, chồng mình chở một người để tay lên đùi xong rồi chạy luôn. Bình tĩnh. Không, xử lý đó cũng được, về nhà tính sao. Anh thấy bên kia cũng ổn đấy em. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi, coi làm sao. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với hai đứa bạn thân của em với em gái. Em gái ruột hả? Dạ em họ thôi. Em họ với hai người bạn thân. Chào em. Dạ em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, chào khán giả đang có mặt ở trường quay. Em là Trang, bạn của Ni. Em chơi với Ni thì từ nhỏ. Bạn trai bên đây á thì là ngoại hình á là
Nhìn rất là được anh ấy. Bạn trai công việc và cá tính thì rất là phù hợp với bạn của em. Bạn của em là bạn rất là hiền, bạn đó rất là chăm sóc cho gia đình rất là tốt, rất là hợp với bạn trai ở bên đây. Bạn trai có đi với ai không? Dạ, hôm nay em có đi với người bạn thân từ hồi cấp 3 của nửa thân luôn. Dạ. 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 Em xin chào mọi người, em là Đức. Em thì em cũng chơi với hội được hơn 10 năm rồi. Thì theo như em thấy thì bạn nữ bên đây thì cũng khá là xinh gái và được một đặc biệt là nước da rất là đẹp và rất là trắng. Dạ. Nói chung là rất là hợp với hội. Em cảm ơn. Dạ. Cái thứ hai là hội có một điều hội chưa nói là hội rất là nóng tính, cho nên nếu mà bạn nữ có làm gì thì cũng kiềm chế, tại vì hội mà nó nóng lên rồi thì cả thế giới không cản được nó. Trời ơi. Ghê vậy. Hay quá, em cho biết thông tin. Nãy giờ quá có tật xấu gì không mà giấu không khai ha. Rồi, cảm ơn hai người bạn thân đã cho chúng tôi biết những bí mật. Bây giờ mình kéo màn lên rồi hai người tự giải tỏa những bí mật đi nha. Nào, kéo màn lên. Hãy trò chuyện, chia sẻ hết những cái suy nghĩ của mình các bạn nha. Bắt đầu. Thì hôm nay buổi đầu tiên gặp mặt thì anh có bó hoa tặng. Dạ, cảm ơn. Cho anh hỏi chút xíu nha. Thì về cái công việc của anh á, anh làm về dây chuyền sản xuất cà phê á, thì nó sẽ chạy 24/24 giờ luôn. Dạ. Nên là có nhiều lúc là anh sẽ làm buổi tối, cả đêm. Và có những cái ngày mà cuối tuần á, thì anh sẽ không có được nghỉ. Dạ. Thì em thấy nếu như vậy thì nó có vấn đề gì đối với em không? Dạ, cái em cũng bận lắm anh. Em cũng chỉ có rảnh được hoặc là cuối tuần thôi à. Em có một vài thứ muốn hỏi anh á. Là trong cái tình huống mà nếu như mà anh tức giận giống vậy á, khi mà đang ở ngoài đường á, thì anh sẽ xử lý như thế nào ạ? Nếu như mà em hỏi câu hỏi đó mà cách đây khoảng 2-3 năm thì anh sẽ bộc lộ ra ở ngoài luôn. Là quánh người ta hả? À không không. Tức là sẽ khó chịu á, tức là sẽ thể hiện cái thái độ đó ngay tại đó luôn. Nhưng mà dạ, nếu như mà bây giờ thì anh nghĩ là anh đủ sự bình tĩnh để mà anh giải quyết cái cơn giận đó. Anh có câu hỏi gì muốn hỏi em? À không, anh chỉ vì trước khi mà đến với chương trình á là anh mong muốn là sẽ hát tặng em một bài hát, nên là anh nghĩ là đây là cái dịp để anh. Anh sẽ tặng em bài hát Ánh Nắng Của Anh ha. Rồi em đứng em diễn tả trước mặt cô gái này cho tình cảm nào. Dạ, em đứng ha. Đứng đi, đứng sát bên, kế bên cho nó tình cảm xíu. Từ bao lâu nay anh cứ mãi cô đơn bơ vơ, bao lâu rồi ai đâu hay. Ngày cứ thế trôi qua miên man riêng anh một mình nơi đây. Sẽ luôn thân gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh, không xa rời. Nói một câu gì đó tận đáy lòng của mình ha. Tim mình nó đập sao mình nói với Trang vậy. Nói chung với anh á, anh thấy cái khoảng thời gian mà mình tìm hiểu như thế này á, thì chắc chắn là anh nghĩ nó sẽ chưa có đủ để mà mình hiểu được nhau. Dạ. Thì anh hy vọng là mình sẽ có dịp để mình hiểu rõ được nhau hơn sau chương trình này. Dạ, em cũng hy vọng là chúng ta sẽ có một cái khoảng thời gian tìm hiểu nhau. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Suy nghĩ thật kỹ nha. Lắng nghe xem là từ nãy giờ cái cảm xúc của mình như thế nào. Có rung động, có xao xuyến một chút nào hay chưa. Rồi chúng ta quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Nào, hãy nắm tay nhau. Nắm tay nhau. Đấy, hai bạn rất đẹp đôi đấy. Anh thấy là rất hợp lý. Thôi mình hôn cái hôn đầu tiên để cảm nhận ngày chúng ta gặp gỡ ở đây. Trời ơi. Rất dễ thương. Đây là chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới miễn phí trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc là thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng trên các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Ngoại hình nhỏ bé quá nên cảm thấy tự ti. Cái điểm lớn nhất của em á là không biết cô gái đó chị,
thành ra em không biết cô gái sao hết. Chúng ta hy vọng gì ở cặp đôi thứ hai quý vị? Họ có nhấn nút, họ có hôn nhau, họ có dắt tay đi xem phim hay không? Quý vị chờ xem. Hả mày? Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi, bây giờ chúng ta giới thiệu về mình. Nói lớn lên cho bạn bên kia cùng nghe luôn. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào tất cả khán giả trong trường quay ạ. Em tên Lê Vinh Quang. Hiện tại em là tài xế lái xe ở Biên Hòa, Đồng Nai. Quê em ở đâu em? Quê em ở Đồng Nai luôn chị. Năm nay em 25 tuổi. Vinh Quang lái xe gì? Xe ben á. Xe ben hả? 25 tuổi lái xe ben luôn hả? Dạ, em lái được 4 năm mấy rồi chị. Ồ. Rồi, mời em giới thiệu. Em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường và chào quý vị khán giả. Em tên là Trần Thị Lý, em 24 tuổi, em đến từ Đồng Nai ạ. Nghề nghiệp của em là pha chế, hiện tại em tạm nghỉ việc. Rồi quê mình ở đâu? Ở Đồng Nai ạ. Có công việc gì mới chưa em? Dạ chưa. Rồi, coi chung là tóm lại là giờ đang ở không? Đi tìm chồng. Dạ. Ha, rồi, quyết định vậy đi. Em có điểm mạnh, điểm yếu gì? Sở trường của em là biết pha chế, biết nấu ăn, quan tâm, chăm sóc, nói hướng về gia đình ạ. Còn điểm yếu của em là nhút nhát trước đám đông, ngoại hình nhỏ bé quá nên cảm thấy tự ti. Rồi, bạn trai bên kia thì sao? Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, biết lo làm ăn, có tính tự lập, biết chăm lo cho gia đình. Còn điểm yếu của em không biết nấu ăn, hay quên, tính hơi cọc tí. Trời ơi, chạy xe mà còn nóng tính mà còn hay quên. Trời ơi, trời. Em có mấy mối tình rồi? Em thì được một mối tình rồi chị, nhưng mà chia tay được 2 năm mấy rồi. Chị Cát Tường biết không, cái khuyết điểm lớn nhất của em á là không biết cô gái đó chị. Thiệt không? Vậy là gái của em hay sao? Lúc trước em có quen một mối tình là như vậy nè. Em với em đi xe đậu cao điểm trên Sài Gòn, em vô uống cà phê đợi cao điểm là 12 giờ mới vô Sài Gòn được. Nên em xuống uống nước thì em gặp nhân viên bán cà phê đó, lấy số qua lại nói chuyện thì không biết. Hai người nói xong khoảng một tuần sau á là điện thoại thằng Lê em nó hết tiền. Kêu mày cho tao mượn điện thoại nhắn tin nè. Em đưa điện thoại nó xong mà nhắn tin xong rồi hai ngày sau về người đó nhắn tin lại cho em đâu biết ai đâu. Người đó biết em rồi. Thì cứ nói chuyện qua nói chuyện lại thì thấy hợp nhau. Em cũng không gọi là đi cua hay là gì hết. Không có. Nên vậy không biết cô gái là sao hết. Thì duyên sao dính của người ta. Cứ nói chuyện qua nói chuyện lại cảm thấy hợp, nói chuyện hoài vậy là cua đó ông ơi, hiểu không? Nói chuyện qua nói chuyện lại là gọi là cua đó. Ủa rồi cuối cùng là mối tình đó em quen được bao lâu? Em quen được một năm chị. Rồi sao chia tay? Nói dối em nhiều quá. Người đó mới có 16 tuổi à. Trời ơi. Nhưng mà sao em gan quá vậy em? Em đâu biết đâu, chỉ biết là nói với em là 20. Cái ngày mà đi làm sinh nhật cho người đó em nè, mẹ người đó nè, dì người đó, dượng người đó nè, bạn, tất cả bạn bè luôn. Chính em đi mua bánh kem với người đó, ghi bánh kem sinh nhật 20. Mẹ người đó cũng đâu nói gì đâu. Không nói gì luôn. Đúng rồi. Sao phát hiện ra 16? Sau này á, em thấy được cái giấy chứng minh em mới biết được. Làm trốn luôn hả? Ủa mà đúng tại vì em làm gì mà em lấy cái giấy chứng minh nhân dân của người ta hả? Bây giờ hai người đi chung dễ ước trời mưa, chị có về đưa giấy tờ cho em bỏ cấp xe. Bóp xe về quên. Đưa giấy tờ này đưa trời mưa thì đưa nguyên cái bóp chứ, thì trời mưa cái đưa cái giấy chứng minh nhân dân không cất vậy hả? Sao đưa giấy chứng minh nhân dân không được chị? Là sao là đưa nguyên cái bóp cho em? Đúng rồi. Mà em là đàn ông mà em mở bóp phụ nữ ra em coi thấy cái chứng minh nhân dân. Không, bỏ chạy tưng nó rớt ra ngoài. Trời ơi. Hay dễ sợ. Dù 16 tuổi ta khép lại đi mệt xuất lắm. Xuất sắc. Không, chị thích em rồi đó. Dù này. Cô này đủ tuổi rồi, yên tâm nha. Rồi bây giờ em thích người bạn gái thì sao em nói luôn đi, chị làm mai cho, chị khoái em rồi đó. Em thích người phụ nữ là biết nấu ăn nè, biết chăm lo cho gia đình rồi, biết kính trên nhường dưới, nói chuyện nhỏ nhẹ là được rồi. Hiền. Vậy thôi. Có cái gì em không thích ở người phụ nữ không? Xăm hình. Hả, để tôi đợi chị chút. Lo điều tra bên kia quá, quên coi bên đây có xăm mình không em? Không. Không phải không? Rồi được, không có xăm mình. Mà nó nghe là chạy xe vậy tiền nhiều không em? Đủ lo gia đình, đủ nuôi vợ nuôi con được. Nhưng chị, mà bây giờ cô này đang thất nghiệp á, giả tỷ như là cô không có đi làm, em có nuôi cô nổi không? Nói gì? Giờ em nói thiệt với anh chị Cát Tường đi, em dành dụm được bao nhiêu? Được nhiêu rồi. Nói thiệt đi. Bây giờ hiện tại em nhà có, đất có, xe có, nghề có. Của em luôn hả? Của em hết. Em đứng tên luôn. Em út mà. Em xe em đứng tên luôn. Em út, xe em út tên. Nghe chưa? Em nghe rồi, nghe rồi. Nhà thì em xây rồi. Đất thì của ba mẹ thì có, em út mà. Vậy út mà không có hết. Này là của út.
dành dụm được nhiêu rồi? Nói cho anh mừng á. Bí mật. Hả? Thôi bí mật chi. Hàng mấy? 2, 3, 4, 5 gì đó. Là nhiêu? Bởi em nói là bí mật anh Quyền Linh là nói. Là nhiêu? Anh Quyền Linh biết anh Quyền Linh nói tùm lum. Khoảng 10 triệu. 10 triệu thì làm gì anh Linh? Nói chung là đủ cưới một cô vợ. Ghê ghê, giỏi, tuổi trẻ tài cao nha. Đứng lên coi tướng tá coi được tôi gả luôn nè. Quá là xuất sắc rồi. Công an việc làm ổn định á, nhà của Út ha. Đứng tên xe luôn phải không? Dạ. Xe tải nhiều chiếc chị không đành? Không, xe tải tiền tỷ chị ạ, em không nổi đâu. Dạ chứ em đứng xe gì? Xe máy. Trời ơi là trời. Không làm tôi mừng hộp áo. Không ngồi đi, xe máy cũng là khoe nữa. Làm bể trời cái ơi. Tưởng đâu đứng ông đứng xe, xe ben, xe hơi. Ai về, em đứng tên xe máy. Con còn Út là được rồi. Ta còn dư như đây tiền nữa nè. Chào em cảm nhận anh thiệt tình không? Vui vẻ, nhiệt tình. Vui vẻ thiệt tình lắm. Những người thiệt tình như vậy là một những người rất là tốt. Mấy tài xế á, mà lái xe là người ta nghi ngờ lắm. Lo không? Dạ không lo. Không lo đúng không? Vậy thì không sao. Nãy giờ lo bên kia không mà. Bây giờ nói cho ông Mai đi. Muốn cái tìm người đàn ông sao? Nãy giờ nghe em một cái chuyện quá. Người đàn ông gia trưởng. Gia trưởng. Bảo thủ. Có suy nghĩ lạc hậu là trọng nam khinh nữ. Có không em trai? Và không có ý thức trong mối quan hệ của gia đình hôn nhân á. Ngoại hình sao? Cao hơn em được. Những cái buổi sinh nhật của em nếu mà được người yêu tổ chức lãng mạn em thích hơn không? Dạ thích. Rồi để anh biết anh về nói với anh này. Sinh nhật là anh hay mượn với Minh Nhân Dân coi lắm á. Thích lãng mạn lắm á, em có lãng mạn không? Em là người rất là thích lãng mạn. Thích lãng mạn, thí dụ bây giờ buổi gặp mặt đầu tiên nè, em phải tổ chức thế nào cho cô ấy cảm giác thật lãng mạn? Thì mình dắt em đó đi ăn hoặc là mình đi một cái nơi nào đó lãng mạn ở trên Sài Gòn này nè. Nơi nào đó là nơi nào? Cầu Ánh Sao. Cũng được ha, nơi đó cũng lãng mạn ha. Rồi, được rồi, anh thấy được đấy. Ra cầu Ánh Sao bằng xe máy hay xe ben? Xe máy chị. Rồi. Bây giờ mình gặp người thân đi, coi ý kiến người thân thế nào. Hôm nay nhà gái em đi với ai cưng? Dạ, em đi với em gái ruột, với cháu gái và hai người bạn ạ. Rồi, đâu cho chị gặp em gái của em coi. Hôm nay đến với chương trình thì em thấy anh nói chuyện rất là sự chân thành, vui tính. Em rất thích anh đầu điểm đó là anh không thích sự giả dối, em cũng vậy và chị em cũng vậy. Mong là người ta hay có một cái câu là tài xế thật là không có chung thủy. Nhưng mà em hy vọng anh không phải là một trong những người đó. Và anh hãy yêu thương chị em và chăm sóc chị em. Bởi vì chị em là một người rất là lo toan cho gia đình. Và chị em chịu rất là nhiều thiệt thòi. Phải mong anh hãy là bù đắp những thiệt thòi đó cho chị em. Anh sẽ quan tâm chị em, chăm sóc cho chị em nhiều hơn. Mong anh chị hãy là cho nhau một cơ hội. Dạ, cảm ơn em. Gái dễ thương quá ha, vun đắp cho chị. Còn em đi với ai? Dạ, em đi với... Với Lơ hả? Chị gái em với anh rể em. À, tụi đâu đi với ông Lơ hả? Em hỏi kiểu dù kia rồi sao? Em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả đây. Nói về Quang là một người sống rất là biết chăm lo cho gia đình. Quyết tâm dữ lắm, em đặt ra cái mục tiêu gì á, em sẽ cố gắng làm hết mình, hết sức, tự lập từ nhỏ luôn á. Là để dành tiền về tự xây nhà ở nhà luôn, rất là có hiếu với cha mẹ ở nhà đó. Anh nhận xét cô gái bên đây như thế nào? Bạn gái bên đây thì anh thấy là có cái phụ nữ biết chăm lo gia đình á, thì anh thấy chắc cũng hợp, hai em nên cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn anh ạ. Bây giờ mình kéo màn lên nha, Quang Vinh. Vinh Quang, chuẩn bị. Nào, kéo màn. 3, 2, 1, bắt đầu. Nói. Chú em xinh đẹp như lúc nào tươi như hoa, xinh đẹp như hoa vậy. Được lắm chứ bộ. Trời ơi. Hai. Dạ, anh có thích cà phê không ạ? Dạ, có. Dạ, anh Chi Cưng. Em muốn mua quyển sách này tặng cho anh để anh biết thêm về cà phê. Rồi, chúng ta bắt đầu cảm nhận về nhau. Mời hai bạn. Em có dự định đi kiếm việc làm gì không? Dạ, em tính là muốn ở với bạn bè ở bên Biên Hòa, xin việc làm ở đó. Anh cũng, hiện tại anh cũng đang ở Biên Hòa nè. Dạ. Em có thể xin cho cổ một việc làm gì ở Đồng Nai không? Đừng nói tôi xin vô làm lơ xe với anh nha. Cũng được anh, hiện tại em đang đi một mình á.
Thì nữ cái việc ghi phiếu cho em là được rồi, để em đi giao. Nghĩa là lấy vợ thì sẵn làm lơ luôn á hả? Đúng rồi. Luôn lúc nào cũng có nhau anh khỏi ghen. Một công hai việc á. Anh dành thời gian hẹn hò cho em khi nào ạ? Chủ nhật hàng tuần á, anh về sớm anh phải ghé qua chở em đi chơi đồ này kia, đi ăn đồ. Nhắn tin gọi điện thì hàng ngày. Mấy hôm nay anh có chuẩn bị một hai con hơ để anh tặng cho em. Quá dữ ta. Chim khôn, chim độn nhìn tre. Gái khôn, gái chọn lái xe làm chồng. Cứ tiên nước chảy đôi dòng, lấy chồng tài xế như rồng lên mây. Trời ơi. Là em quá... em sáng tác đó hả? Dạ. Em suy nghĩ mấy bữa nay đó hả? Hay quá. Bây giờ hai người đang suy nghĩ gì về nhau? Hãy nói đi. Em thấy anh rất chân thành. Và em muốn hai người có thời gian để tìm hiểu nhau hơn. Rồi bây giờ mình cho nhau cơ hội để tìm hiểu sau chương trình này. Em thấy cô đối diện thích không? Thích chứ anh Linh. Rồi, nãy giờ mình nói cho vui nha. Bây giờ mình sẽ lắng động lại, mình cảm nhận cảm xúc của mình, suy nghĩ và quyết định bấm nút là đi đến hẹn hò và tiến tới hôn nhân. 1 2 3 Hết thời gian. Đây, hai của em. Chúc mừng hai em nha. Nắm tay nhau cái đi, cho nó có đầy cảm xúc coi, nắm nhanh chặt quá. Vô, nắm chặt vô, đưa ra phía trước cho mọi người xem coi. Cặp xứng đôi quá ha. Cảm giác thấy sao? Rất là ấm áp. Ấm áp hả? Hôn cái. Hôn đi. Dễ thương không? Đã không? Đã chứ anh Lính. Dễ thương quá. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speed Couple nha. Chưa tới giờ chưa có mối tình nào. À, dạ con có hai mối tình. Bây giờ con vẫn là bạn với hai người bạn đó. Ngày hôm nay gặp anh thì chắc thấy được hợp với em. Mục tiêu của em là 28 tuổi mới lấy chồng. Em muốn thật sự ổn định. Trời quá. Đó cũng là một gia vị trong cuộc sống. Ở dưới sẽ có hàng triệu người đang theo dõi truyền hình sẽ bấm nút cho họ. Chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai. Xin mời quý vị. Mời nhà trai. Rồi, ngồi em trai. Rồi, xin mời nhà gái. Bây giờ hai bạn đã có mặt ở đây rồi, chúng ta chỉ cách nhau cái hàng rào thôi ha. Mời bạn trai giới thiệu về mình. Dạ, em là Trương Nguyễn Hoàng Minh, năm nay em 23 tuổi, sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Minh làm gì Minh? Dạ, làm kỹ thuật điện. Minh ơi, Minh hồi hộp, rung lắm sao mà Minh ngắt ngang cái chữ ngộ quá vậy Minh? Dạ, cũng hơi hồi hộp. À, giờ nghe bạn gái giới thiệu nè. Dạ, con chào chú Quyền Linh, con chào cô Hồng Vân. Chào nhà trai, chào tất cả mọi người ở đây. Con tên là Trần Thị Như Quỳnh. Năm nay con 24 tuổi. Nghề nghiệp của con là nhân viên văn phòng. Con làm đâu? Dạ, con làm ở công ty Micro Asset. Ở quận Nhất. Quận Nhất hả? Dạ. Con sống tại thành phố Hồ Chí Minh luôn. Dạ, con sống ở Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Gò Vấp, Bình Dương cũng không xa mấy. Quỳnh 24, Minh 23. Dạ. Tình hình nó cũng hơi căng chút xíu. Có gì đâu căng. Mình thấy sao Minh? Dạ, cũng được. Cũng được ha. Dạ. Nhưng mình là nam, mình phải kêu bằng em nha. Dạ. Kệ. Nhường nữ trước đi ha. Bây giờ Quỳnh, con Lady nói Ford. Về, con nói về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình đi con. Điểm mạnh của con là một người hoạt bét, hoài đồng, vui vẻ, thân thiện. Con chịu học hỏi, con có tính siêng năng cần cù. Khi mà mọi người tiếp xúc và đi chơi với con thì mọi người cảm thấy rất là thoải mái. Con có điểm yếu gì không? Con hơi ngây ngô, dễ tin người. Dễ tin người, có dễ bị dụ không? Không, dụ thì không được, nhưng mà ý là con tin á. Với lại con hay tự biên kịch trong đầu con nhiều cái làm cho con tệ hơn. Ý là con bị suy diễn hả? Dạ đúng rồi, con hơi suy diễn nhiều vấn đề một chút. Nhưng mà cái suy diễn đó là nó mang tính tích cực hay tiêu cực? Dạ thường hơi tiêu cực một chút. Hơi tiêu cực, dạ. Đúng không? Làm cho mình buồn, dễ stress đúng không? Dạ. Sao cưng? Con nghe bạn tâm sự thấy sao? Dạ được. Mình nói cho bà mối biết là mình có điểm mạnh, điểm yếu gì? Điểm mạnh là sạch sẽ, gọn gàng và
hòa đồng với mọi người. Điểm yếu có điểm không? Yếu hơi nhút nhát với ít nói thôi. Tại vô đông người thì ít nói. Ít nói. Dạ. Có tật xấu gì không? Tật xấu là hay quên. Mình nói cho bà mối biết mình có mấy mối tình rồi. Dạ từ trước tới giờ chưa có mối tình nào. Dạ từ trước tới giờ chưa có mối tình nào. Đi về đây cô hỏi bên đây nha. Quỳnh có mấy mối tình rồi con? À, dạ con có 2 mối tình. Mối tình đó xảy ra cách đây 8 năm. Lúc con học cấp 3. Và tới giờ là con chưa có mối tình nào. Cái đó là gì là 8 năm trước là cái mối tình đó thời học sinh thôi đúng dạ, không? Dạ là năm lớp 11 và lớp 12. Ừ đó dạ. Là thời học sinh. Dạ, đúng hoa không? Có sâu đậm không? Dạ không à. Hồi đó còn trẻ, còn nhỏ, không có suy nghĩ nhiều. Thì giờ con vẫn là bạn với 2 người bạn đó. Như vậy có nghĩa là mình chưa xếp cái đó vô gọi là tình, dạ, gọi là đúng. Tình mối tình dạ, đúng nghĩa rồi. Được, đúng không? Dạ. Đó. Dạ, như vậy là 2 đứa là đồng thanh đồng thủ đó. Rồi. Đều bây là giờ, tinh khôi mình hết. Mình nói cho bên đàn gái biết mình đang đi tìm một nửa yêu thương của mình về hình dung như thế nào? Mô hình lý tưởng là giống ai nó quên luôn rồi nữa. Giống thằng dân hồng hồng đào. Ví dụ như là bạn gái bên đây sẽ không giống bất kỳ một cái hình mẫu lý tưởng nào của con á, thì lúc đó con sẽ như thế nào? Nguyễn yêu thương là được rồi. Nguyễn yêu thương đúng không? Dạ. Ok. Trời ơi cái mặt dễ thương quá chứ bộ. Tôi dễ sợ luôn rồi nha. Dạ. Cảm ơn chú. Cái này mà gương mặt này mà nếu mà cần cảnh vô về mặt điện ảnh là có nét lắm á. Dễ rồi. Nhớ ấn tượng nữa. Đúng rồi. Bây giờ thì mình cho đàn trai biết là mình muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào. Con đơn giản lắm, giống chú là được. Vì phúc hậu giống chú. Giống chú hả? Phúc hậu là có nghe. Có nha. Chú thì là cũng không có giống gì luôn á. Cũng giống chú á. Dễ thương á. Được à, đẹp trai chú. Được không? Dạ, ngoại hình thì con không quan trọng. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân để coi góp ý cho con thêm thôi. Dạ con đi với mẹ và 3 người bạn thân của con. À có mẹ nữa hả? Dạ. Rồi mời mẹ cho ý kiến nào. Em chào anh Quỳnh Linh. Chào chị Hồng Vân và quý khán giả trong trường quay và chào nhà trai. Cháu nó thì ngoan, hiền, hiếu thảo nhưng có một điều là hơi bừa bộn một chút đó. Nên là nếu mà có gì thì về hai đứa bảo nhau. Có gì thì con cũng phải nghe lời bên đó. Đó, mẹ chỉ nói vậy thôi. Còn nếu mà con mà với bạn ở bên đây mà hợp nhau thì bấm nút. Rồi, cảm ơn mẹ. Mình cảm nghĩ về chờ càng gửi tương lai mình thấy coi cháu Minh này thì thấy được đó, thấy hiền lành chất phác đó, cùng quê Bình Dương với tôi luôn. À vậy à, dạ, hay đúng quá rồi. Dạ, thủ châu một Bình Dương nè. Ủa vậy đó hả? Trời ơi khỏe re rồi à. Đẹp trai Quỳnh Linh luôn hết chưa? Không không đẹp bằng Quỳnh Linh đâu. Đó, chưa tút lên thôi, vô đây chú tút lại cho đẹp luôn. Thấy là thấy bự con đó là bự. Thấy được rồi đó. Rồi cảm ơn nhà gái. Minh đi với ai nè? Đi với dì, cậu với mợ. À dì, cậu mợ giống như cha mẹ luôn rồi ha. Rồi mời đại diện nhà trai. Rồi xin chào MC Quyền Linh với MC Hồng Trân. Chào nhà trai. Chào đàn gái. Hôm nay đến đây là thấy hai cháu là vậy là vui lắm rồi. Thấy bên đây là cũng kết rồi đó. Kết luôn rồi đó. Hai bạn rất là xứng. Bấm nút đi cho nhau một cơ hội mình tìm hiểu mình sẽ đến với nhau luôn. Chúc mừng, chúc mừng. Rồi chúc mừng. Hai đứa nó hợp nhau nhìn nó tròn tròn múp múp giống nhau ha. Rồi bây giờ thì chúng ta mở rào cho hai trẻ gặp mặt đi. Hai trẻ trao đổi rồi coi có nút bấm hay không mình chưa biết nha. Mở rào. Bắt đầu cho mình nha. Cố lên nào. Hít hơi thật sâu vô. Mạnh mẽ lên. Mời lớn lên nhà mình nha. Dạ. Cái quà tặng. À, cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng cho anh. Một cái áo khung. Ừ, hôm qua em cũng không mừng tượng được anh như thế nào nữa. Dạ. Cái hôm nay em có mua size này gì? Size gì? Có size gì? Size L. L. Em mua size L. Size của Linh rồi. L đi. Nó cùng size với tôi đó. Tại con thích những bạn nam mặc áo polo à. Nhìn chững chạc. À nhìn chững dạ. Chạc. Sơ mi con thích sao? Dạ cũng có nhưng mà con cảm thấy cái đó hơi nặng á. Con muốn sự thoải mái với hai người thì con tặng polo. Ví dụ mà bạn này không vừa thì hai người cùng nhau đi đổi. Ok đó cùng nhau đi đổi. Con lặn gấu bông này để cho mỗi đi mình ôm nhớ nếu còn. À mỗi đêm nhớ. Rồi ôm con đó nha. Rồi hai đứa tâm sự đi. Anh nhìn em cũng đẹp, hiền, dễ thương. Chứ lúc đầu anh mừng tượng em sẽ như thế nào? Cũng giống vậy. Dạ.
Dạ là sao? Dễ thương nói chuyện với bạn gái mà dạ. Mà em cũng hơi suy nghĩ xíu, tại vì không biết hôm nay bạn em sẽ như thế nào. Thì hôm nay em gặp anh thì chắc thấy được hợp với em. Anh đang làm việc tại Bình Dương luôn hả? Dạ. Đừng già nữa, đừng già. Nhà dạ. của em thì ở Gò Vấp, qua Bình Dương thì 13 cây, bằng em ra quận nhất. Thì cũng gần. Mình hỏi coi hiện nay Quỳnh đang ở với ai, Quỳnh có cần gì không? Em đang ở với ai? Ở với mẹ, với cậu và với dì. Giờ làm dâu được không? Hỏi tới coi sao. Dạ, mốt em gì có thể làm dâu bên đây được không? Được. Hỏi là thí dụ như tụi mình đồng ý khoảng bao lâu em cho anh bước tới? Nếu mà mình tìm hiểu khoảng được bao mấy năm thì mình mới tiến được tới hôn nhân. Mục tiêu của em là 28 tuổi mới lấy chồng. Em muốn thật sự ổn định. Lâu quá. Lâu quá em ơi. Anh thì cỡ 25, 26 là được. Cái đó là lúc em suy nghĩ khi em chưa gặp anh thôi. Tới nắm tay bạn gái cảm nhận thế nào đó. Hai người nắm tay với nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau, hát tặng bạn gái. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, hứa với anh một câu sẽ cùng nhau đi tới con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì em ơi xin em hãy bước đi. Cùng quá hậu quả hết. Trời thấy thương không? Quỳnh hát tặng lời cho Minh mà gì đi. Không, vẫn nắm tay, vẫn nắm tay. Đừng có buông tay, đã nó hát nắm tay nhau thật chặt nắm rồi. Nắm tay thôi. Em đi lạc trong sóng gió cuộc đời, nào biết đâu sớm mai liệu bình yên có tới. Âu lo chạy theo những ánh sao đêm, ngày cứ trôi chớp mắt thành phố đã sáng đèn. Ta đi thật mau, chạy thật mau, yêu thương chẳng nói kịp thành câu, biết đâu liệu mai này có nhau. Thức giấc để em còn được thấy ánh mắt của anh nhẹ nhàng, nắm đôi tay của em không xa rời. Tạm gác hết những âu lo, lại cùng anh bước trên con đường. Ta sẽ không quay đầu để rồi phải tiếc nuối những chuyện cũ đã qua, giữ trái tim luôn yên bình và quên hết những ưu phiền vấn vương. Cuộc đời này được bao lần nói yêu, anh biết nơi để quay về, em biết nơi phải đi. Ta sẽ bước chân thôi. Nói câu gì rất được, rất gan nói cho Minh. Em có đồng ý thì hãy cho nhau một cơ hội. Được chưa Minh? Dạ được chú. Rồi trở về ghế đi nào. Cảm giác yêu chưa? Rồi chú. Rồi đúng không? Thấy rồi, nút dễ thương con. Sức luôn, để tay nút bấm nè. Hả? Đây, bây giờ là do bạn gái thôi. À, mình thích thì mình bấm nha Minh. Mình là đàn ông mình chủ động. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. 2 3. Hết thời gian. Con không bấm hả? Lý do sao Quỳnh không bấm? Con cũng không biết nói sao, nhưng mà con nghĩ là con tôn trọng cảm xúc của con á. Thật sự nếu con rung động con sẽ bấm, tại con chưa rung động với bạn. Ở đây thì mọi người cũng ngỡ ngàng hết trơn, cũng có một chút tiếc nuối. Thôi hãy giữ lấy những kỷ niệm mà mình đã có. Rồi hôm nào đó mặc vừa cái áo, kiếm Quỳnh nói anh mặc vừa áo rồi, em có bấm nút hay không? Biết đâu lúc đó Quỳnh thay đổi bấm. Nha. Hello mọi người, mình là Mai Sơn. Hãy tìm mình trên Speak Couple nhé. Mà người rất nhiệt tình, ham hỏi, nhiều người thấy lầm là mình hơi khó. Chị tính tính quá đúng không? Dạ, cái tính mình nữ dặn như sạch sẽ, gọn gàng, thiếu á. Có lẽ bạn nam kia bù đắp cho con được. Con thích nấu ăn nhưng mà quét dọn nhà thì con lại hơi lời xíu. Dài nhất luôn của con là 6 tháng. Vậy đó hả? Mà mấy lần 6 tháng rồi? Dạ, có một lần 6 tháng. Một lần 6 tháng thôi? Dạ, có người thì một tuần. Cũng cho hai con cơ hội gặp nhau cho nó tìm hiểu nhau xa hơn nữa chị. Rồi, ok liền. Như vậy là cặp đôi đầu tiên họ đã đồng ý hẹn hò với nhau. Hy vọng họ sẽ
sớm hiểu nhau và về chung một nhà. Còn bây giờ Hồng Vân và Quyền Linh xin mời quý vị chúng ta đến với cặp đôi thứ hai. Mời nhà trai. Rồi, mời anh trai ngồi. Xin mời nhà gái. Bây giờ thì hai bạn chỉ ngồi cách cái bờ rào thôi. Mình giới thiệu lớn lên cho mọi người cùng nghe luôn nha. Dạ. Mời em trai. Trước tiên em xin giới thiệu là con tên là Lê Thanh Điền. Sinh năm nay là 34 tuổi. Sinh ra và lớn lên ở vùng đất Núi Bà Đen, Tây Ninh. Thì em đang công tác tại thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp là kế toán. Làm ở quận mấy Điền? Dạ, hiện tại em đang công tác ở quận 3. Công ty đang ở quận 3. Quận 3. Dạ. Quận 3 nhà gái. Giới thiệu về mình đi em. Dạ, em chào cô Hồng Vân. Chào chú Quyền Linh. Chào nhà trai, chào quý vị khán giả, chào bạn trai ạ. Em tên là Nguyễn Thị Thu Trang. Theo như mẹ em nói là em còn 8 mùa xuân nữa là đạt U40 ạ. Là 32 tuổi hả? Dạ. Quê cưng ở đâu? Dạ, quê con ở Tây Ninh ạ. Ở Tây Ninh luôn hả? Dạ. Ồ, vậy là hai bạn cùng quê rồi. Vậy mình làm nghề gì nè? Dạ, con kinh doanh tự do ạ, con làm phân phối. À, làm phân phối tại nhà mỹ phẩm hả? Ở thành phố Tây Ninh luôn hả? Dạ, con ở huyện Hòa Thành đó chú Linh. Huyện Hòa Thành có gần không, Điền? Dạ, đi cũng cỡ 20 mấy cây. Cũng gần, vậy là cũng hợp lý rồi. Điểm mạnh, điểm yếu của em trai bên kia? Dạ, em điểm mạnh thì em là người rất nhiệt tình, ham học hỏi và gọi là trung thực, năng động và sống năng mắt gọn gàng. Thích làm thơ với là thích ca hát. Và cái điểm yếu thì bản thân thì hơi dễ xúc động. Có phim những phim buồn hoặc là có gặp những hoàn cảnh mà nó cảm thấy buồn thì em hơi rơi nước mắt. Thứ hai là cũng hơi kỹ tính thì dễ dẫn hiểu lầm á, nhiều người hiểu lầm là mình hơi khó. Do kỹ tính quá đúng không? Dạ, kỹ tính mình ở dạng như sạch sẽ gọn gàng thiếu á. Dạ. Rồi mời nhà gái. Dạ, điểm mạnh của con á là con biết lắng nghe chia sẻ, có chủ kiến, con biết nấu ăn. Còn nhược điểm của con là con hay quên. Thì đi đâu thì con phải note lại cái giấy con muốn làm cái gì con mới nhớ. À vậy đó. Dạ. Rồi cái nữa là có lẽ bạn nam bên kia bù đắp cho con được là con thích nấu ăn nhưng mà quét dọn nhà thì con lại hơi lười xíu. Bạn kia lại rất là gọn gàng đúng không? Dạ. Mình sẵn vậy mình nói về mối tình của mình đi. Những cái mối tình của mình có mấy mối tình rồi? Dạ, con có nhiều phân nửa mối tình. Nhiều phân nửa mối tình là sao? Là chỉ tìm hiểu thôi, không có cái gì sâu đậm à. Không có tiến tới sâu đậm. Dạ, tức là mối tình dài nhất của mình là bao lâu? Dài nhất luôn của con là 6 tháng. Vậy đó hả? Mà mấy lần 6 tháng rồi? Dạ, có một lần 6 tháng. Một lần 6 tháng thôi. Dạ. Còn lại là linh tinh là 1-2 tháng rồi. Dạ, có người thì một tuần. Nói chung là cũng nhiều cái nữa. Nhưng mà cứ tuần hay tháng, cái dài nhất là 6 tháng. 6 tháng. Rồi bên đàn trai có mấy mối tình rồi? Dạ, em có một mối tình. Mấy tháng? Dạ, được, cũng được 2 năm. 2 năm, dạ. Cũng sâu đậm mà. Dạ, kết thúc năm 2012 tới nay. 8 năm rồi. Dạ, vẫn ở không, mình chưa có tìm hiểu. Tại sao 2 năm lại kết thúc? Dạ, vì em quen thì bạn đó cũng còn nhỏ tuổi. Thì suy nghĩ mình vẫn chưa hợp nhau nhiều. Thì chia tay. Thì sau này bạn ấy cũng có gia đình luôn rồi, có con rồi. Có con luôn rồi. Dạ. Bây giờ mình nói cái mẫu hình lý tưởng mình cho bà mối qua nghe đi. Dạ, em chào chị Vân. Rồi, thì chào em người đơn giản thì mẫu bạn gái cũng đơn giản thôi. Chiều cao thì 1m50, 1m55 trở lên. Dễ nhìn, dễ thương, rồi cân đối. Tóc sao? Tóc dài hay tóc ngắn? Dạ, thì tóc cũng cỡ bằng vai cũng được. Tóc màu đen hay là tóc màu vàng? Tóc thì em lấy bình thường thôi. Không? Em thích thường thôi, đừng. Được. Bình thường đúng không? Cái tóc màu đen bình thường đúng không? Đúng là mẫu người Việt Nam, phụ nữ Việt Nam. Phụ nữ Việt Nam. Dạ. Có một mẫu hình nào không? Mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ thì có mẫu dạng như cũng giống như là Lương Bích Hữu thôi. Lương Bích Hữu hả? Lương Bích Hữu. Wow. Thì cũng dễ thương rồi tròn tròn vậy đó. Có cặp mắt thì một mí này có duyên. Tròn không? Tròn cỡ nào? Tròn cũng cỡ em nè. Tròn cỡ đây được không? Tôi đâu có tròn nữa đâu ông sao? Đây nè, tròn giống cái người kế bên á. Ôi, ông làm như giờ là ông nhon mà ông nhỏ lắm vậy đó. Ê, gì nè, đâu? Coi nhà gái tôi nè, xin lỗi ạ. Thấy chưa chú? Chàng gái, bây giờ nghe chàng trai nói bên kia em có được cảm nhận một người như thế nào không? Dạ, có vẻ truyền thống. Truyền thống ha? Dạ. Bây giờ em muốn tìm một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Em thích người là có bản lĩnh, sống có trách nhiệm, với quan tâm nhiều tới gia đình, chỉ cần vậy thôi à. Bây giờ nè, con đi với ai? Dạ, con đi với mẹ con, rồi
mẹ bạn thân con với bạn thân. Chào anh Di Quyền Linh, chào anh Di Hồng Giang. Dạ. Tôi là mẹ của bé Trang. Dạ. Cũng chào quý vị khán giả, chào bên đàn trai. Lên đây cũng nhờ hai anh Di lặng ghép hai đứa, cho nó hai đứa cơ hội. Rồi hết. Hai đứa là cái đứa này sao cô? Tôi thấy... cái đứa nhỏ này sao? Được. Được hả? Con bấm nút liền. À, trời ơi, mẹ dễ thương quá. Mẹ đồng ý bấm nút rồi đó. Còn em trai đi với ai? Dạ, em đi với mẹ, rồi các dì. Có và mẹ sếp và một chị đồng nghiệp trong công ty. Rồi, chúc hai bà mẹ ra giao lưu cả nha. Anh Linh và chị Hương Vân, tôi là dì của cháu Thanh Điền. Dì nghĩ thì cháu gái bên đây thì ok. Còn cái khoảng mà con nói Thanh Điền bên kia, cái vụ mà trách nhiệm gia đình thì con khỏi lo chuyện đó là ok. Thanh Điền thì nó quan tâm gia đình gì lắm. Rất đặc biệt là có hiếu thảo với cha mẹ. Đến đây thì... chị cũng mong cho hai cháu cho nhau cơ hội để tiến xa hơn nữa. Dạ. Cảm ơn. Còn mẹ đâu hả dì? Đây. Đó. Rồi mẹ đứng lên nói vài câu với thằng gái đi. Đó. Đó. Hai bà xui tương lai. Xui gia mình bắt tay. Dạ. Thằng trai nói gì với thằng gái đi. Chị cũng cho hai con nó cơ hội gặp nhau cho nó tìm hiểu nhau xa hơn nữa chị. Rồi, ok liền. Ok liền. Hai đứa mình xong ca luôn. Không ca luôn. Bán gì? Chuyến xe Tây Ninh sáng nay chuyển bánh. Vậy là vui rồi ha. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Chào em. Có chút quà gửi em. Dạ, em cảm ơn anh. Để phải thể hiện tấm lòng của anh. Dạ. Còn đây thì nó có ý nghĩa đây. Dạ. Cái này là anh thắt cái tim bảy màu. Đó. Dạ. Thì cái hình này á mà là em tượng trưng cho em. Dạ. Còn anh này là trái tim tượng trưng cho anh. Dạ. Là trái tim anh sẽ lớn bao ra thì phủ lại em, phủ kính em để bảo vệ em. Dạ. Còn đây thì cái quả cầu tiết thì anh cũng muốn là tương lai anh cũng như thế này. Yeah. Là hai vợ chồng sẽ vĩnh cửu như thế này. Đó là cùng nhau để mà ngắm hoàng hôn hay gì đó. Yeah. Chu đáo dễ sợ luôn. Chu đáo lắm luôn. Này em tặng anh cái cà vạt. À. Dạ. Chứ vậy tại sao lại tặng cà vạt? Rất là đẹp luôn. Một cái màu em nó thích luôn. Đúng màu em thích đúng không? Đúng em thích luôn. Em thích là màu sọc sọc bông bông gì đó. À. Mà như một phải màu xanh. Màu xanh. À, bây giờ lý do nè, lý do tại sao tặng cà vạt? À, dạ anh thì để em muốn có cơ hội gắn bó lâu dài hơn ạ. Dạ. Thẳng đây anh cũng có một bài thơ tặng em. Dạ. Anh cũng sáng tác, anh tự sáng tác nhưng mà cũng không đến nỗi hay lắm. Thì tấm lòng của anh thôi. Dạ. Thì gặp nhau duyên nợ là đây. Cho anh cơ hội hẹn hò với em. Dạ. Nhờ phước ông mai bà mối dẫn đường dẫn lối cho anh yêu em. Yêu em yêu cả trái tim. Tình anh tình em trọn đời sắc son. Dạ. À, yêu em yêu cả đường đi, cách sông cách núi cũng không cách lòng. Yeah. À, cho nắm tay cái đi ha. Trời đất ơi. À, yêu em giữ vẹn câu thề, chung thủy giữ mãi tình không hề phai. Yeah. Yêu em yêu mãi cuộc đời, dù bao gió dù bao sóng gió vẫn là của nhau, trăm năm hạnh phúc bạc đầu thủy chung. Rồi anh sẽ. Dạ, cảm ơn. Rồi mình có hát lại mình tặng không? Dạ, vậy em xin hát tặng anh một bài là bài tên là Anh. Dạ. Anh vẫn đến dù trời gió mưa giăng khắp lối, dù cho những lúc giá rét, dù đêm mùa đông lạnh lùng. Anh đến với anh mang bao tình yêu nồng nàn, nụ cười trên môi xóa hết âu lo. Rồi. Hai đứa về chỗ đi. Ngồi nói chuyện với nhau đi. À, em cũng quên. Em xin gửi phần cho ông bay bà mối nữa. Chỉ tặng có được. Em tặng theo tuổi. Ngại quá. Đây là tuổi của anh Quyền Linh. Đúng không anh? Rồi. Đây chị Hồng Vân là tuổi của chị Hồng Vân. Ơi cảm ơn em. Trời ơi. Một con ngựa bằng pha lê. Em ơi Linh ơi, em con gì vậy? Con này cũng giống giống tuổi nhưng mà chưa phải tuổi. Gặp ừ. Mình con khác. Ủa vậy hả? Xem ừ. Nhiều con vậy Linh. Không con này chứng minh nhân dân, con kia con khai sinh khác. Vậy hả? Thôi kệ cũng được. Cảm ơn nha. Dạ. Đồ đẹp quá. Tặng gà mái.
Không có gà trống, kiếm gà trống không có hả? Ý là em mua gà trống ở thị thị á. Thể hiện anh Quyền Linh thì đúng cũng rồi. Là người đảm đang trong gia đình, trách nhiệm trong gia đình á. Đàn ông của gia đình chân chất, mộc mạc. Đúng rồi à, dạ. Em cho anh hỏi là theo quan niệm của em là tình yêu chân chính là sao? Dạ, em nghĩ tình yêu chân chính là có sự chia sẻ với nhau. Giai đoạn đầu thì chỉ tìm hiểu, nhưng mà khi mà quyết định yêu rồi á, mình chấp nhận những cái xấu của người ta, cái tốt của người ta. Còn nếu mình không chấp nhận được thì cái đó không phải là gọi là yêu nữa. Anh cũng nãy cũng tập trung quá, cũng quên hỏi em á. Không biết em tên gì ạ, anh Du Huynh, biết tên rồi đất ơi. Từ bây giờ mà chưa biết tên nữa. Dạ, em tên Trang. À, Trang. Dạ. Em nhớ anh Trang tên gì không? Trang có cần hỏi anh tên gì không? À, dạ. Còn anh? Dạ, tại hồi nãy mic hơi nhỏ quá, anh em không có nghe. Không, em thấy giờ hộp rồi đó, hai người quên hết hộp rồi đó. Em nói tên của em luôn đi. Dạ, em anh tên Điền. Tên dạ. Điền. Còn hai đứa tên đẹp lắm á. Đứa tên Trang, đứa tên Điền, góp là Điền Trang. Trời ơi. Trời ơi. Em thấy anh thế nào? Dạ, anh đúng chuẩn truyền thống. Nhìn nam tính. Vậy thôi hả? Anh tưởng em nói đúng chuẩn mẫu người của em chứ ai giờ đúng chuẩn truyền thống hả? Vậy chưa đúng chuẩn mẫu em đúng không? Thì chúc anh sẽ biết. Biết kết quả hả? Dạ. Bây giờ quan điểm hôn nhân gia đình thế nào? Hai em trao đổi với nhau luôn. Đối với em thì hôn nhân, dặn như là hạnh phúc trong hôn nhân nó như thế nào? Nó quan trọng ở yếu tố nào? Em nghĩ yếu tố là đồng cảm. Đồng cảm với biết lắng nghe. Rồi còn phải dạ. Lắng nghe rồi tôn dạ. Trọng lẫn nhau. Tại vì không ai toàn vẹn hết. Thì nếu mà mình sống chung mà mình chia ly á, mình bắt từng ly từng tí một á, không có sự đồng cảm, không có sự lắng nghe thì khó không có sống chung được với nhau. Thì em nghĩ là vậy. Thì dặn mình có nỗi buồn gì cũng chia sẻ đúng không? Cũng dạ. Đều dặn tâm sự với nhau, không được giấu đúng không? Mà dạ. Cũng không có sống dở dối với nhau. Dạ đúng rồi. Em cứ dặn như là có ghen không? Em đặc biệt là không có ghen. Vậy hả? Không dạ. Ghen vậy chắc là tình yêu không sâu đậm hay sao, nó không ghen á. Không yêu đối phương không ghen thôi. Dạ, chứ tại... ghen anh cũng thích nhưng mà ghen chừng mực thôi. Dặn dạ. Mình biết cách đúng ghen đúng hay sai thôi. Vậy chứ là... ghen anh cũng thích ghen nữa, ghen thì người ta mới yêu mình, mới ghen thôi. Chứ không yêu mình là không ghen. Dạ, em... Vậy nó dễ bị rằng tình cảm nó nhạt lắm. Dạ tại vì em thì giống dạng hai tính cách đối lập nhau á. Ở trong công việc thì em rất là cởi mở, rất là chia sẻ. Còn ở trong cuộc sống thì em hơi khép kín một xíu. Nên gọi là nội tâm. Em có người phải là người gia đình không? Quan tâm, chia sẻ. Em là người gia đình. Dạ. Thì có quan tâm, chia sẻ được rồi. Dạ. Ghen thì từ tính sao? Tương lai đi. Đâu bây giờ bạn này là kế toán nè. Thì giờ bạn tính sao? Mai mốt ví dụ như lấy nhau rồi thì ai sẽ là người giữ tiền nè? Dạ thì em tuy là em làm kế toán thôi chứ em cũng muốn giao tiền cho vợ giữ. Trời ơi ngon nha. Nhức đầu quá hả? Đúng không? Nhức đầu quá đúng không? Thì nếu vợ thì nếu làm kinh doanh thì cũng tính toán cũng nhiều hơn là kế toán nhiều. Tính toán về lợi nhuận được thứ nhiều thứ lắm. Thì nếu mà hai chồng nếu mà kết hợp nhau thì kế toán với kinh doanh thì nó cũng rất là tốt. Quan điểm về con cái thế nào? Con trai con gái gì đó? Thì em muốn bao nhiêu người con? Dạ em muốn càng nhiều càng tốt. Mà em sợ mình lớn tuổi rồi á. Em cũng sinh năm 88 mà đúng không? Dạ 88. Mình nếu mà tìm hiểu được á thì thời gian mình bao lâu mình được kết hôn? Dạ cái này á thì em nghĩ là nếu mà hai bên mà thấy hợp với nhau á, thấy hợp tính cách với nhau, có thể sống chung với nhau lâu dài á thì thời gian em nghĩ là 6 tháng cũng được mà 5 cũng được, nhưng mà tùy thôi, tùy nếu hai người hợp với nhau thôi. 6 tháng thì đó anh cũng ok đó, thì cuối năm cũng được, ok luôn. Nó càng sớm càng tốt cũng được. Dạ. Em dạ. Nói một câu gì đó rất ruột mình ha, nói những cái suy nghĩ tận đáy lòng về đối phương, cảm nhận đối phương thế nào. Thì anh thì thấy em á cũng dễ thương, đẹp, sống mũi cao, hơn mẫu người lý tưởng của anh rồi đó, hơn rồi đó, vượt tầm kiểm soát của anh rồi đó. Anh cũng mong là mình gặp chương trình, nhờ tham gia chương trình thì cái duyên dạ. Này là thật sự là cái duyên, cho nên thì anh đến với em thì bằng cả trái tim, bằng cả con người mình luôn, có thể là cả tính mạng mình luôn, để bảo vệ em, rồi lo cho em hạnh phúc, để em không buồn hay là chạnh lòng hay là buồn thay tủi thân vấn đề gì hết. Dạ. Đó, anh sẽ cố gắng, anh là người đàn ông chính trách nhiệm, anh cố gắng để cho em được hạnh phúc và dạ. Vui vẻ. Hay quá. Tôi nghe vậy là tôi bấm liền rồi đó, tôi không có chờ đợi gì hết trơn. Trời á, hay luôn.
Rồi để tay vào nút bấm đi các bạn. Mình nhắm mắt lại kiểm tra xem thật sự trái tim mình rung động trước đối phương chưa. Nếu có một chút rung động, chúng ta đừng ngại ngùng, bấm ngay cái nút đó. Còn nếu chưa cảm nhận được gì thì không cần bấm nút. Và khi bấm nút, chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Các bạn suy nghĩ cho kỹ. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ quyết định điều đó. 1, 2, 3. Hết thời gian. 2. Chúc mừng. Yes. Em xin phép gia đình đi. Dạ, thì ở nhân đây chương trình đó, thì con xin phép anh để xin phép cho con làm quen với Trang, tìm hiểu Trang và có thể là cũng thay bác để chăm sóc và lo cho hạnh phúc cho Trang sau này. Dạ, con xin hết. Rồi, Trang nói gì với bên đây đi. Trang nói gì với mẹ với dì nè. Dạ, con chào dì, chào mẹ. Mẹ luôn cũng được, sao cả. Dạ, nhân đây thì lên chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì con cũng muốn cho mình cơ hội, cho anh cũng một cơ hội để tìm hiểu nhau. Nếu mà có duyên thì hai người tiến tới hôn nhân ạ. À, chào mẹ, chào dì rồi đó, mình chào lợi đi. Dạ thì do lúc nãy thì em cũng con cũng hơi sót với con chào mẹ lại. Mong con sẽ được kêu mẹ nhanh sớm nhanh. Dạ. Này được lắm ha. Bây giờ con thấy này được á con. Rồi xin phép mẹ luôn, xin phép mẹ cho con hôn nụ hôn đầu tiên cho em Trang. Dạ thì nhân đây thì con cũng xin phép là mẹ cho con hôn nhẹ môi lên má của em Trang. Dạ. Hôn nhẹ môi của ổng lên má của Trang. Đó. Dạ được không bác? Vô không mẹ. Được à, có duyên lắm á, dễ thương nữa. Thôi chúc hai em sẽ sớm về chung một nhà. Xin chào mọi người, mình tên là Trần Vương Anh, hãy tìm mình ở trên Speak Couple nhé. Mời nhà trai. Rồi ngồi đi em trai. Rồi xin mời nhà gái. Bây giờ là hai bạn đã có mặt trên sân khấu rồi. Hai bên cùng giới thiệu lớn lên cho đối phương cùng nghe. Bắt đầu. Em chào anh Vương Linh và chị Hồng Vân. Xin chào quý vị khán giả đang xem tại phim trường và chào bạn gái bên kia. Em tên là Trương Thu Anh, hiện tại năm nay là 26 tuổi, sống và làm việc ở quê. Quê đâu? Quê ở Long An. Làm gì? Là nghề buôn bán. Buôn bán gì? Buôn bán gà vịt. À, bán gà cũng vịt rồi hả? Dạ. 11, chú anh Quyền Linh nhớ về quê em ủng hộ nhé. Quyền nào? Quyền Đức Huệ, tỉnh Long An. Đức Huệ ha, đi tỉnh lộ 50, tỉnh lộ 10 đúng không? Dạ đúng rồi. À. Ủa trước khi em làm buôn bán á, thì là em có làm cái nghề gì không? Dạ lúc trước thì em đi học bên ngành cơ khí bên cao đẳng. Rồi có em có làm không? Có đi ra trường có làm không? Dạ ra trường em làm được một tháng rồi về. Lý do là về ba mẹ hơi bệnh xíu nên là không có ai nhà về thôi em về. Nó làm đúng nghề, học cơ khí ra bán gà bán vịt. Ủa tức là nhà ba mẹ nuôi gà vịt rồi sẵn về làm kinh doanh luôn rồi sao? Không, em về em phụ chị nè, là phụ buôn bán. Bán vịt gà vịt là quay hay là gà vịt bán ký hay sao? Bán ký. Tức là mình thu gà mua về mình bán đúng không? Dạ, em như là em đi lấy hàng xong về em bán cho phân phối cho tất cả. À, phân phối tất cả luôn đúng không? Dạ. Còn em giới thiệu nè. Dạ. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào bạn trai bên kia và chào quý vị khán giả. Em tên là Bảo Trân, em 23 tuổi, hiện là nhân viên bán hàng, em đến từ Mỹ Tho, Tiền Giang. Em bán gì? Dạ, em bán thời trang nam á anh Quyền Linh. Thời trang nam ha? Thời trang nam.
Rồi hai người cùng đều là buôn bán hết. Nói chung hai người buôn bán chắc cũng lành lắm mà ha. Lành lắm mà. Mình tin đàn gái cho đàn trai biết chút xíu về ưu điểm khuyết điểm đi. Đúng rồi, ưu điểm khuyết điểm. Dạ. Ưu điểm của em là vui vẻ hay cười. Em tôn trọng về lễ phép với người lớn nữa. Em cũng khéo tay. Còn khuyết điểm thì em hơi bị vụng về á. Em cầm cái gì em cũng hơi bị rớt á. Vậy dạ. Hả? Em hay suy nghĩ sâu xa chị. Giống như là chuyện đó nó chưa đến mà em đã tính trước rồi. Rồi cái mình đặt hy vọng quá cái chuyện đó rồi xong rồi mình bị thất vọng. Bị thất vọng dạ. Đúng không? Thôi anh trai, dạ. Em có ưu điểm khuyết điểm gì? Em kể khuyết điểm em trước đi. Khuyết điểm thì em thì nó hơi quên thiếu. Tại hơi quên. Dạ. Với nhà cửa thì như cũng hơi bề bộn bề. Gì? Nhà cửa hơi bề bộn. Không bề bộn thiếu. Bồn bề hả? Bề bộn. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, em thì có một mối tình mà mối tình đó là chỉ mối tình đơn phương thôi, yêu xa. Ủa đơn yêu. Phương tức là mình nhìn ta xa, mình nhớ người ta hay sao? Không, nhìn vô tự nhiên con tim mình nó sẽ mở cửa ra đập vịt vậy. Nó mở ra nó đập luôn hả? Dạ, nó mở đập nứt nực luôn. Trời dữ gì thôi. Dạ. Rồi sao không nói cho người ta biết? Sau một thời gian như một năm, tới năm thứ hai thì kiểu mà chịu hết nổi rồi. À. Là tim sẽ vỡ thì nói ra thì cuối cùng thì em vẫn làm ngơ vậy thôi. Làm cái cửa tim nó đóng lại luôn. Không, vẫn theo. Cuối cùng là thời gian đi học bên em đi học với Sài Gòn nè. Và bạn đó cũng đi học bên Sài Gòn mà bên quân y á. Em cũng qua cũng ngày lễ ngày lộc này kia em cũng đi tặng quà tặng bông vậy đó. Có tặng quà? Dạ. Cô có lấy không? Lấy chứ. Nhưng mà trong quân đội vậy có người. Dạ cứ. Dạ. Cô lấy rồi sao? Cô lấy thì cô nhận thì vẫn nói chuyện bình thường qua lại chứ không xem là gọi là tình yêu. Có nắm tay cổ lần nào không? Không. Chưa nắm tay, có một mối tình đơn phương đó thôi mà chưa. Dạ. Nắm tay luôn. Dạ. Như vậy là đồng nghĩa với việc là chưa hôn ai bao giờ. Dạ. Đồng nghĩa với việc là em còn trinh nguyên. Chắc vậy rồi. Trinh nguyên luôn. Đó, còn em thì sao, tình trường của mình như thế nào? Dạ, em có quen một bạn thì mối tình được 2 năm á. Chị, bạn đó thì cũng rất tốt với em nhưng mà nhiều khi giấu giếm em rồi không có nói thật cho em biết. Em thấy vậy hoài rồi cái cũng như lòng tin của mình bị mất đi á. Rồi cái thôi em dừng tình cảm lại. Em là người chủ động. Dạ. Em tưởng tượng bạn gái bên đây thì sao? Nghe giọng miền Tây là em thích rồi. Nhưng dạ. Mà em tưởng tượng cổ sao em tả thử chị coi có đúng không? Chắc cỡ đẹp của cô Hồng Vân. Dạ chị cao cỡ vậy ạ. Cao cỡ chị hả? Dạ. Cao cỡ vậy là em mệt á. Dạ, em cao 1.5m à. Cao 1.5m. Chị 1.67m thôi à. Nó nhiều vậy lắm hả? Chắc theo em nghĩ là da chắc bạn gái bên kia là chắc cũng không có trắng luôn. Chắc không có trắng hùng. Rồi á, rồi dạ. Sao tóc thì sao? Tóc thì chắc cũng có nhộm màu. Tóc thì trắng hùng. Tóc cũng có nhộm màu. Dạ. Tại rồi. Vì buôn bán mà thời trang. À, buôn bán thời trang thì mình chắc nhộm màu. À, dạ. Em suy luận đúng không? Rồi. Dạ. Có duyên không? Thì chắc có duyên mới buôn bán được. Đó, dạ. Hay, công nhận bạn này siêu lận hay quá. Có nghĩa là em chỉ trật có một cái thôi, da trắng bóc vào. Hả? Còn em da sao? Trắng, tóc trắng luôn á, nhiều khi người ta dạ, trắng chắc em nghĩ anh bên đó chắc da ngâm. Dạ, trời, trắng anh. Tươi hả? Dạ. Da ngâm sao nữa? Người chắc cũng vừa, không to lắm mà cũng không gầy lắm. Đẹp trai không? Chắc dễ nhìn. Bây giờ á, em muốn một người đàn ông như thế nào? Dạ. Theo mẫu hình lý tưởng của em á. Theo mẫu hình của em giống như anh Hoàng Linh vậy đó. Người đàn ông của gia đình đó. Đó, tôi đề nghị mai mốt tôi bỏ cái ông này đi. Mai mối kiểu gì mà người ta toàn thích vậy. Cái người bên kia ta chạnh lòng. Thích là giống như cái tính tình vậy đó. Tính tình yêu thương gia đình nha. Dạ. Nhớ nhà này được mà. Này rất yêu thương gia đình. Có hiếu nè ha. Anh thấy được đó. Không, bây giờ vậy mình chắc mình phải hỏi gia đình đi. Đúng rồi. Bạn đi với ai? Dạ em đi với mẹ với chị, hai người chị với một anh. Rồi chào dạ, cô. Chào cô. Dạ con chào cô. Dạ em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Em là chị của Châu Thành. Hôm nay em đến chương trình này là cũng mong là chị em mình tìm được một người bạn. Nãy giờ em để ý người em gái này rất là dễ thương, rất quá là cưng luôn. Quá chị đẹp, quá dễ thương luôn. Thích chị có thấy thích sợ. Bấm nút đi cưng ơi. Còn em đi với ai ạ? Dạ em đi với mẹ của em. Ồ, hôm nay có gia đình hai bên luôn nè. Chị chào chú Quyền Linh, chào cô Hồng Vân và khán giả trong trường quay. Chị là mẹ của cháu Trân. Theo nhận xét của chị thì chị thấy cháu trai bên đây cũng hiền, dễ thương, biết lo buôn bán,
lên đây thì lên chương trình này là cũng là một cái duyên, nên mẹ cũng mong con, mong hai cha hai con là cho nhau một cơ hội để tìm hiểu và tiến xa hơn nữa. Trời ơi, cảm ơn chị. Vậy gia đình hai bên ủng hộ rồi đó. Rồi, thôi bây giờ mở màn mở ra, đi hát bài gì không? À, cầu vồng lương không? Cầu vồng khuyết đi. Mở rào. Đưa là hát liền nha. Ba hai một bắt đầu. Ai đã yêu một lần vì tình yêu ai? Thôi anh hát vậy là cũng nghe cái giọng anh được rồi. Xin anh gửi tặng cho em một bộ âm. Cho anh một cái luôn. Cho anh một cái luôn. Trời ơi trời ơi. Trời ơi ông vượt rào vậy đó hả ông? Dạ. Em cũng có món quà tặng anh đó. Rồi. Ôm cái nữa. Có quà là ôm liền. Ôm cái nữa đúng rồi. Thôi cho anh ôm cái nữa. Trời ơi áo mặc thử coi. Ướm ướm thử coi sao. Ướm ướm thử. Mặc có vừa không? Ôi đẹp ghê luôn á. Cảm ơn mặc em. Vô đi khác liền luôn. Mặc vô đi. Rồi rồi cắt vô để mất. Cắt vô để mất. Ai đây lấy của ổng không rồi mất. Trò chuyện đi. Ôi lộn. Hả? Nãy em giới thiệu anh cũng nghe không có rõ tên em. Em có thể với lại hiểu tên em lại cho anh được. Dạ em tên là Bảo Trân á. Bảo Trân. Bảo Trân hả? Thích Bảo Trân. Thích Bảo Trân. À, em đẹp không biết nói gì luôn. Em đẹp quá là rối liền đấy. Dạ, rồi rồi đẹp. Anh vậy để em hỏi cho. Ừ. À, em hỏi trước đi. À, anh ở anh nói là anh ở Long An hả? Đức Hòa. Ừ. Anh ở Long An Đức Huệ. Đức Hòa Đức Huệ. Dạ. Thì em bán gì đồ vậy là lâu chưa? Em làm ở đây cũng được mấy tháng anh. Tại vì công việc mới. Dạ. Dạ, lúc trước em dạ lúc trước thì em làm bên công ty dài. Nếu mà mình tiến đến hôn nhân thì khoảng bao lâu thì em và anh sẽ đến với nhau kết hôn? Dạ nếu mà tìm hiểu mà thấy cảm thấy hợp nhau thì em cũng muốn trong thời gian ngắn anh. Vậy thì trong thời gian nếu mà mình hẹn hò với nhau thì khoảng hay như một tuần hay là một tháng anh lên, em muốn chọn cái nào? Tại vì em nghĩ là anh Long An xuống Mỹ Tho chắc mất bao lâu thời gian á? Chắc cỡ 4 tiếng. Đi đâu dữ vậy? Tại vì đâu biết đường đâu. Trời đất ơi. Em thì muốn tìm người bạn trai cũng ở gần chỗ em á, để nhiều khi những lúc mà rảnh rỗi hay là em muốn gặp thì nó cũng dễ hơn. Thì em cho như anh cũng làm thì em cũng làm, cái thời gian rảnh thì chắc cỡ nửa tháng mình gặp nhau lần đi. Vậy được rồi. Được chưa? Dạ bấm được rồi anh. Dạ bấm được rồi anh. Mặc áo thử coi đẹp không rồi bấm. Còn cái áo đâu không bấm. Đây. Không còn. Áo đâu? Thôi, có em rồi khỏi cần áo. Em cũng thông minh lắm. Bây giờ nè, anh hỏi thật nha. Dạ. Nãy giờ mình nói chuyện vui, bây giờ mình nhìn kỹ lại cô gái này, có phải cảm giác có phải một nửa yêu thương của mình hay không? Mình có cảm giác rung động gì hay không? Mình nói cho cô ấy biết đi. Dạ, em nhìn anh có rung động chưa? Đang hỏi em đó. Hỏi à? Luôn rung động rồi. Rung động từ phút giây ban đầu một nụ cười của em đó. Cửa lòng. Cái cửa trái tim nó có mở ra chưa? Nãy giờ chưa vô là mở trước rồi. Em, bạn nữ, bạn nói về cái cảm nhận của bạn đi. Dạ. Thì em thấy anh á thì cũng hiền, dễ thương nữa, với lại thật thà nữa. Nhưng mà em thì cũng là không có rung động nhiều. Nhưng mà em cũng muốn á là mình cũng tạo cho nhau cái mối quan hệ á anh. Ví dụ như mình làm bạn bè rồi, nếu mà được thì mình tiến tới nữa. Dạ, rồi cảm ơn em. Hết thời gian mà để tay nút bấm đi. Theo thông lệ của bạn Nguyễn Yên Hò, bấm nút là chúng ta cho cơ hội để yêu nhau, để hẹn hò với nhau. Và bấm nút xong chắc chắn sẽ có nụ hôn đầu tiên. Vậy thì hãy kiểm tra kỹ lại xem nụ hôn ấy có được đặt trong ngày hôm nay hay không. 30 giây suy nghĩ và quyết định. Bắt đầu.
1 2 3 Hết thời gian. Em gái không bấm. Cảm ơn anh đã đến với chương trình nha. Không có gì. Dạ. Bạn gái cũng là một cô gái rất là thông minh, rất là năng động đấy. Cũng có thể là bạn với nhau. Có lẽ thế này nè, có thể vui, có thể thoải mái, nhưng có những lúc quan trọng á là chúng ta phải thực sự là nghiêm túc. Anh nghĩ rằng bạn gái cũng rất là tin khi nhìn nhận điều đó, đúng không em? Chắc có lẽ hai đứa có duyên mà không có phận thôi. Chúc hai đứa sẽ sớm tìm một nửa yêu thương của mình. Cho dù các bạn không bấm nút ngày hôm nay nhưng các bạn vẫn nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Đó là một bộ sản phẩm tròn gói: nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống, bạn nhỏ của mọi nhà. Mỗi bạn sẽ nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát Yakio tại tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Máy lọc nước Yakio sản xuất 100% tại Hàn Quốc, được nhập khẩu và phân phối bởi công ty cổ phần Thiên Phú Yakio. Nhãn hàng Findeli, cà phê hòa tan mang đi, mang lại sự tỉnh táo, đánh tan cơn buồn ngủ, hân hạnh tài trợ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Combo quà tặng 3 vị cà phê cho những trải nghiệm thú vị. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Còn đây là sản phẩm dành riêng cho bạn nữ. Phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Chúc hai đứa sớm tìm một nửa yêu thương của mình. Trời ơi, 23 tuổi còn trẻ lắm bé ơi. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. Dạ, anh chào. Ngồi đi em. Rồi, mời cô gái. Bây giờ thì đàn trai, nhà gái đã có mặt trên sân khấu rồi. Mời em trai. Dạ, em xin chào quý vị khán giả trong trường quay. Em tên là Nguyễn Phương Anh, em sinh năm 1990. Hiện nay em đang làm việc tại chuỗi salon tóc Nam, với vị trí là quản lý cửa hàng. Dạ, quê em thì ở Cần Thơ, em đang sinh sống và làm việc tại Cần Thơ luôn. Còn em sao cưng? Dạ, em tên là Nguyễn Hữu Mai Trang, năm nay 31 tuổi, quê ở Kiên Giang và hiện tại là đang làm việc ở Phú Quốc. Em làm sales manager cho một cái resort ở Phú Quốc ạ. Trời, cái cô gái này nhìn cổ nhỏ so với tuổi quá nhiều luôn á. Dạ. Thực sự Vân tưởng cổ có 22, 23 thôi, ai vậy cô nói tuổi Vân hết hồn luôn. Bên đây lúc đầu nhìn đâu tưởng 18 á. Em nói cái điểm mạnh của em và cái điểm yếu của em cho chị nghe coi. Dạ, điểm mạnh của em là biết đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ. Nên anh có thể thông cảm được với đối phương. Còn nhược điểm thì thỉnh thoảng thì em cũng hơi nóng tính và bướng bỉnh. Em ăn nhiều. Ăn nhiều thì em lo được tại em biết nấu ăn. Ồ, hay quá. Em nấu ăn ngon lắm. Nấu ăn ngon lắm nha. Rồi ưu điểm còn gì nữa Phương Anh? Dạ, ưu điểm của em thì nói chung là cái gì cũng biết. Biết hát, biết làm thơ, biết viết rap, viết nhạc. Dữ gì đó hả? Bây giờ đọc rap cho nó vui cái. 2, 3. Trái tim anh chỉ có một và nó chỉ dành cho em. Tình yêu anh chỉ có một và nó cũng dành cho em. Em không cần phải lo lắng hay phải suy nghĩ gì thêm, bởi vì anh luôn bên cạnh dù bất kể là ngày hay đêm. Hứa không làm em buồn nè, hứa sẽ làm em vui. Hứa không làm em khóc nè, hứa bên em suốt đời. Không biết là những bông hồng có đang ganh tị với em không, bởi vì tất cả lời anh nói nó xuất phát từ tấm lòng. I love you, you can love me. Bước đến nắm lấy tay anh và anh sẽ dắt cho em đi đến những thiên đường xa xôi, nơi mà chỉ có hai ta. Và cũng chính ở nơi đó, đối với anh em là tất cả. Anh biết anh không được đẹp, anh không được như người ta. Anh cũng không có nhiều tiền, cũng không phải là đại gia. Nhưng mà chắc chắn anh hứa mua cho em thật nhiều quà nếu như em gật đầu đồng ý, hai đứa mình sống chung một nhà. Dạ. Cưng quá cưng rồi. Đó là cái ưu điểm của em đúng không? Dạ đúng còn rồi. Khuyết điểm có gì không Phương Anh? Dạ, khuyết điểm thì nó cũng giống vậy luôn, cái gì em cũng biết. Có nghĩa là em biết hút thuốc, biết uống bia. Không, cái này nó chỉ là cái quá khứ thôi. Cách đây cũng chắc cũng khoảng tầm 6 năm.
Vậy đó hả? Dạ đúng rồi, lúc em khoảng tầm 23-24 tuổi á. Thì hiện tại là có thể nói là em hoàn thiện khoảng 90%. 90% rồi, thay đổi hết rồi. Dạ. Bà mối làm gì ngơ ngác gì, là thay đổi hết rồi. Em chào chị. Chào cưng. Dạ. Tôi nghe vừa ăn chơi tứ đổ tường tôi phải coi. 23 tuổi. Chơi mấy năm nè? Dạ em chơi khoảng tầm 3 năm á chị. Cái thời gian mà mình khoảng mình ăn chơi á, xong rồi cái mình bị mắc nợ rồi này kia, rồi làm ăn thì đi xuống á. Thì ba với mẹ thì cũng chịu khó trả nợ cho em các kiểu. Trả hết nợ chưa? Dạ rồi, hiện tại thì trả hết rồi. Từ sau đó em mới rút ra bài học cho mình đó. Ừ. Là không có ai mà ngoài ba mẹ mình. Đúng rồi, tôi. Thì từ cái việc đó bắt đầu em tu chí trở lại. Dạ, em đi làm lại bắt đầu từ cái con số 0. Dạ. Giờ làm có tích cấp dư được chút nào không? Dạ, vừa đủ để lấy vợ. Rồi em đẹp trai như vậy chắc là em nhiều bồ lắm hả? Dạ thật sự thì nói chung là cái đó cũng chính là cái lý do mà em ế. Tức là vì đẹp trai mà ế. Dạ đúng rồi. Ế rồi mới lên đây để nhưng đi mà tìm. Mấy mối tình? Em có hai mối tình. Bây giờ cái người con gái mà em tiến tới đây nữa nè, em mong người con gái đó sẽ như thế nào? Em thì cái đòi hỏi của em nó không có cao. Em chỉ muốn là bạn đó có thể là vừa lòng với ba mẹ em được rồi. Chị đặt ra hai giả thuyết. Ví dụ cái người con gái này á, là ba mẹ em rất là đồng ý luôn. Dạ. Nhưng mà em không có rung động. Dạ. Và ngược lại, nếu như bây giờ em cảm thấy rung động mà ba mẹ em lại không đồng ý thì em sẽ xử lý như thế nào? Trường hợp thứ nhất là em không có rung động mà ba mẹ em đồng ý á, thì em sẽ nhìn nhận lại vấn đề. Ví dụ như bạn này ba mẹ mình đồng ý những điểm nào thì mình cũng sẽ chiều theo ba với mẹ. Và em nghĩ đó là trong cái khoảng thời gian tìm hiểu á, thì cái tình yêu nó sẽ xuất phát từ cả gia đình và cả bản thân của mình nữa. Cái thứ hai á, thì do mọi chuyện trong nhà là chuyện tình cảm hay là chuyện công việc gì đó thì ở trong nhà em là người quyết định. Ừ. Có nghĩa là cho dù ba mẹ không đồng ý người đó thì em cũng sẽ thuyết phục hết sức để mà em đến được với cái người bạn này. Dạ, đúng không? Rồi. Dạ. Thôi bây giờ thì tôi xem mắt thằng gái coi sao. Dạ chào anh. Chào em gái dễ thương. Nãy giờ em nghe nói về cái quá khứ của mình á, em suy nghĩ thế nào? Em nghĩ thì bất cứ ai cũng có một quá khứ, nhưng mà miễn sao là hiện tại mình suy nghĩ hướng về tương lai là được. Nói chung là mình trải qua thất bại thì mình mới có thể cải thiện được bản thân mình để tiến tới thành công. Nhưng mà tình trường của em thì sao? Tình trường của em thì cũng không có nhiều. Năm 2018 thì em mới có quen một bạn. Chính thức đúng không? Dạ đúng rồi. Cái người bạn chính thức quen bao lâu? Quen khoảng tầm một năm thôi. Khi mà chia tay thì bạn đó là người nói chia tay và cũng không có nói rõ lý do cho em biết. Bây giờ cái hình mẫu lý tưởng của em về cái người bạn trai á, thì em muốn như thế nào? Em thì em muốn có quen được một bạn cũng chững chạc để chăm sóc cho gia đình và cũng có một công ăn việc làm ổn định. Bên này đáp ứng được rồi đó. Thấy khoảng 90% tốt rồi. Còn ngoại hình thì sao? Ngoại hình thì có thể là cao bằng em hoặc cao hơn chút. Cơ thể thì khỏe mạnh. Khỏe, bên này khỏe lắm. Là bụng thì không có bự quá, đầu thì không có để tóc dài. Ví dụ giờ cái bạn này bạn đẹp trai quá em có sợ không? Dạ sợ, dạ sợ. Tại vì đẹp trai quá là nhiều bạn thích quá là đó là ưu điểm mà cũng là khuyết điểm của bạn. Nên nhưng mà bạn ấy mà đẹp hơn em thì em chắc chắn là không chấp nhận. Chắc chắn là không chấp nhận. Nè hai con người này đứng là kế bên nhau nè. Hai người đều đẹp hết, nhưng một cái đẹp rất nam tính, một cái đẹp rất nữ tính. Làm sao mà so sánh được ông Linh đẹp hơn bà Dân hay là bà Dân đẹp hơn ông Linh được? Nói vậy không được, đúng rồi. Mặc dù trên thực tế thì Quyền Linh đẹp hơn Hồng Dân. Hồng Dân đẹp hơn Quyền Linh. Nói lộn. Bây giờ em đổi ý là đẹp hơn em thì em chịu. Nhưng mà nếu mà cái mặt của bạn ấy trẻ hơn em thì em không chịu. À xin lỗi, không có đâu ha. Em nhìn giống như con nít vậy đó, em đừng có lo. Trời đất ơi. Nói chung là hai người này cũng rất là bản lĩnh ngoài xã hội. Thành ra anh nghĩ rằng chúng ta đủ hiểu để cảm nhận về nhau. Ừ. Bây giờ mình nghe một chút góp ý của người thân đi. Đúng rồi. Hai bên gặp mặt nha. Đúng rồi. Em đi với ai vậy? Dạ em đi với anh rể của em. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Hồng Vân và tất cả khán giả tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Nãy giờ qua xem chương trình thì em thấy hai bạn này là rất là xứng đôi. Thì em cũng hy vọng, cũng như gia đình, hy vọng hai bạn này sẽ có một cơ hội tiến đến xa hơn nữa. Còn riêng về vấn đề mà Phương Anh đẹp trai quá, em cũng đừng ngại, đừng lo. Đẹp nhưng mà hiền lắm. Dạ. Em cứ yên tâm, tốt bụng lắm. Cảm ơn em nhiều nha. Dạ, coi chương trình dạ. Em đi với ba mẹ và một người chị và hai người bạn của em. Dạ, kính chào MC Quyền Linh và dạ. MC Hồng Vân. Dạ. Chào cô. Tôi là mẹ của Mai Trang. Thì qua nãy giờ đó là quan sát cái chàng trai này thì tôi thấy là
chàng trai này cũng hợp với con gái, thì con nên cho bạn một cơ hội. Chú thấy được chú? Sau này hai người mà kết hợp nhau rồi, chú có thể chịu nổi cái tính tình của con gái tôi không? Nó khó lắm. Dạ vậy. Cái này thì tính tình nào thì con cũng chịu được hết. Cái công việc của con nó tiếp xúc khá là nhiều người á, cho nên là con biết tính hết tất cả mọi người thì vậy sao con cũng chịu được hết. Cảm ơn chú. Cảm ơn. Dạ. Ba rất là thực tế. Ủa em khó tính dữ lắm hả trời? Em thấy em đâu có khó tính gì đâu. Khó đó. Đẹp hơn tôi không chịu rồi đó. Đẹp hơn tôi không chịu rồi đó. Nói chung là hai này dễ thương. Có thể trò chuyện nhau xem hợp hay không rồi mình tiến hành bấm nút ha. Dạ. Mở rào. Bắt đầu đi Phương Anh. Dạ. Anh có món quà anh tặng em. Hy vọng là em sẽ vui với món quà này. Cảm ơn anh ạ. Em cũng có món quà nhỏ xíu xíu trong má. Dạ, anh cảm ơn em. Dạ. Mở ra cho mọi người thấy coi tặng quà có ý nghĩa gì không? Một chai nước hoa đúng không? Đúng rồi. Cái chai nước hoa đó thì anh mong là ví dụ sau này mình có hẹn hò với nhau á thì mỗi lần khi đi với anh á thì em sẽ sử dụng mùi nước hoa đó. Dạ. Dạ cảm ơn anh. Món quà của em thì nhỏ thôi, nó là một cái đồng hồ cát. Em mong muốn là chúng ta sẽ sử dụng tốt cái quỹ thời gian của mình. Em thấy không, tuổi đó mà cái mặt rất là non nè, thấy không? Dạ. Không, em yên tâm đi, em về cái vấn đề mà ví dụ mà anh đẹp hơn em á, không có chuyện đó đâu. Tại vì ví dụ mà đi ra ngoài á, em mà có đẹp á, anh tự làm xấu mình à. Bình thường thì anh có sở thích gì khi mà anh rảnh? Nếu mà rảnh mà áp lực nhiều quá á, thì anh hay làm thơ. À quên nữa, trong đó có một bài thơ em có thể mở ra đọc. Đúng rồi. Anh yêu em, điều đó là sự thật. Ngay từ những giây phút đầu gặp nhau, chờ đợi em đã từ biết bao lâu. Người con gái có nụ cười tỏa nắng, làm tim anh chắc đêm nay sâu lắng. Cứ nghĩ về hình bóng của người thương, làm tim anh cứ suy nghĩ vấn vương. Không biết anh có phải người em chọn, nguyện chở che bảo vệ em đến đoạn cuối con đường người đời gọi là tình yêu. Em đừng suy nghĩ chi nhiều, những lời anh nói là điều thật tâm. Mới nãy anh chia sẻ thì em có thấy là anh có yêu cầu là ba mẹ anh phải chấp nhận em thì mới được. Thì như vậy là anh có yêu cầu là khi mà về thì em phải làm dâu hay không? Tại vì anh là con một á, cho nên là chuyện làm dâu á thì chắc chắn là sẽ phải về. Như vậy là chắc chắn là anh sẽ phải ở Cần Thơ và không có đi nơi khác được. Không, anh có thể anh làm việc ở nơi khác được. Đó là lúc mà anh chưa lập gia đình á. Còn nếu mà lập gia đình rồi thì anh muốn về lại Cần Thơ. Ủa nhưng mà em là quản lý resort thôi đúng không em? Dạ không, em chỉ là quản lý kinh doanh thôi. Kinh doanh của cái resort đó đúng không? Dạ đúng rồi. Cần Thơ thiếu resort nhiều lắm luôn. Quá đơn giản, dạ, phát triển về cái ngành, cái công việc của trước em. Trước đây thì em cũng có học, em học ở Đại học Cần Thơ, cũng có sống ở Cần Thơ một thời gian. Chuyện không có khó đâu. Bây giờ thế này nè, em có thể tiến gần lại nắm tay của cô ấy và để xem cái điện của cô ấy truyền qua mình thế nào, cảm xúc về con người thế nào. Đó, mạnh dạn lên. Nào, Phương Anh. Cho anh xin phép nắm tay em nha. Cũng khá lâu anh không có được nắm tay phụ nữ. Dạ. Nhưng mà cảm giác thì cũng khá là thích. Thôi ở đây anh xin hát tặng em một bài hát. Dạ. Ánh mắt yêu thương ta trao phút giây ban đầu, cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay hai ta sẽ yêu nhau rồi, mình cùng chung lối nhé em người ơi. Anh sẽ bên em, ôm em những khi em buồn, anh sẽ ru em, cho em yên giấc ngủ ngon. Nhưng lúc cô đơn, anh vẫn giữ em trong lòng, dành trọn con tim nguyện trao đến em. Em thấy thầy em cảm thấy anh rất là mát, rất là chân thành. Mới nãy giờ em thấy mắt anh nó cứ ướt. Không biết có phải là anh xúc động quá hay không? Thực sự thì cũng có một chút. Em hy vọng là em cũng sẽ có cơ hội để chia sẻ với anh những điều khiến cho anh mệt mỏi trong cuộc sống. Rồi, hết thời gian. Để tay vào nút bấm. Nãy giờ thì chúng ta đã có cuộc trò chuyện cũng khá lâu. Bây giờ các bạn có 30 giây để nhắm mắt lại, kiểm tra tất cả mọi thứ xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Xem con tim mình có rung động với đối phương chưa. Nếu có, chúng ta đừng ngại ngùng, bấm nút kiểm tra và chúng ta quyết định sau 3 tiếng đếm. Chuẩn bị. 1 2 Và
3. Hết thời gian. Chúc mừng. Hãy nắm tay nhau và xin phép hai bác cho tụi con bắt đầu hôm nay được hẹn hò với nhau. Và hứa với hai bác điều gì đi? Thì trước tiên con xin cảm ơn hai bác về món quà mà hai bác đã tặng cho con ngày hôm nay. Thì con hứa là sẽ trân trọng món quà này và sẽ bảo vệ nó đến cuối con đường mà con đi. Dạ, con xin cảm ơn hai bác. Chưa có tặng đâu, mới gửi thôi. Dạ. Nếu như mà bên em với anh ấy tiến tới được với nhau thì em cũng hy vọng là gia đình mình sẽ ủng hộ. Em sẽ cố gắng để cải thiện mình cho phù hợp với gia đình. Dạ, hôn đi. Con xin phép hai bác cho con được hôn em. Rồi. Tôi còn thấy ông già dưới bấm coi ngày luôn nè. Coi tuổi đúng không bác? Thấy chưa? Ngồi bấm thôi. Coi tí sủ dần mèo thình tỉ ngon mùi thân. Coi tụi nó hợp tuổi không? Thấy chưa? Tôi để ý từng ly từng tí luôn. Nói chung là tất cả vì hai đứa hết. Rồi, chúc hai đứa sẽ sớm thông báo tin vui chúng tôi. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity, trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Mỗi bạn sẽ nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát Yakio tại tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Máy lọc nước Yakio sản xuất 100% tại Hàn Quốc, được nhập khẩu và phân phối bởi công ty cổ phần Thiên Phú Yakio. Nhãn hàng Kim Đà Liên, cà phê hòa tan mang đi, mang lại sự tỉnh táo, đánh tan cơn buồn ngủ. Hân hạnh tài trợ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, combo quà tặng 3 vị cà phê cho những trải nghiệm thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Được sự tài trợ của nhãn hàng Mắc He, viên uống mọc tóc, ngăn ngừa rụng tóc. Ngày hôm nay tiếp tục chúng tôi lại làm chiếc cầu nối những cặp đôi. Hy vọng rằng với sự kết nối chúng tôi, họ sẽ bấm nút hẹn hò và hạnh phúc sẽ đến với họ. Chúng ta sẽ bắt đầu với cặp đôi đầu tiên. Bây giờ rảnh ra của em á, thì em phụ mẹ em mua bán trái cây ở đầu chợ á. Mình mua bán mà anh. Mình xếp cái vỏ của mẹ em hả? Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Rồi, bây giờ giới thiệu về mình đi bạn gái. Dạ, em xin chào anh Nguyễn Linh và chị Cát Tường ạ. Em tên là Trần Yến Nhi, năm nay em 30 tuổi. Em quê ở Cà Mau, hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em làm công việc gì? Dạ em làm đẹp cho phụ nữ ạ. Làm gì? Làm tóc. À làm tóc. Dạ. Rồi, mời bạn trai. Dạ, trước khi em kể về cái của em, anh Linh cho em kể lại một cái mẫu chuyện này cái anh Linh. Rồi được không? Kể đi em, rồi kể đi. Hồi sáng này nè, cái anh Linh biết làm sao không? Em đi xe á, cái đến đây nè, kêu bằng cái ngồi ở trên xe mà. Cái dạng tới đây á, nói tới cái số nhà, cái số với địa chỉ. À địa chỉ. Bắt đầu cái anh biết làm sao không? Em nói Sài Gòn giờ nó văn minh thấy ghê, nói địa chỉ với cái là tới nhà ha. Rồi cái bắt đầu cái tự nhiên cái em mới móc cái em mới nói là 34 đường Võ Thương Tín. Cái bắt đầu em mới cái chạy một khúc, tài xế kiếm hoài đâu có gặp. Em mới móc cái chứng minh ra là tên của em nè, là Võ Thương Tín. Cái anh tài xế nó mới kêu bằng bất ngờ, nó trời ơi. Vì người tên đường mà tên của ông ở trong đây nữa không, ông cố. Cái em nói trời ơi, đâu phải tại tên của em quên đi.
Em quên cái tên đường, khi em nói đại lúc đó em run em rối hết rồi. À, rối là tên đường hả? Em là Tính. Dạ, em quê quán ở Bến Tre. Bến Tre. Dạ. Nghề gì Tính? Dạ, em nghề chạy xe qua lâm á, mà để chở đồ đồ ai kêu gì là mình chở đó vậy anh, như làm dâu trăm họ vậy đó. Xe gì xe? Xe qua lâm. Xe gì? Xe tải vậy đó. À. Rồi với cái giờ rảnh ra của em á thì em phụ mẹ em mua bán trái cây ở đầu chợ á. Mình mua bán mà anh. Em xách cái vỏ của mẹ em á hả? Không phải, cũng như là muốn tặng cái món quà như là một cái hộp cho nó đẹp. À. Mà cái tự nhiên anh biết sao em mới nhìn em thấy cái này là tái tim nhiều quá, cũng như là với cái vỏ sách này nè là cho bạn bạn nữ cái như cái hộp là bạn để ở nhà hoài à, còn cái vỏ sách này bạn xách đi bạn nhớ em hoài. À trời ơi. Cái tái tim mà nói quá trời vậy. Cái tình em dành cho bạn là biết bao nhiêu tái tim như vậy. À trời ơi, đáng lẽ cái hộp nhưng mua cái vỏ có trái tim để cho bạn xách nhớ mình. Dạ rồi. Trời ơi trời, sao cái gì vậy đứa con ơi? Đôi dép này á, lúc mà anh Trường Giang á, ảnh có về dưới huyện á, ảnh diễn hài á, cái bắt đầu em mới thấy ảnh mang đôi dép màu trắng á, ảnh đóng vai á, cái em mới thấy vậy em bắt trước, em mang đôi dép này em khoái. Ảnh là không được khó. Em mười gì? Mười dễ. Mười dễ. Ấn tượng rồi đó nha. Nay đi đâu đây? Dạ đi hỏi vợ. Bây giờ nè, điểm mạnh điểm yếu nói cho cô gái bên này nghe chứ, nãy giờ cô đứng hình rồi đó. Em thì cái điểm mạnh của em thì là em biết nấu ăn, rồi biết đi du lịch đồ này nọ. Còn điểm biết hát đồ. Còn như điểm yếu của em là cũng như là nói nhiều đó. Nãy giờ em nghe anh nói vậy, em cảm nhận đầu tiên của em về chàng trai bên kia, cái hàng rào như thế nào? Bên kia thì em thấy ảnh hơi nói nhiều. À. Mà em thì lại không thích người nói nhiều gì lắm. Chết rồi, mất điểm rồi. Ông em cái người nói nhiều mà vui, bực bội khác. Còn cái anh bên nói nhiều mà dễ thương, vui. Để tôi chiếm lại diễn đàn cho nhà gái nè. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Dạ, điểm mạnh của em yếu cái là vui vẻ, hòa đồng, là người phụ nữ của gia đình. Cái điểm yếu của em là hơi nóng tính. Nhưng mà một thời gian trước thôi, nhưng thời gian là sau này em đã biết kiềm chế được bản thân của em rồi. Vậy là quá tốt rồi ha. Dạ. Tình trường mình trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ, tình trường của em thì trải qua một mối tình. Sau khi mà em chia tay một mối tình đó thì cũng có quen một vài mối tình khác nhưng cảm thấy không thích hợp. Lý do tại sao chia tay, mình qua bao nhiêu mối tình đó, mình rút ra kinh nghiệm gì cho bản thân mình không? À, tại em thấy lý do là tại vì thời buổi bây giờ mấy ảnh quen nói chung ra là cũng chưa có sự hiểu nhau nhiều hơn, nhưng mà ảnh đòi hỏi quá nhiều nên thành thử ra em đòi hỏi cảm thấy gì không đòi hỏi sao, như ví dụ như đòi hỏi về vấn đề sống trước hôn nhân ạ, thành thử ra cái vấn đề đó em không đồng ý. Em không đồng ý, thành thử ra em không quen nữa. Bạn trai bên đó làm sao? Anh không có em ơi. Anh mà miễn mà em tốt với anh tốt lại với em mà, chứ anh không có đòi sống thử. Chừng nào mà có đám cưới đồ đàng hoàng thì mới mang đến hạnh phúc cho em chứ, vậy thì tội nghiệp con ta. Thấy không? Bên kia đó nói nhiều nhưng mà nói hay nha. Mà thí dụ được. Thí dụ như cô kia cô đề nghị, thí dụ có cô gái nào đó cô đề nghị em sống thử thì em tính sao? Để tìm hiểu nhau, biết đâu em giới tính em không rõ ràng. Ý anh ấy có trống hay không có trống vậy phải không? Đúng rồi. Đúng rồi. Thử coi em có trống hay không, tao muốn thử em tính sao? Em thì bao cái vụ đó đụng giường thì đẻ, đụng giường thì đẻ. Sao em biết em bao đụng giường là đẻ? Không, tại vì cái lúc mà em đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài chị. Rồi bác sĩ có vô mới khám em này nọ đồ á, về mà bên kêu bằng tổng quát á. Thì bác sĩ nói là chú ok hết. Ok gì? Ok là tức nghĩa là đồng ý đó. Là sức khỏe tốt đó phải không? Dạ, sức khỏe tốt. Khỏe tốt liên quan tới chuyện đẻ gì đây? Không thì người ta nói là về mà cái như là cái cũng như cái tiếng mà văn hóa người ta gọi là tinh tùng. Rồi là cái đó của em mạnh. Thì em... Tôi là tôi khoái chú rồi nha. Mấy mối tình rồi. Dạ, mấy mối tình rồi? Tình thường của em thì cũng có hai mối tình. Nhưng mà cái mối tình mà để em kể, mối tình chính thức á, là hai đứa hồi đó đi xuất khẩu lao động ở Malai á. Người đó về trước, cái xa mặt cách lòng, ở về bển, gặp kia đẹp trai hơn, nhà giàu nữa, rồi vớt luôn. Ủa là ở Malai 2 năm ở chung mà cũng không có sống thử luôn hả? Dạ, cuối tuần thì đến nấu nướng, em nấu đồ ăn cho đó, ăn này nọ xong rồi cái bắt đầu chiều rồi tới giờ đi về vậy chị. Chứ ở cái công ty đó thì người ta không có cho phụ nữ ở lại. À. Khó khăn lắm.
camera nó đặt tẻ trên. Bây giờ em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Dạ em muốn một người bạn trai cao trên 1m65 tới 1m7. Bên kia chuẩn. Dạ không có hút thuốc. Có hút thuốc không? Dạ không hút thuốc mà có nhậu nha. Nhậu ít chứ không nhậu có nhậu nhiều không em? Dạ nếu mà nhậu ít thì được, nhưng mà còn nhậu nhiều là em không giữ ý. Dạ anh có cờ bạc gì không anh? Không, cờ bạc anh không có biết. À anh có gia trưởng không vậy anh? Điều đó là không có. Anh có ước mơ gì cho tương lai không anh? Anh thì gán kiếm thật nhiều tiền rồi tới cái ngày đám cưới á thì gán mà được kết hôn với em á, anh gán làm hai cái hộ chiếu, hai đứa đi nước ngoài á hưởng tiền tăng mặt 7 ngày về. Em nó muốn tìm tìm một người bạn gái như thế nào? Dạ người bạn gái thì biết về phụ lo cho cha mẹ em thì được, rồi em lo lại cho được hạnh phúc rồi sống, rồi không có cần mà giàu hay nghèo hay hoặc cái gì đó, cũng như là biết là buôn bán là được anh, ruộng đất bề bề không bằng cái nghề trong tay mà anh. Em nghề buôn bán vậy hai vợ chồng rồi sống vậy là hạnh phúc rồi anh. Ngày bán trái cây vòng vòng kiếm khoảng được nhiêu em? Thì cũng khổ lắm anh ơi, ngày em với bà mẹ em kiếm khoảng chừng 500 à. Cũng được. Còn cái tiền chạy xe lôi là riêng nữa. Riêng nữa đúng không? Dạ. Vậy chắc ngày xe lôi cũng được mấy trăm đúng không? Dạ chạy xe lôi thì nếu mà 5 cây số em tính 100.000 cuốc, vậy dục lên xe em là 50. À, ngày chạy được bao nhiêu cuốc? Thì ngày em mối đồ này nọ em chạy đều đều thì bữa thì không có bạc nào cũng có, bữa thì cả triệu cũng có. Nói chung là ổn định á, anh thấy ổn định. Tức là bây giờ lấy em là phải về quê làm dâu đúng không? Ở cái xứ của bạn gái em mà được mà muôn bán đồ này nọ em chấp nhận em ở cùng bạn gái em ở luôn. Để được luôn đúng không? Dạ được. Còn nếu mà em thấy mà đất lành thì chim đậu anh ơi. À đất không lành thì bắt chim nhậu luôn. Được. Nói chung anh này được, sống đâu cũng được hết trơn á. Dân nhưng mà thấy ổn định đó em gái. Dạ. Bây giờ bạn anh gái muốn khi nào thì mình tiến tới hôn nhân được? Hiểu với nhau được rồi chị, thời gian không có giới hạn. Bên này muốn khi nào lấy vợ? Mẹ hối lấy vợ chưa? Mẹ cũng kêu thôi giờ con thì lớn tuổi rồi, thôi cố gắng lập gia đình để kiếm cuộc sống sau này đi. À, chứ không có vợ thì thấy người ta có vợ, người ta ẵm cháu đồ bồng á, mẹ thấy mẹ cũng tủi thân lắm. Chị hỏi thiệt nè, để dành được nhiêu tiền lấy vợ rồi? Thì em làm từ đó giờ em chạy xe thì xích tỷ như em chạy được 500. Em về em đưa mẹ em 300, em lấy 200 em bỏ túi để đi chơi với bè bạn. Rồi bắt đầu thì còn cái số tiền đó mẹ ba giữ đó, nào mà lấy vợ thì nói mẹ đưa. À bây giờ lấy vợ là mẹ sẵn sàng, mẹ dạ. Đứng ra là kiếm dạ. Con dâu cho em liền đúng dạ. Không? Chị sẽ thuyết phục bên nhà gái chứ dạ. Chị là chị chịu em rồi đó. Dạ, em cũng chịu chị hết. Chấm luôn rồi đó. Rồi hôm nay em gái mình có đi với người thân của mình không? Mình hỏi dạ. Thêm ý kiến người thân nè. Dạ em đi với em có đi với người thân của em, mẹ em từ ở Cà Mau lên đây ạ. À. Có cậu mợ em ở quận 12 ạ. À. Dạ, gặp bác gái đi. Chào MC Quyền Linh, chào MC Cát Tường. Dạ, quý khán giả trong trường quay, tôi là mẹ của Nhi. Thì theo như mẹ nhìn thấy thì cũng cũng được đó. Hai đứa là con tìm hiểu đi, nếu được thì con cứ bấm nút. Dạ. Vậy thôi. Bên đàn trai. Em đi với ai? Dạ, em đi với mẹ em, với dì em, với à. Em gái em. Rồi, dạ, cho gặp mẹ. Dạ, chào cô Bức Tường và chú Trần Linh. Dạ, khán giả khán phòng hôm nay, tôi là mẹ của Võ, mẹ của Thương Tín. Dạ. Thấy hôm nay là thấy cháu gái đây cũng được. Trước hết là cũng có nghề nghiệp ổn định. Tôi đồng ý do con tôi giờ hả? Nó chịu đâu thì tôi chịu đó à. Dạ. Dạ. Thôi bây giờ bữa nay nhân tiện là có hai bác hai nhà ha, hai gia đình mình coi như ra mình làm quen, mình bắt tay nhau, mình chào nhau một cái. Mời hai cô. Rồi. Đó. Dạ, cảm ơn hai biết cô. Biết đâu được. Thôi bây giờ mình sẽ mở rào, mở cửa trái tim cho hai đứa nha. Vỏ túi con tặng em. Trời ơi, món quà coi như là chén đũa muỗng đầy đủ. Dạ, lược kiến đủ hết rồi chị. Lược kiến luôn. Dạ, cái này là lược luôn. Lược kiến, có cái này nữa là cái đặc sản của Bến Tre, ăn vô là nhớ anh hoài luôn. Chảo dừa nữa. Thù đáo quá ha. Rồi rồi, hôm nay em có một món quà muốn gửi đến anh ạ. Đây là bức tranh em. Anh có đoán được là cái gì không ạ? Chiếc thuyền. Ở đây là cột mốc của Cà Mau, của tọa độ của Cà Mau. Còn ở đây là chiếc thuyền tượng trưng cho mũi Cà Mau. Em thì con do công việc của em làm là từ 9 giờ sáng mà tới 9 giờ tối em mới có rảnh. Thì
Em thì thức làm ban đêm cái bức tranh này thì mong là anh một khi anh nhìn tới bức tranh này sẽ nhớ đến em là ở Cà Mau. Tranh gạo đó, người ta làm tranh bằng gạo thấy không? Dạ. Còn riêng phần quà thứ hai thì em xin gửi đến chị Cát Tường ạ. À, anh Quyền Linh, đây là đặc sản tôm khô nhà em tự làm ạ. Đó là mẹ em làm. Khi nào mà anh chị ăn phải cảm thấy ngon thì nhớ đến em ạ. Rồi, cảm ơn em. Anh thấy em như thế nào? Thấy em thì cũng được. Còn em thấy anh sao? Thì em thấy anh cũng được, nhưng mà có cái là hạn chế nó nhiều quá, em không có thích nó nhiều. Thì anh nói vậy sẽ tỉ như lúc ban đầu á, thì sức tỉ như về từ từ anh sửa mà. Thì em ước muốn là hai đứa tự lập ở Sài Gòn, chứ em không có muốn mà về quê. Ý anh sao? Thì ý anh vậy cũng được. Anh thấy rõ ràng cái tiềm năng của anh chàng này đó. Em nhà cứ làm em xách đi bán được không? Được. Tiền về giao cho vợ. Dạ được. Cho nhiêu lấy nhiêu. Không dạ đòi được. Hỏi được không? Dạ không. Cũng còn tỉnh lắm. Trước lúc lên đây đi cũng có uống thuốc rồi nên hơi tỉnh chút. Chơi nói chơi chứ không có. Tỉnh lắm ha. Vui. Anh ở Bến Tre vậy rồi hẹn hò sao anh? Thì xích tỉ như giờ á, em cứ điện là anh lên à. Thí dụ như em lỡ như em cần 10 giờ đêm, 11 giờ đêm thì anh có thể xuất hiện không? Không, ý anh nói là em nói hẹn hò trong cái lúc ban ngày á, thì hoặc cái em cho cái giờ dắt á, ổn định á, thì anh sẽ lên liền, anh lên liền. Chứ em nói mà kêu như máy bay bay sao anh bay được? Nếu mà yêu thương đủ thì anh nghĩ rằng là anh ấy sẽ có mặt bất cứ lúc nào, đúng không? Dạ. Ảnh nói nhiều thì có vui thiệt, nhưng mà em thì em cần cái người thực hiện nhiều hơn là cái giờ lời nói anh. Tại vì lúc trước em cũng có quen một người nào đó rồi, nhưng mình nói thì nói nhiều lắm luôn, nhưng mà thực hiện thì không được. Em đã thất bại một lần rồi thì em muốn là ảnh đừng nói nhiều với em quá, mà hãy thực hiện đi. Trai hãy nói một điều gì đó để mà bạn gái cảm thấy tự tin vào những cái gì mình nói từ nãy tại giờ. Tại vì bây giờ á, anh gặp á, em nói cái lời em nói nãy giờ anh cũng đã hiểu rồi. Anh gặp được em á, đây chỉ có mấy tiếng hồ thôi. Nên á, đâu có thể nào mà thể hiện mà những cái lúc mà anh thể hiện cho em thấy được. Thì em chỉ thấy mới có 5 thôi. Chừng nào mà em gặp được anh làm á, em mới thấy được 10. Nếu mà em cảm thấy hợp với anh, đến với anh được, anh xin em hãy nhấn nút. Còn như mà nếu mà em thấy mà không được á, thì anh cũng không có ép em đâu. Rồi. Hết thời gian. Hai bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nha. Quyền quyết định là của hai bạn. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Hết thời gian. Nắm tay nhau đi hai bạn. Bấm nút. Anh biết rằng trong cô gái vẫn còn một cái điều trăn trở và suy nghĩ. Đúng không em? Dạ đúng anh. Nhưng cuối cùng tại sao anh lại quyết định bấm nút? Tại vì qua cách nói chuyện của anh, em thấy ảnh có cái sự chân thành. Em thì em cần một người là biết làm ăn, chia sẻ với em công việc. Em không cần hạ lãi quá giàu. Anh nói được những đề trên này thì em mong rằng trong thời gian tụi em tìm hiểu với nhau thì ảnh sẽ thực hiện được những lời của ảnh nói với em trên này. Cố gắng nha em trai. Dạ. Đừng để mọi người thất vọng nha. Dạ không có đâu chị. Nếu mà em sau này mà được thì em sẽ nhớ tới anh với chị hoài luôn. Rồi, hai bạn hãy hôn nhau một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày xin hôm nay. Xin phép bác đi. Đã xin phép bác con được hôn bạn gái con. Tự nhiên đi con thấy chưa? Đây, gửi tặng hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc. Đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Tặng bạn một bộ sản phẩm cốm trẻ hóa trị nám đẹp da Skin Food do công ty Hoàng Đức N sản xuất và phân phối. Nếu như các bạn tiến tới hôn nhân thì chiếc TV Smart TV 40 inch trị giá 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, tinh hoa công nghệ, thăng hoa cảm xúc sẽ nằm trong ngôi nhà của hai bạn. Tặng cho hai bạn mỗi bạn là một chiếc voucher giảm giá 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát Yagio ở tất cả các hệ thống Yagio trên toàn quốc. Và nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân thì sẽ được nhận một máy lọc nước Yagio trị giá 8.690.000 đồng.
chiếc máy lọc nước Yakio sản xuất 100% tại Hàn Quốc, được nhập khẩu và phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Yakio Việt Nam. Đây là một cặp gối của nệm cao su Đồng Phú và một phiếu mua hàng giảm 25% của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, nệm Đồng Phú. Các bạn có thể mua sản phẩm trên toàn quốc. Rồi, quà của hai bạn, cố gắng tìm hiểu nhau thật kỹ và nhanh chóng mở tin vui chúng tôi. Dạ, cố gắng nha. Cảm ơn chị. Chúc mừng hai bạn. Đây. Nữ bước ra sân khấu. Rồi, mời em ngồi. Mời bạn nam. Mời các bạn. Rồi, bây giờ hai bạn hãy giới thiệu về mình đi, mời em gái. À, dạ em chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh và bạn trai bên kia. Em tên là Huỳnh Thị Hồng Vi, năm nay em 25 tuổi. Hiện tại em đang là nhân viên chăm sóc khách hàng cho một công ty về du lịch ạ. Quê mình ở đâu Vi? Em hiện tại thì em đang ở Long An nhưng mà đang làm việc thì tại ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh ạ. À, rồi, mời bạn trai. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Ngô Bình Phương, năm nay em 26 tuổi. Hiện tại em đang là quản lý xí nghiệp may nhỏ ở quận Hóc Môn. Em sinh sống và lớn lên ở quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp nhỏ đó là của em hay là? Dạ, của em luôn. Của em luôn hả? Em mới thành lập được có 2 tháng hả? 2 tháng? Dạ. À, cũng tốt rồi, cũng có một cái hướng làm ông chủ rồi ha. Dạ, vất vả lắm anh. Khởi nghiệp mà bao giờ vất vả lắm em. Ưu điểm khuyết điểm đó em là gì? Em là một người vui vẻ, chịu khó, chịu cực chị. Còn khuyết điểm của em thì em hơi nóng tính, với lại là em không có được khéo tay cho lắm. Theo thùa mai vá thì em không có khéo, nhưng mà không khéo có nghĩa là không là không thể không làm. Làm như được nhưng mà nó không được đẹp như người ta thôi. Không sao, miễn biết làm là được rồi. Dạ. Chịu khó, có tâm là từ từ được hết à. Dạ. Ha. Rồi bạn trai. Dạ, điểm mạnh của em là em biết nấu ăn, em biết làm việc nhà. Em giải quyết công việc rất là nhanh và em học cũng rất là nhanh. Còn khuyết điểm của em là tính em nhiều lúc trong công việc, cái lúc mà bị stress á, em hay bị nóng tính, với lại em không có tính kiên nhẫn. Nóng tính. Dạ. Bạn bên kia cũng nóng tính, bên này nóng tính nữa. Em chỉ lúc nào bị stress thôi. Bị stress mới nóng tính thôi hả? Dạ. Chứ nghĩ chắc em không nóng dữ lắm đâu. Rồi, cho chị Tường hỏi tình trường của em thì sao? À, dạ, hiện tại thì em trải qua 2 mối tình ạ. À, mối tình thứ nhất là thời còn học sinh. Mối tình thứ hai thì em quen được 3 năm rưỡi. Chia tay cũng đã được 3 năm rồi chị. Bạn nam rất là lăng nhăng, nhiều lần tha thứ nhưng mà không có sự khắc phục được đó chị. Bạn trai thì tình trường em sao? Em mấy mối tình rồi? À, nếu mà trừ cái thời sinh viên trẻ trâu ra thì em có một mối tình hả? Quen được 4 năm. 4 năm? Dạ. Và sau quen thời gian dài thì bạn nữ hỏi cưới. Tại phụ nữ thì người ta có một tuổi thanh xuân nhất định thôi. À. Thì mình không phải kéo dài cái khoảng thời gian thanh xuân của họ ra được. Thì sau thời gian thì quyết định chia tay. Sao em không cưới? Tại lúc đó em còn mới ra trường, chưa có lo cho thân em xong mà đâu em cưới ai đâu chị. Rồi vậy cái chia tay luôn? Dạ. Là khóc quá trời. Lâu chưa? Dạ cũng được 3 năm hơn rồi anh. 3 năm rồi. Từ 3 năm bây giờ có để ý tới ai không? Em để ý nhiều lắm mà không ai ưng em hết. Bây giờ muốn tìm một người như thế nào để hợp lý với em nè? Dạ, em thì cũng dễ lắm, miễn là con gái là được rồi. Em thích người con gái lúc mà ở ngoài xã hội thì hiện đại. Lúc mà về nhà thì truyền thống, nó đang vui vẻ, hợp bác là được rồi. Như ngoại hình? Dạ, xinh là được chị. Xinh là được, trời ơi, ít có tiêu chuẩn ghê ha. Ví dụ không xinh thì sao ạ? Không xinh thì từ từ nó xinh em. Em thì sao, em thích một mẫu người bạn trai như thế nào? Phải men nha chị, thích thể thao một chút, có một bờ vai rộng. Lý do em thích bờ vai rộng là tại vì khi mà mình gặp áp lực hoặc là khó khăn trong cuộc sống thì mình về mình còn có một vòng tay luôn luôn ôm mình vào lòng để che chở cho mình. Cái điều gì em ghét ở những người bạn trai? Nói nhiều với lại có mùi cơ thể chị. Nãy giờ em thấy bên này có nói nhiều không? Dạ không. Còn cái vụ có mùi chị không biết. Chào em, có mùi gì không? Dạ có mùi thơm. Mặt đẹp trai, sáng sủa, rất là dễ thương. Cái điều gì em không thích nhất ở người bạn gái? Chị sư có một việc nói một hai lần là biết rồi. Cứ đi nó đi nó lại hoài, nghe mệt lắm. Bây giờ nếu như được thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân được? Tại em mới thành lập với công ty nhỏ thì em tính từ 1 năm đến 1 năm rưỡi á. Thì mọi thứ ổn định là sẽ tiến tới hôn nhân. Ba mẹ có má hỏi gì không? Lắm. Ba em thì cản. Ủa vậy hả? Dạ. Tại sao cản? Tại má em thích có cháu bồng rồi. Còn ba em thì sợ lên trước ông nội. Rồi. Mình có làm dâu không em? Dạ em thì làm dâu cũng được, mà không làm thì chừng khi nào hai đứa vững vàng thì không phải ở riêng. Mà ở nhà em đâu nhà em sướng lắm, đâu có gì đâu. Mẹ em thương gái lắm.
có con là ba mẹ phụ coi chừng giùm nữa ha, để hai vợ chồng sướng luôn ha. Má em cưng gái, cứ dụ ba kêu có đứa rơi rớt nào con gái mang về má nuôi. Trời ơi, má nó chơi thôi nó cưng. Được, dạ, chị chấm rồi đó, dạ. Ăn thua hai đứa rồi đó. Cái này rất là quan trọng, em nói tới khoảng 5 rưỡi nữa lấy. Năm rưỡi nữa công ty có thể nó chưa có phát triển mạnh. Em nói chưa có sự nghiệp em lại bắt người ta chờ nữa. Lại quá cái tuổi thanh xuân người phụ nữ nữa thì sao? Em thì công ty á thì em chỉ làm 6 tháng là phát triển. Còn nếu mà không 6 tháng đi làm công luôn. Ủa sao kỳ vậy? Tại vì đâu có tiền đâu nuôi hoài anh. Bây giờ làm mấy tháng rồi? Em là được 2 tháng rồi còn 4 tháng nữa. Tốt chưa? Dạ nó bắt đầu ổn ổn vô chút rồi. Ổn là tốt rồi đó. Em chào anh. Chào em gái. Dạ. Cái này chắc nhanh quá. Em gái dễ thương, xinh, rất là xinh ha. Dạ em cảm ơn ạ. Bên đây là một chàng trai anh nghĩ rằng rất là chững chạc, chỉ mới 20 mấy tuổi mà đang cố gắng nỗ lực để hoàn thành cái sự nghiệp của mình. Dạ. Và cậu ấy rất là thông minh đấy. Dạ. Nếu như một cái người mà 20 mấy tuổi này anh nghĩ còn đang ham chơi và còn lo rất là nhiều thứ, nhưng chàng trai này lo sự nghiệp thôi. Em không thích cái tật xấu gì của người đàn ông? Em không thích đàn ông nói nhiều. Em thích là nói một lần thôi, không có nói lại lần nữa. Em thấy anh lúc nãy nói không thích phụ nữ như vậy thì em thấy có một cái sự trùng hợp. Nhưng anh nghĩ không nghĩ tại sao lại nóng tính như nhờ? Chắc là nhiều khi do công việc áp lực hoặc là do cái tính sẵn như vậy. Nhưng mà cũng không hẳn là nóng quá. Được lắm đó. Đàn trai rất chịu đàn gái nha. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với ba mẹ, bạn thân và lại các chị trong đồng công ty ạ. À, gặp ba mẹ của em. Chào cô chú. Dạ chào chú, chào cô. Dạ chào chú Quyền Linh và cô Cát Tường. Dạ chào toàn thể quý vị trong trường quay. Chào cháu trai, tôi là ba của Hồng Vy. Nhận xét cháu trai hôm đây thì ăn nói thì nghe nó dịu dàng, rất nhẹ nhàng. Tánh tôi cũng vậy, hồi đó cũng đầm thấm lắm chứ không có mà. Nó lớn tiếng như thế nào thì không có. Thấy cháu trai thì khá trai, cao ráo, rất lịch sự. Dạ. Xin cái hết. Dạ. Xin thêm ý kiến của mẹ đi à. Mẹ có ý kiến gì không? Dạ vậy em mời chị đồng nghiệp của em. Rồi chị đồng nghiệp của em. Xin chào mọi người trong trường quay. Mình tên là Hồng, em chào anh Quyền Linh. Em chào em. Chị Cát Tường. Chị thấy bạn trai bên đây cũng đẹp trai. Bạn cũng có công việc ổn định, cũng có suy nghĩ cho tương lai rồi. Thì chị hy vọng là sau chương trình này em và bạn trai có thể tiến xa hơn. Chị thấy em và bạn trai này phù hợp. Em cảm ơn. Rồi cảm ơn em. Em trai đi với ai? Em đi với mama chứ em trai. Chào dạ. Cô, cho gặp cô. Rồi chào cô. Xin chào MC Quyền Linh và MC Cát Tường. Dạ. Chào cháu gái và dạ. Gia đình nhà cháu gái và toàn thể quý vị khán giả đang ở trường quay. Tôi là mẹ của Ngô Bình Phương. Thì nói về nhận xét ấy, thì thấy cháu gái này thì cũng rất giống với tính tôi. Cũng rất là vui vẻ. Bình Phương ấy, thì ra trường cũng mấy năm rồi, cũng đã từng đi làm. Và cũng làm quản lý chứ không phải đi làm công nhân. Nhưng mà sau này vì cũng muốn có một cái công ty để mà tự lập, nên là Bình Phương mới mở công ty may. Thì mới làm được 2 tháng thôi. Cuộc sống hôn nhân thì dựa vào tình yêu từ còn trẻ, chứ không như tuổi già là dựa vào lý trí. Cho nên là tình yêu hồi xưa là Phương làm sao mà chia tay bạn, thì cô nghĩ chắc là tình yêu chưa đủ lớn. Cô hy vọng rằng sau này hai cháu mà đến tới với nhau phải xuất phát từ tình yêu, mà tình yêu thật lớn. Khi mà có tình yêu rồi thì sẽ bỏ qua tất cả những cái thứ, không bao giờ chia tay. Yeah. Dạ, cảm ơn tất cả. Bây giờ vậy nè cô, coi như mình thông gia tương lai đi. Bên đàn trai đứng lên nói vài câu với đàn gái đi. Lâu lâu mình mới gặp mặt nhau rồi, dạ, đúng không? Mình đến làm quen, bắt tay biết đâu sau này mình đàn, đàn trai với đàn gái. Đàn trai nói trước đi ha. Thì không biết chị quê ở đâu. Tôi thì quê và nguyên quán thì Thái Bình. Nhưng mà vô trong miền Nam từ năm 75. Thì nhà sống ở quận Tân Phú. Tôi là bác sĩ nhưng mà đã về hưu. Còn em thì ở Long An mà ở huyện Cần Đước. Hy vọng rằng là không biết là hai cháu có tiến tới, nhưng mà mình cũng trở thành những người bạn thân thiết sau này. Dạ, thì em cũng mong muốn cho hai cháu nó được tròn duyên để rồi mình gần gũi hơn. Dạ, cảm ơn gia đình anh. Dạ. Rất đẹp. Rồi, cảm ơn họ nhà trai, họ nhà gái. Hồi hộp quá. Hồi hộp. Mở hàng rào. Mở cửa trái tim. Đấy, không gian này luôn các bạn đấy. Nó là tặng em. Dạ, anh thấy em như thế nào? Hồi hộp lắm, lúc mà kéo rèm không dám coi luôn á.
Anh không ngờ xinh như vậy. Dạ, lúc nãy em có nghe nói là mình vừa mới thành lập công ty cũng được khoảng 2 tháng rồi. Thì em nghĩ là mới thành lập thì mình cũng có rất là nhiều công việc khá là bận. Thì không biết là trong khoảng thời gian này nếu như mà mình cho nhau một cơ hội để mà tìm hiểu thì anh có thời gian dành cho em hay không? Nói chung là cũng tùy ngày thôi. Kiểu thứ bảy chủ nhật thì ở nhà, còn buổi tối thì anh rảnh. Nếu mà em có thời gian vào buổi tối thì mình gặp ngày nào cũng được hết. Tại vì em ở Long An nhưng mà em đi làm ở quận Bình Thạnh, cho nên là mỗi ngày em đi làm về nó cũng cái một quãng đường, nó cũng khá là xa. Cho nên là cuối tuần em cũng được nghỉ, thì nếu được thì cuối tuần mình sẽ gặp nhau một lần, hoặc là trong giữa tuần nếu một ngày nào đặc biệt thì mình cũng có thể gặp được. Mà sao anh hỏi là sao em đi làm xa quá vậy? Tại vì ở nhà em là khá là thương người anh. Em muốn đi đi về về để trò chuyện cùng với ba mẹ. Chứ ở nhà ba mẹ một mình buồn lắm. Anh cũng có lần xuống Long An mà anh đi hoài cũng không thấy đường sang lời gọi. Có hàng ngày là em đi về Long An, Sài Gòn á hả? Dạ đúng rồi chị. Em tự chạy không đa đi làm mỗi dạ, ngày đúng hả? Rồi chị. Cho nên là em có sự kiên nhẫn, ai cũng sợ em về vấn đề đó. Anh cũng còn sợ đúng không? Quá giỏi dạ. Sau này nếu mà có cơ hội em đi làm còn anh đưa về. Nếu anh chịu khó chịu cực giống như em. Không có, để anh ráng thuê phòng trọ công an đưa về nợ đó luôn. Anh cho em hỏi là không biết là quan điểm tình yêu của mình thì như thế nào anh ha? Quan điểm anh thì anh thấy tình yêu mình quen nhau thì mình phải tôn trọng những cái thứ riêng tư của nhau, chứ không phải là mọi thứ đều là chung hết, đúng không? Thì em cuộc sống riêng của em, anh cuộc sống riêng của anh, thì mình quen nhau mình phải tôn trọng điều đó. Anh không giấu giếm gì hết, nhưng mà nhiều khi có bạn bè, em có bạn bè của em, anh phải quản lý em và quản lý luôn bạn bè của em. Vậy là sai đúng không? Đúng rồi. Anh giống cái suy nghĩ của em. Anh nghĩ là mình quen nhau thì tình yêu như một nắm cát á, càng nắm thì nó càng tuột ra khỏi tay thôi. Thì anh nghĩ như vậy. Thì mình cứ cho nhau được cái khoảng không của họ thì mình không cần giữ, họ sẽ ở bên mình. Anh có thích đi du lịch không? Anh thì hồi trước rất là thích đi, mà riết rồi anh không biết đi với ai nên anh ở nhà không à. Thế bây giờ nếu như mà có cho cơ hội bấm nút thì anh có cùng đem đi du lịch không? Em đủ là anh đi rồi, mà còn để anh sắp xếp công việc đã. Tại giờ anh hết lúc mà mới đầu á, anh okay. Hơi buồn chút. Em hiểu. Sau này lấy nhau thì kinh tế trong gia đình ai sẽ là người quản lý? Em nghĩ là kinh tế thì vợ giữ là tốt, nhưng mà mình có phải để một phần cho mình. Nhiều khi vợ giận, vợ không thắt tiền nữa lấy gì ăn. Quỷ đen đúng không ạ? Rồi bây giờ hai bạn hãy nhìn thẳng vào nhau và nói một điều gì đó thật chân thành. Ngay giây phút này mình cảm nhận như thế nào về đối phương? Anh lấy tự tin đó mà không biết nói gì hết. Anh nghĩ mình gặp nhau trên đây là một cái duyên. Tại vì anh đăng ký bạn hẹn hò này được 2 năm rồi. Đăng ký 2 năm rồi á? Em thì 1 năm rưỡi. Wow. Đã gặp nhau rồi thì nên cho nhau cơ hội để mình thể tìm hiểu nhau kỹ hơn. Dạ yeah. Nếu như ở giây phút hiện tại này anh có cảm nhận gì em thì mình hãy cho nhau một câu hỏi để mình tìm hiểu. Cảm ơn em. Đây là cặp đôi mà chúng tôi không cần nói gì cả thưa quý vị. Hình như họ gặp nhau từ bao giờ ấy. Cặp đôi này rất là dễ thương nha. Hãy đặt tay vào nút bấm đi nào, hãy để tay vào đi các bạn. 3 2 1 Hết thời gian. Được chưa? Em hết thời gian hả? Em bấm luôn lúc ngoài chạy. Ông nhấn nguyên cái ghế vậy đó. Trời ơi, nếu quý vị theo dõi cái tay sau đây quý vị sẽ thấy bấm liên tục mà nó không có cháy đèn. Người ta nhấn có một nút thôi, nhấn nguyên bàn tay à? Không, đó cũng là một trong những thử thách chúng ta phải cần vượt qua. Trong tình yêu bao giờ cũng vậy, nó cũng sẽ gặp trên cái đường đi, nó sẽ gặp một đôi lần trục trặc như vậy. Nào chàng trai, đẹp trai, cô gái, rất là xinh gái, chúng ta nắm tay nhau đi. Và xin phép hai bên gia đình, bắt đầu từ giây phút này chúng ta bắt đầu hẹn hò với nhau và tìm hiểu nhau. Con xin phép hai bác cho con được có cơ hội để làm quen với bé Vi. Cảm ơn hai bác. Vũ kia nữa. Để bác cho con được tỏ tình cảm của mình với Vi một chút. Nhìn cái nụ cười và ánh mắt rạng ngời đó, tôi tin chắc rằng hạnh phúc sẽ sớm đến với hai em nha. Đây là những chiếc vé xem phim của phòng rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Các bạn có thể đến đây để có không gian lãng mạn hơn, để tìm hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn.
quà tặng dành cho hai bạn. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc. Quà tặng dành cho hai bạn là một ốm trẻ hóa trị nám đẹp da Skin Food do công ty Hoàng ZN sản xuất và phân phối. Nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân thì hai bạn sẽ sở hữu một chiếc Smart TV 40 inch trị giá là 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, tinh hoa công nghệ thăng hoa cảm xúc. Và đây là tặng cho hai bạn, mỗi bạn là một chiếc voucher giảm giá 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát Yagyo ở tất cả các hệ thống Yagyo trên toàn quốc. Và nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân thì sẽ được nhận một máy lọc nước Yagyo trị giá 8.690.000 đồng. Máy lọc nước Yagyo sản xuất 100% tại Hàn Quốc, được nhập khẩu và phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Yagyo Việt Nam. Đây là một cặp gối của nệm cao su Đồng Phú, một cái phiếu giảm giá 25% của tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam nệm Đồng Phú khi các bạn mua tất cả sản phẩm trên toàn quốc. Chúc các bạn hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Chúc mừng hai bạn. Hy vọng rằng họ sẽ sớm báo tin vui cho chúng tôi. Một lần nữa tôi xin thông báo là tôi có offline bạn mới hẹn hò tại thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vào mỗi tuần nha quý vị, thứ bảy và chủ nhật. Nếu như ai chưa tìm được nửa yêu thương của mình thì hãy vào fanpage hoặc là địa chỉ đang chạy trên màn hình để chúng ta có thể gặp mặt trong một buổi offline của bạn muốn hẹn hò. Mời khán thính giả theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản radio trên sóng VOH của Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 9 giờ sáng thứ hai và thứ sáu hàng tuần trên tần số FM 99,9 MHz. Thưa quý vị và khán giả đang theo dõi chương trình cũng có cơ hội nhận được một chiếc TV Smart TV Akino 32 inch trị giá là 4.690.000 đồng. Nếu như các bạn lập tức truy cập vào trang fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò để xem thông tin và nhận quà từ chúng tôi nhé. Hãy nhanh tay lên truy cập vào fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò ngay sau khi chương trình kết thúc. Và bây giờ thì sẽ đến phần quà của quý vị khán giả đang ngồi tại phim trường của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Ta sẽ có cơ hội nhận được một chiếc Smart TV Akino 32 inch trị giá là 4.690.000 đồng. Nếu như các bạn có chiếc phiếu may mắn có con số trùng khớp với số, chúng tôi sẽ bóc một cái thăm ngay trên sân khấu. Số máy đây thưa quý vị? 09. Dạ. 09 đúng luôn. Giờ đây chú là khán giả may mắn nhất ngày hôm nay sẽ nhận được một chiếc Smart TV Akino 32 inch trị giá là 4.690.000 đồng. Chúc mừng chú. Kính thưa quý vị hãy theo dõi chương trình vào lúc 15:20 chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Nếu chúng ta bỏ lỡ tập nào thì hãy xem lại trên kênh YouTube MCV Media hoặc là cổng thông tin Love TV và đừng quên nhấn subscribe. Một lần nữa xin cảm ơn nhãn hàng Max Hair viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc đã tài trợ cho chương trình. Xin mời nhà gái nào. Mời nhà trai. Chào ông trai. Rồi, mời anh ngồi. Rồi cưng, giờ mình khí thế mình nói mình giới thiệu về mình luôn đi cưng. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh và chào, em. Chào bạn trai và tất cả các quý vị khán giả ạ. Em tên là Nguyễn Thị Xuân Đào, hiện tại em là làm việc ở quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Em sinh năm 1989, công việc của em là bác sĩ thú y ạ. Rồi, em trai. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân. Chào em. Và chào bạn nữ bên kia, chào mọi người ở đây. Em tên là Nguyễn Thanh Vương Hoa, em đến từ Long An. Em tên là Hoa. Dạ. Trời, bên đây đào nè, hoa đào. Hoa đào, nghe thấy mùa xuân rồi. Mùa xuân quá đi. Em nhiêu tuổi rồi, Hoa? Dạ, em sinh năm 88 ạ. 88 tức là 32, bên kia 89. 31. Em làm công việc gì Hoa? Dạ, em làm kỹ thuật viên cho trung tâm Anh ngữ ạ. Bên mạng nội bộ và phần cứng. À, ủa sao em có nghe nói gia đình tại sao đặt em tên là Hoa không?
hồi xưa ông nội và ba em rất là thích con gái nên là khi mà có thai em á thì đã đặt tên trước. Đặt tên trước rồi hả? Nhưng mà không ngờ ra thì em là con trai. Nhưng mà theo cái tên của em thì Vương Hoa là vua của loài hoa. Rồi đàn gái cho đàn trai biết một chút về ưu điểm, khuyết điểm đi. Ưu điểm của em á là nấu ăn cũng ngon, vui vẻ, nhiệt tình, biết lắng nghe, tôn trọng người khác. Rồi còn tính xấu thì mình tính nói gì không? Tính xấu thì em nóng tính. Nhưng mà em nói được, giải quyết xong công việc em không có để bụng. Rồi em cũng dễ tự ái. Thí dụ nói chuyện đó, em sai thì em nói một lần thôi. Nói lần thứ hai cũng được. Mình nói lần thứ ba là em thấy em sai nhưng mà em cũng cãi lại. Hoa ơi Hoa. Dạ em nghe. Hoa có tật xấu gì, điểm tốt gì nào? Dạ em kể tật xấu trước nha chị. Em hay ngủ nướng. Cũng vì ngủ nướng đó mà em hay tới trễ. Em thì rất là kỹ tính trong công việc á. Đôi khi thì em dành thời gian nhiều hơn người khác cho một cái việc gì đó. Em cũng hơi nóng tính tí. Bên kia khá nóng. Hai người cộng lại là nóng quá. Khi mà em nóng á thì em chỉ im lặng rồi đi chỗ khác thôi. Nói vậy cũng được. Vậy là anh nghĩ rằng hai người này có thể hợp với nhau. Bên kia có thể nóng, bên đây có thể kiềm chế được. Rồi được, còn em bên đàn gái sao? Dạ em thì có ba mối tình. Mối tình mà sâu đậm nhất của em cách đây 3 năm. Cũng quen nhau 3 năm, cũng quyết định đến hôn nhân. Em với bạn đó có một cái kế hoạch là em sẽ đi Mỹ á, để mà làm trang trại, xong rồi đem kỹ thuật về hai đứa mở trang trại. Nhưng mà bạn đó trong một lần gia đình biết tuổi tác của em á, đi xem xong rồi nói không hợp, xong rồi ngăn cản. Dạ. Rồi ngăn cản rồi em buông luôn. Bạn đó im lặng trong vòng 3 tháng, không gọi điện gì cho em hết. Xong rồi em cũng suy nghĩ, em nói là thôi khó xử quá thì em sẽ là người quyết định. Nói tóm lại là hai bạn buông nhau là bởi vì thứ nhất là yêu xa, thứ hai là vấn đề gia đình ngăn cản và bạn kia không vượt qua được. Dạ đúng rồi, bạn đó không có chính kiến, không có quyết đoán. Còn em ơi Hoa, em có quyết đoán không em? Dạ em là người khó quyết đoán ạ. Nếu mà em thích chuyện gì đó thì em sẽ làm cho bằng được. Em có mấy mối tình rồi? Chính thức thì em có 2 mối tình. Còn mối tình mà say nắng trúng gió thì cũng ít ạ. 2 mối tình đó kéo dài bao lâu? Mối tình đầu tiên của em thì năm lớp 12. Mối tình thứ hai thì khi em mà em đi làm, lúc mà chơi game online thì em gặp bạn đó. Quen mấy năm? Dạ hơn 1 năm thôi. Hơn năm. Thôi mình sơ nét về một chút cái đường tình duyên của hai bạn để hiểu nhau nhiều hơn thôi. Bây giờ chúng ta đến với cái mối tình này, hy vọng rằng ta rút kinh nghiệm để ta bổ sung tốt, vun đắp mối tình này cho nó đẹp ha. Hoa ơi, em muốn cái điều gì ở bạn gái của mình? Bạn đó chỉ cần dịu dàng là được rồi chị. Gái ai cũng dịu dàng. Chào em. Dạ thưa chị. Ừ, hồi nãy á, ở bên nhà gái chị á, thì là bạn có tâm sự, tức là bạn đi qua bên Mỹ để bạn học, mở trang trại để mà bạn về bạn cùng làm với bạn trai của mình. Nhưng mà cái điều đó nó đã làm sao mà cách lòng, và bạn kia chắc cũng không cùng chí hướng. Thế ví dụ như bây giờ bạn vẫn còn những cái đeo đuổi đó thì em nghĩ sao? Ví dụ như mình mở trang trại ở đây được không? Dạ được. Nhà em quê ở đâu vậy? Dạ quê em ở Long An ạ. Ở Long An có đất chưa? Dạ nhà em có đất ạ. Huyện nào em? Dạ huyện Tân Trụ. Tân Trụ đất rộng lắm. Ờ đó. Em ơi mình mở trang trại mình nuôi gì vậy? Em đi bên bò chị, nhưng mà bây giờ em đã không làm trang trại nữa. Em chuyển qua chó mèo phòng khám. Và em có mục tiêu là sẽ mở phòng khám. Sao đổi danh quá vậy? Ừ, làm phòng khám thú y. Và chuẩn bị trang trại nuôi bò rồi tự nhiên đổi qua thú. Khám chó mèo được, cũng là động vật mà. Nhưng mà em ủng hộ, ý chị muốn nói đây là bạn này rất yêu động vật. Dạ em ủng hộ tại vì em cũng thích động vật. Em thích bò hay là chó mèo? Em thích mèo, chó và cá kiển nữa. Em thích cá kiển không? Dạ thích. Thích luôn, nói chung bên đây động vật nào cũng thích. Dạ. Đúng rồi. Ừ. Được rồi, Linh thích cá ba sa thì... Rồi còn em mong muốn ở người bạn trai của mình cái điều gì? Em mong muốn người đó có chính kiến, rõ ràng, chân thật, tôn trọng, chia sẻ và biết quan tâm, nhất là chia sẻ việc nhà. Em ơi, việc nhà thì anh rất là ý thức, nên là chuyện đó em yên tâm nha. Dạ. Được, rồi. Lo được mát đúng không? Lòng chưa? Dạ được, em thích rồi đó. Dạ được, em thích rồi đó. Rồi giờ em nếu mà lấy vợ về Tân Trụ hay là ở thành phố Hồ Chí Minh nè. Em là con lớn trong gia đình á, thì nếu mà có
Có cưới vợ thì sau này cũng ra ở riêng à. Nhưng mà thời gian đầu thì phải sống ở nhà em. Nếu mà em thích thanh long thì về nhà anh thì thanh long nhiều lắm. Em trồng được bao nhiêu thanh long nè? Dạ em trồng thì khoảng 1.000 gốc thanh long ạ. 1.000 gốc thanh long á. Tân trụ thanh long nhiều lắm. Thanh long đỏ giờ xuất khẩu trời ngon. Em thích thanh long lắm chị. Trời ơi khỏe luôn. Vậy là chịu về Long An không nè? Dạ được, miền được. Tây miền Nam là được. Chào em gái. Dạ chào anh. Em có cần ngoại hình của bạn trai sao không? Ngoại hình hả? Không quá mập, không hói. Với lại em thích một người đàn ông đẹp hay là một người đàn ông duyên dáng? Duyên dáng chị. Duyên dáng vậy là đúng rồi đó. Thấy nhà đúng trai không? Rất là duyên dáng. Em không thích điều gì ở đàn ông à? Em không thích người gia trưởng, không có chính kiến, không rõ ràng. Anh thấy cũng ổn đó. Ổn rồi đó, nhưng mà Nạc Hoa có thích phụ nữ đẹp không? Dạ cũng có. Giữa cái đẹp với cái duyên em chọn cái gì? Em chọn duyên. Chọn duyên đó, trời hai đứa nó hợp với nhau quá em. Rồi Linh ơi, đó chứ giờ gặp gia đình đi. Rồi gặp gia đình đi ha. Em đi với ai vậy? Dạ em đi với ba người bạn. Em chào mọi người, em là bạn ở chung phòng với chị Đào. Thì em thấy anh bên này tính hiền, với lại cũng có vẻ hợp với chị. Nên là em chúc cho anh chị hy vọng là hai người bấm để cho nhau cơ hội. Cảm ơn em. Em trai đi với ai? Dạ em đi với em họ của em ạ. Dạ em chào Quỳnh Linh và chị Hồng Vân ạ. Em chào mọi người. Dạ theo em thấy thì cái người đàn ông mà chị Đào muốn tìm kiếm á, thì em thấy là anh trai của em thì có rất là nhiều. Như là chị Đào tính nóng tính á, anh của em tính rất là hiền, rất là dịu dàng. Nói chung là đối với phụ nữ á, thì chắc là anh không có kiểu mà bật lại đâu. Em thấy chị Đào sao nè, nói cho anh em nghe coi. Dạ nếu như mà theo em nhận xét á nha anh Hoa thì nó là đây là xuất sắc luôn nha anh. Xuất sắc đó. Đó anh Hoa, xuất sắc đó anh Hoa. Em trai em cũng thiệt là xuất sắc rồi nha. Rồi bây giờ chị mở rào đi thôi. Mở rào. Hít hơi thật sâu vô, thở ra. Hít hơi sâu vô, thở ra. Tiến thẳng về phía trước, nhìn cười, tặng quà nhẹ nhàng, âu yếm, dịu dàng. Cười cái nè. Bắt đầu. Chờ. Anh có món quà tặng em. Dạ, em cũng có món quà tặng anh. Cảm ơn anh. Quà của em là đặc sản vùng quê của em á. Bánh tét. Không phải anh, đường thốt nốt. Trời ơi. Dạ cảm ơn. Đường thốt nốt mà không nhìn sao ra bánh tét. Hồi hộp quá vậy quá. Trời. Dạ chào anh ạ. Chào em. Dạ ấn tượng của anh đầu tiên về em là như thế nào ạ? Đầu tiên thì anh thấy em rất là dễ thương. Anh không biết diễn tả sao nhưng mà anh thấy cái nhìn đầu tiên rất là thích em. Dạ hiện tại là anh làm việc ở Long An luôn. Dạ. Dạ. Công việc của em là em làm phòng khám á anh. Thì cuối tuần là không có thời gian. Tại thầy khách đó, thường có thời gian đi dẫn chó mèo vào cuối tuần. Nên em thường nghỉ trong tuần. Cuối tuần cũng khó mà lâu lâu mới nghỉ được. Dạ. Vậy thì chuyện đó thì anh có thể sắp xếp được. Có thời gian rảnh thì anh chạy lên. Còn cái công việc của anh có thể chuyển lên Sài Gòn hay là anh có thể chuyển qua cái tỉnh khác được không, như về Long Xuyên An Giang của em làm được không? Em lại muốn về Long Xuyên làm ăn hả? Em đang làm công việc ở Sài Gòn. Dạ, đang tốt mà. Tại vì không? Khi mở phòng khám thì đi đâu mở cũng được á chị. À thì mở về Long An Xuyên mở cũng được. Dạ, đó. Về Long An cũng được. Vậy em có thể về Long An không? Dạ được. Nếu mà có cơ hội phát triển em phải sẽ về. Vậy anh có thể về Long Xuyên được không? Anh thì sẵn sàng về Long Xuyên. Anh chỉ cần có lý do thôi. Anh chỉ cần có lý do thôi. Em anh chỉ cần có lý do đó. Bây giờ nói câu này nghe được nhất nè. Em hơi bị hồi hộp trước cô gái này đó. Dạ. Bây giờ tiến tới gần, hai đứa đứng lên nắm tay nhau, hát một bài nào đó, rồi mình truyền cảm xúc cho nhau. Đúng rồi, tiến tới hai đứa nắm tay nhau. Đúng rồi, nắm hai tay luôn. Đó, nhìn thẳng. Đúng rồi. Vậy em hát luôn anh. Hát, nhìn nhau mà hát nha. Một đoạn trong điệp khúc bài Vì Yêu Là Nhớ. Vì yêu là nhớ, vì yêu là mơ. Một lần gặp gỡ đã thấy đắm say một đời. Nhiều năm phôi pha cũng chế xe. Nguyện cầu hạnh phúc mãi bên đôi ta. Tình yêu là thế, tình yêu là thế. Nhiều lần buồn bã đã khiến em nghi ngờ. Đừng vội yêu nhau, vội đến rồi đi. Thế gian dành nhiều cho nhau, thế nhưng chỉ môi anh thôi. Vì yêu anh. Em thấy anh hết rung rồi. Anh cũng đã bớt rung rồi. Dạ.
Tới đây thì anh cũng có một bài để tặng em. Dạ. Qua cái lời bài hát thì anh cũng có một vài tâm sự ở trong đó. Anh đã đi hết một phần ba cuộc đời, mà sao trái tim vẫn còn một mình chơi vơi. Nhiều lần muốn đôi chân dừng lại nghỉ ngơi. Do anh khó hay cuộc đời khó em ơi? Muốn kể cho em nghe bao nhiêu là điều mà không biết em sẽ hiểu lòng này bao nhiêu. Về ký ức và những câu chuyện tình yêu, nhưng nói chung là anh rất yêu em rất nhiều. Rồi, hay lắm. Trời, đúng như tâm trạng luôn á trời ạ. Cái luồng điện từ Đào truyền qua Hoa đó. Dạ, em có cảm giác là rất là thân thuộc. Em muốn nói gì với Đào trong giây phút này? Anh thì ít nói, nhưng mà anh sẽ cố gắng hết sức để thể hiện cái tình cảm đó. Ít nói nhưng mà phải thể hiện nha anh, chứ ít nói ít thể hiện nữa là em không có hiểu đâu. Anh ít nói nhưng mà anh sẽ hành động. Dạ. Được rồi, các bạn về vị trí. Chúng ta chuẩn bị tiến hành bấm nút. Bây giờ mình để tay vào nút bấm đi các bạn. Một lần nữa, lắng lòng mình lại, kiểm tra lại con tim của mình, để xem đây có phải là cảm xúc thật của con tim hay không, để xem người này có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu đúng, chúng ta bấm nút, đừng ngại ngùng gì cả. Sau 3 tiếng đếm, mình sẽ quyết định. 3 2 Và 1 Hết thời gian. Đào vẫn đang suy nghĩ, vẫn còn một chút băn khoăn gì đúng không Đào hả? Đúng không? Dạ. Em có thể nói luôn suy nghĩ của mình, em lo lắng đó là điều gì? Cái việc mà về quê ai. Đó, cái việc về quê ai đó. Thành ra mình cũng phải quyết liệt nha Hoa nha. Tình yêu đôi khi chúng ta phải cố gắng quyết liệt, quyết đoán và vun đắp cho nó. Hãy nắm tay nhau nào. Trước mắt chúng ta là ba mẹ, gia đình hai bên đang theo dõi. Hoa hứa gì với mọi người đi và xin phép bắt đầu từ bây giờ xin người lớn cho mình hẹn hò với nhau. Thưa hai bác, thưa ba mẹ, con và Đào đã bấm nút thì xin phép gia đình được cho hai con tìm hiểu nhau. Và bây giờ cho xin ông bạn Đào ạ. Đào đồng ý không cưng? Dạ em đồng ý ạ. Đó, vô liền vô. Anh không vô. Chúng ta sẽ có những món quà dành cho hai bạn. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity, trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Nhãn hàng Findeli, cà phê hòa tan mang đi, mang lại sự tỉnh táo, đánh tan cơn buồn ngủ. Hân hạnh tài trợ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, combo quà tặng 3 vị cà phê cho những trải nghiệm thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Thôi, đây, giữ lấy. Đường thốt nốt chứ không phải là bánh tét nha. Về Tân Trụ nuôi bò, rồi mở cửa hàng thú y, rồi mua bán thanh long xuất khẩu. Vậy đi ha. Chúc hai bạn hạnh phúc. Dạ, cảm ơn. Dạ. Cảm ơn chị hạnh phúc. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Bây giờ thì hai bạn đã có mặt trên sân khấu rồi. Bạn trai, bạn gái cùng giới thiệu để hai bên cùng nghe luôn. Giới thiệu lớn lên, bắt đầu. Dạ, chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân và chào bạn em. Gái kế bên. Em tên Nguyễn Thiên Lộc, năm nay em 28 tuổi. Nghề nghiệp em là tài xế taxi Vinasun. Em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh luôn. Quê ở đâu? Dạ, em ở Sài Gòn. Em giới thiệu về mình đi.
Em tên là Nguyễn Thị Hoài Diệu, em sinh năm 92, quê ở Bình Định. Hiện tại thì em đang làm nhân viên văn phòng tại Bình Dương. Không, người ta chạy xe không sao, cỡ nào cũng tới nơi được. Em có ưu được khuyết điểm gì không em trai? Dạ, em là một người sống rất có trách nhiệm và trong công việc và gia đình, đam mê thể thao, đặc biệt võ thuật và bóng đá. Quá dữ ha. Dạ. Em thì thấy mình chỉ hay thất hứa với bạn nhậu, vì em không nhậu mấy bạn cứ rủ hoài em. Có cái này cũng được đó. Có hút thuốc không? Dạ không, không biết hút. Cái em có cái tật xấu gì không cưng Lộc? Dạ họ em chỉ hơi nóng tính một xíu khi trong công việc ai làm sai với em thôi. Vậy hả? Nóng tính của em cỡ nào? Thì em nóng tính thì em nói chuyện rất lớn tiếng vậy thôi. Lớn cỡ nào? Thí dụ giờ anh Lộc, em là người sai đó Lộc. Dạ. Em bình thường không? Bình thường cười vậy đó hả? Dạ. Đây cũng dễ thương lắm á, không nổi nóng tính lắm đâu. Còn rồi, em thì sao? Dạ, ưu điểm của em là hiền lành, biết quan tâm, chia sẻ với người khác, cảm thông thấu hiểu. Còn nhược điểm của em thì em rất là mù đường. Có chồng tài xế, không cần biết đường làm cái gì hết trơn á. Diệu nhưng có mà... mấy mối tình rồi Diệu? Dạ, em chưa có mối tình nào hết ạ. Rồi. Thiệt không? Dạ thiệt. Lúc trước thì cũng có, nói chung là thích thì cũng có thôi, chứ mà thật sự quen thì chưa. Em có một cái hình mẫu lý tưởng nào không? Chắc giống như anh Nguyệt Linh là được. Sao tôi thấy ông mối ông đắt hàng dễ sợ luôn á, thiệt luôn á. Nãy giờ đưa ra ý kiến vậy em thấy em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm hả Lộc? Em thấy em là một người rất trung thủy, 100%. Em không vấn đề lăng nhăng là không có 100%. Nhiều người người ta nghĩ là tài xế này nọ lăng nhăng hay nên tuyệt đối là không bao giờ xin số điện thoại hay là không bất cứ cái gì, dù cuộc nói chuyện có vui có thân thiết cỡ nào. Người ta nghĩ là cuộc nói chuyện đó chỉ là dựa trên khách hàng và tài xế thôi. Mình mà xin xuống điện thoại cái là người ta bật lại hướng khác liền, người ta nghĩ sẽ không tốt cho mình. Nếu cô nào nó đẹp mà em chở lúc 1-2 giờ đêm mà cô rất là xinh đẹp, cô xin số điện thoại của em thì sao? Nói chung 100% là nếu mà em đã chưa có bạn gái thì em còn có thể, còn 100% có bạn gái rồi là em không thể 100%. Cứng rắn ghê ha. Đúng, chào em. Dạ chào chị. Thôi em nghĩ là mình lên chương trình này rồi tự nhiên mình gặp một cái người con gái mà tinh khôi. Dạ vui. Bên đây cũng tinh khôi. Ủa, mà tinh khôi luôn hả? Có mối tình của em sao? Dạ em 2 mối tình mà chị. 2 mối tình tinh khôi gì ông? Trong Quyền Linh này thiệt tình á. Dạ. Nhưng mà sao lại chia tay vậy? Em thì mối tình đầu em quen cũng được 2 năm thì bạn ấy đi lao động bên nước ngoài. Còn mối tình sâu động kế tiếp là mối tình cũng 4 năm. Nhu cầu bạn ấy cao quá, nói chung là muốn có nhà trước khi cưới thì điều kiện em không cho phép làm được điều đó nên. Anh nghĩ rằng là mình phải nói thế nào rồi đó em ơi? Hay là giờ từ từ đi, mình cố gắng mình đóng tích góp và mình mua miếng đất nhỏ nhỏ được không? Thì em cũng nói với cái sự cố gắng, người đó có người khác, người ấy mới lấy cái lý do ra để mà chia tay em. Chào gái dễ thương. Em không thích điều gì ở người đàn ông nhất? Đàn ông là hút thuốc. Đây không hút thuốc. Rượu chè bê bét. Không có luôn. Người lăng nhăng. Không có lăng nhăng luôn, thủy chung son sắc. Thấy chưa, không còn gì để nói gì bên đây nữa trơn. Bên đây ta tốt trở lên không à. Em thấy được không? Dạ được. Bé đi với ai vậy? Dạ em đi với em họ, với lại bạn đồng nghiệp cũ. Dạ em là bạn đồng nghiệp cũ của Diệu ạ. Em thấy hai người hợp không? Dạ em thấy hai người hợp ạ. Em mong hai bạn có thể bấm nút để cho nhau cơ hội hẹn hò. Rồi, cảm ơn em. Xin mời đại diện đằng trai. Dạ, đi với cô với chị họ. Dạ, em chào cô. Chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh. Cô gái này là cô gái chân thật, một mặt, chân chất của người miền quê đấy. Ok, con chọn được á. Lộc á thì thích người chân thật hơn, không thích đua đòi bon chen. Cho nên cô thấy cô này thì ok thì... Mặt cô rất căng thẳng phải không? Cô thấy ok đó. Rồi tự nhiên quyết định mở rào đi. Mở rào. Chào em. Dạ chào anh. Con muốn quà tặng cho em. Dạ cảm ơn. Có cái đồng hồ để anh đeo cho em. Trời ơi màu hường, trời ơi cưng quá à. Đồng hồ trước nhẫn sau nè. Cần phụ không nè? Không ngu quá cô. Rung quá phải không? Rất hợp với dáng em. Dạ. Thôi em tặng quà lại đi. Em cũng có món quà nhỏ muốn tặng anh. Hay là một quyển sách thôi. Tại em cũng biết tặng gì. Em hy vọng là... Sách tựa gì vậy em? Để yên, bác sĩ lo. Rồi bây giờ đầu tiên anh nghĩ rằng em biểu diễn lấy tinh thần cái đi. Em thấy em hơi hồi hộp đó. Dạ em xin múa bài Quyền Long Hổ Quyền. Rung quá. Rung quá. Cứ bình tĩnh đi bé.
được. Được lọt chứ đó. Không có chỗ. Lại thục lui ra làm sao? Dạ. Cười. Ê. Đó. Chơi luôn. Để tivi luôn. Thôi chơi này đi. Được rồi, được rồi. Ôi ôi, nó đập vô trong đầu đó. Kệ nó. Đó, thấy chưa, vô cái eo rồi. Dạ. Rồi, hay rồi. Cái trái banh là gì cơ? Chơi này luôn, chơi này luôn. Chơi em chơi với anh. Chơi luôn. Chơi xong thì về luôn, khỏi nói gì nữa chứ. Thì sao, làm gì? Chơi, nó đá banh với anh Linh. Vậy thôi đó hả? Giờ em lừa qua anh. Ok. Dạ. Sao? Lừa qua nó, lừa qua Linh đó. Linh lấy banh. Lấy banh hả? Dạ. Anh chụp hay sao? Linh lấy banh. Lấy banh. Lấy banh hả? Rồi, đi luôn rồi. Nó xà quá về luôn rồi. Cũng được, còn gì nữa không? Chơi luôn nào. Em chắc hết đất được. Hết rồi. Ốm khỏe. Chơi luôn, chơi luôn. Làm xong về mà. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Đó, thôi thôi thôi, được rồi, được rồi. Được rồi, thôi thôi thôi, thôi. Được rồi, thấy chưa? Đàn gái tôi khỏe mạnh vậy đó. Cái gì đàn gái tôi khỏe mạnh đúng không? Đàn trai tôi khỏe mạnh, quên. Dạ em tới đây thì em có chuẩn bị một cái trò chơi. Không biết là bạn trai có muốn tham gia không? Chơi, ủa, chơi, chơi, đứa chơi đi. Dạ cái này chỉ là hỏi đáp nhanh thôi. À, trong vòng 3 giây là bạn nam phải trả lời em. Chơi, chơi. Rồi bắt đầu. Em thích đi du lịch. Em thích đi du lịch thì sao? Ấy em, ấy em. Cái vé sau thì anh nói. Giống như là em thích đi du lịch. Ok anh đưa đi. Ví dụ vậy đó. Ok anh đưa đi. Tiếp theo nha. Anh thấy em thế nào? Thấy em cũng bình thường, dễ thương. Được câu thứ hai. Nếu bạn gái cũ anh muốn quay lại thì anh sẽ như thế nào? 100% không thể. Em thích ngắm trai đẹp. Thì em có quyền nắm. Anh có ghen không? Không em. Vậy thôi, em như câu hỏi đó rồi. Em nghĩ thế nào về nghề tài xế? Đó cũng là một cái nghề nghiệp ổn định. Taxi thì anh cũng chạy vòng vòng thành phố này thôi. Đúng rồi, không đi đâu xa hết, nói chung là bất cứ vòng trung tâm Sài Gòn thôi. Còn một ngày chạy một ngày ốp nên thời gian dành cho em cũng khá là nhiều. Em tiếp hỏi đó, tiếp em hỏi đó. Hỏi gì vậy ta? Em thích trai gái. Em thích trai gái. Ý anh là sao? Đẻ con trai hay con gái? Trai hay gái gì cũng được hết anh. Nếu mà con trai thì hai cha con anh bảo vệ em. Còn nếu là con gái thì anh sẽ bảo vệ hai mẹ con. Trời ơi, anh hay quá. Lộc ơi, anh ơi, trời ơi. Rồi, tôi tự hào đàn trai tôi nữa nha. Thì trời, tôi còn tự hào giùm luôn mà. Ừ, hỏi tiếp nữa Lộc. Thôi, chơi hoài mệt quá. Một câu nữa thôi. Cái nhìn đầu tiên về em, em thấy như thế nào? À, em thấy anh là một người cũng khá là chân thật. Nói chung là em, nó cũng hợp với quan điểm của em. À, em muốn hỏi là nếu quen nhau thì một tuần anh có thể gặp em được bao nhiêu lần? Anh một tuần thì anh nghĩ có tuần 3 ngày, tuần 4 ngày. Nếu em, anh xạo phiền thời gian của em thôi. Chứ còn một tuần anh có thể gặp em đúng 3 lần, đúng 3 ngày nghỉ. Nếu mà em không có bận gì. 15 ngày đi chơi chắc móm hết à. Lương taxi thì nó cũng ổn định, nó cũng cao. Dạ. Không làm 15 ngày em chơi, 15 ngày tiền đâu còn nhưng mà ổn định. Ý là gặp bạn gái cũng đâu có gọi là đi chơi, ví dụ đi ăn uống hay là xem phim này nọ thì nó có không gì. Chừng nào mà đi du lịch hết 15 ngày mới sợ anh. 15 ngày chạy xe, 15 ngày đi ăn cũng không có đủ nữa. Dạ dư sức. Được luôn hả? Taxi lương thì theo em thì tầm cũng em trong trung bình tháng cũng tầm 15-20 triệu một tháng. Dữ vậy đó hả? Ngon, dạ. Ngon vậy. Tại em chạy thời gian cũng hơi nhiều, em chạy từ bắt đầu từ 5-6 giờ sáng cũng cho tới gần. Rồi. Sáng hôm sau. Ồ, vậy là ok rồi, vậy là ok rồi. Sáng ngày hôm sau bắt đầu em về em ngủ tới sáng ngày mốt mình chạy tiếp. Nào bạn bè cũng nói xong chưa vợ chưa con chạy chi nhiều. Tại qua ngày mai nghỉ đâu làm gì đâu nên giờ chạy tới sáng cho nó mệt về ngủ cho ngon. Còn mà về ngủ sớm thì mai dậy cũng không biết làm gì. Nếu bạn gái muốn làm dâu thì ở nhà em, còn không thì nói chung là tùy thuộc vào bạn gái. Tại nhà em ba anh em trai là. Ở quận mấy? Dạ Gò Vấp. Vậy là nếu mà đứa nào mà có dâu trước là bé dâu đó được cưng dữ lắm luôn á. Đúng rồi đó. Hay mình tranh thủ đi em, hay mình tranh thủ đi em để được cơ. Bây giờ thẳng tới nắm tay cô ấy, mong muốn điều gì nói luôn, tỏ tình câu đi rồi mình bấm nút. Tới đi Lộc, nắm hai tay Lộc, đưa tay cho cô ta nắm đi đó. Nói đi Lộc. Em thấy anh run quá.
Anh hy vọng khoảng thời gian còn lại của cuộc đời này anh có thể được lo lắng, yêu thương, chăm sóc em một cách tốt nhất. Trời ơi. Trời ơi. Dạ cảm ơn anh. Để tay nút bấm. Ta không bấm mình cũng bấm nha Lộc. Đây bên đây dạ, em bên bấm đây. Chắc luôn anh. Bấm chắc đi. Tay phải nói luôn. Vậy nút ở đâu chị? Nó rung quá nó không kiếm được cái nút nè. Coi coi đây. Đó nút ngay đây mà mò quá trời mò. Sao bà tính đếm quyết định hay không? Tùy bên đó. 3, 2, 1, bấm. Vô. Vô rồi. Nắm tay, nắm tay. Nắm liền cho bớt rung coi. Lộc, Lộc, ừ. Em nhớ tên bạn gái tên gì không? Chịu chắc quên rồi. Bây giờ nói ào ào làm tới tấp mà không nhớ tên gì. Dạ em tên Diệu. Mình hứa gì đi Lộc? Dạ con thưa hai bác, thưa gia đình của bạn Diệu. Nãy giờ con nói gì ở trên đây con xin phép thực hiện đúng những gì con làm trong thời gian sắp tới. Dạ con cảm ơn. Nụ hôn đầu tiên. Thở hết nổi. Hả? Xin phép hai bác cho con hôn gì. Ừ. Bắt đầu. Em chân. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Nhãn hàng Findeli, cà phê hòa tan mang đi, mang lại sự tỉnh táo, đánh tan cơn buồn ngủ. Hân hạnh tài trợ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Combo quà tặng 3 vị cà phê cho những trải nghiệm thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng Thép Vina Kiyoe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng Thép Vina Kiyoe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chờ Diệu đi trước, Lộc đi sau. Xin mời bạn nữ bước ra sân khấu. Dạ, mời chị ngồi. Mời bạn nam. Rồi, mời bạn ngồi. Dạ, cảm ơn. Mời đàn gái giới thiệu về mình. Chào anh Nguyễn Linh, chào chị Nam Thư. Chào quý khán giả, em tên là Trần Kim Thấm. Năm nay em 33 tuổi ạ. Hiện tại sống ở thành phố, ở quê ở miền Tây là Bạc Liêu đó anh. Bạc Liêu. Dạ. Thấm ở thành phố, Thấm làm gì? Dạ, hiện tại em là trưởng bộ phận kinh doanh của công ty Kềm Nghĩa. Còn bạn trai giới thiệu đi. Dạ, chào anh Quyền Linh, chào Nam Thư. Dạ. Và xin chào toàn bộ quý vị khán giả. Mình tên là Lương Văn Hợp, 37 tuổi, quê quán ở Bắc Giang. Hiện đang sinh sống và làm việc tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Em có một công ty về sản xuất bao bì giấy ở bên Bình Tân. Ừ, dạ. Có làm chủ cái công ty đó luôn? Đại khái là vậy. À, cái đường tình duyên của em thế nào? Đường tình duyên của em thì nó không được đẹp lắm. Tức là năm 2006 thì em có lập gia đình với một bạn đó 2 tháng. Sau đó là chia tay. Đăng ký kết hôn rồi có 2 tháng phải chia tay nhau vậy? Bạn gái lúc đó thì có mẹ với bà ngoại là bệnh nặng, là muốn an tâm về con, về cháu gái vậy đó. Thì bạn gái đề nghị với em là sẽ làm đám cưới xong thì lại trở về bình thường. Em thì em nghĩ là nếu mà có thể được thì cũng ổn định luôn, nhưng mà nó cảm giác là nó miễn cưỡng, nó không ổn. Ủa, tụi em quen nhau lâu không mà đàn gái có thể đề nghị cái điều đó? Khoảng tầm 2-3 tháng gì đó. Quen có 2-3 tháng thôi. Dạ. Cũng chủ động, tức là hai bên đã thỏa thuận với nhau rồi, là rõ ràng là như vậy rồi. Rồi, coi như mà lỡ một lần đò. Vậy còn Thắm, tình trường của mình như thế nào? Dạ, em có 4 mối tình. Mối tình đầu tiên của em thì em có đính hôn, nhưng một năm thì mình chia tay, mình cảm thấy không hợp. Sau đó thì mình cũng quen một vài bạn trai. Và mối tình gần đây nhất là mình mới chia tay được gần một năm. Và lý do mình chia tay là mình không cảm nhận được sự quan tâm từ người bạn trai. Người bạn trai không bao giờ hỏi mình đi đâu, làm gì, ăn cơm chưa, đi chơi với ai, đi mấy giờ về. Mình cảm thấy nó quá lạnh, cho nên là sau 3 năm mình quyết định chia tay.
Vậy còn cái lần đính hôn đầu tiên, tại sao mình đính hôn rồi mà cuối cùng mình không tiến tới? Cái đó là khoảng cách, tình yêu không đủ lớn để vượt qua khoảng cách cho nên mình chia tay. Yêu xa. Dạ vâng, đúng rồi. Bây giờ bên đàn gái muốn tìm một bạn trai như thế nào? Biết chia sẻ và quan tâm cho gia đình, đặc biệt là người phụ nữ của mình, không thoái thác hết các việc của gia đình cho vợ. Em có một mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ, chắc anh Quyền Linh. Anh này đẹp trai hơn anh Quyền Linh. Dạ. Vậy em... còn bên đàn trai, anh mong muốn tìm được một người phụ nữ như thế nào ạ? Dạ, thân hình cân đối, gương mặt thì xinh xắn và ứng xử khéo léo, dịu dàng và cũng chu đáo trong cái công việc gia đình. Bạn gái, bà không thích điều gì ở đàn ông? Thứ nhất là hút thuốc. Hút thuốc? Dạ, em rất là ghét mùi thuốc. Thứ hai là mê nhậu hơn mê vợ. Thứ ba là không biết làm việc gia đình, có nghĩa là nấu ăn hay là giặt giũ hay là chăm con. Ba điều đó đưa ra, em có vướng vào một điều nào đó không? Dạ, hút thuốc thì em cũng không hút, nhưng mà châm thuốc cho ông Địa hàng ngày thì vẫn châm. Tức là cái miệng sẽ có mùi thuốc. Còn chuyện gia đình ấy, thì em nghĩ là những cái việc ở trong gia đình, tẩy khái như quét nhà hay là giặt đồ cái gì đó thì cái đó làm thực ra là để giảm stress thôi, chứ nó chẳng phải nặng nhọc gì. Còn khi mà chia sẻ thì có nhiều cách chia sẻ, nếu như bạn nữ vui mà cảm thấy là chia sẻ như vậy là vui hơn, cái chuyện một số việc khác thì ok, thì cũng không có gì cả. Còn cái vấn đề thứ ba nữa thì quan tâm thì em nghĩ là người con trai hay người con gái cũng vậy, cũng cần có một việc để làm và có một người để yêu, để nhớ. Thì khi người ta yêu người đó thì chắc chắn người ta sẽ phải nhớ và quan tâm về người đó, đó là điều dĩ nhiên. Và cái đó cũng rất khó miễn cưỡng. Nếu như bạn kia đã thực sự yêu thì cái chuyện đó cũng không cần phải đòi hỏi, tự nó sẽ tới. Tại vì yêu là từ trong con tim mình, em nghĩ là như thế. Phụ nữ yêu bằng tai, đàn ông yêu bằng mắt. Thì phụ nữ lúc nào cũng muốn chồng mình, muốn bạn trai của mình muốn nhìn thấy rõ ràng. Thể nhìn thấy, đúng. Có thể là một cái lời nói hoặc một cái hành động hoặc một cái gì đó. Tại vì đó là những cái khoảnh khắc mà hạnh phúc hai người dành cho nhau. Nếu mà không có những khoảnh khắc, không có sự quan tâm, nó cuộc sống nó rất là tẻ nhạt. Đúng rồi. Thư hoàn toàn đồng ý với em. Đàn ông luôn mặc định việc nhà, việc nội trợ là của phụ nữ. Thực sự những việc đó phụ nữ chúng tôi có thể làm được, đúng không? Nhưng mà tại sao yêu cầu đàn ông phải share cái việc đó, phải chia sẻ cái việc đó là sao? Cùng làm việc nhà, cái cảm xúc của vợ chồng nó sẽ gắn kết hơn. Cùng đúng rửa cái chén, em đứng rửa, anh đứng tráng. Đó, thao đồ, giặt đồ, em bỏ vô máy, anh đỡ bóc lên phơi hoặc là dọn dẹp chung. Cái đó nó gắn kết tình cảm thực sự rất là nhiều. Có đôi khi hai vợ chồng đầy đủ điều kiện, ta có thể thuê một cái người nào đó giữ cho con, rồi làm việc này thì mình chủ yếu kiếm tiền cũng được. Dạ. Cái điều quan trọng nhất là quan tâm tới nhau. Dạ đúng rồi. Nhưng mà cùng đồng hành làm những việc đó với nhau thì cái tình cảm nó khác. Khó lắm, nhiều và đàn ông bây giờ thì họ thiếu cái điều đó lắm. Không có đâu. Chị rất thích cái quan điểm này của em. Dạ, vâng. Em thì em nghĩ là việc nhà thì không nhất thiết phải là rửa chén. Ví dụ như cô vợ rửa chén, còn em đi sửa điện nước hay là quét mạng nhện chẳng hạn. Chào anh. Nãy giờ nghe giọng nói là Thư tưởng tượng một cái gương mặt khác, một cái kiểu khác, nhưng mà gặp anh thì khác. Em nhìn đàn ông lắm. Phương Phi đàn ông. Nhìn em tưởng bên đây đàn bà. Anh kỳ quá. Người ta phân biệt cái nét đẹp, ví dụ như em phân biệt nét đẹp là gì? Cái gương mặt đàn ông đó. Nhưng gương mặt của anh là gương mặt bánh bao. Rồi có những cái nét đẹp cool boy, có những đẹp ngầu ngầu, có nét đẹp baby, có nét đẹp lãng tử, có nét đẹp đểu đểu. Anh hiểu không? Nhiều lắm. Em phân biệt nhiều lắm. Cái gương mặt anh này mặt như điền, đàn ông. Không đẹp. Cán rộng. Nó khen ta mặt như điền, nó khen tôi mặt bánh bao. Anh cho em hỏi nha, giờ tới em nè. Ví dụ như là một cô gái trước đó họ có thể là một người phụ nữ hiện đại, nhưng về với anh, họ yêu anh thì họ thay đổi là họ sẽ giảm việc ở ngoài. Anh nghĩ thì dĩ nhiên là cái người phụ nữ hiện tại bây giờ thì họ cũng có nhu cầu về xã hội. Dạ. Thế nên nếu mà họ đã giảm cái lượng công việc ở bên ngoài để họ quan tâm tới gia đình. Dạ. Thì đồng nghĩa với việc là cái người đàn ông mình cũng phải nhìn lại cái sự hy sinh của cái người phụ nữ đó, chứ không phải là một cái gì nó thay đổi dễ dàng. Anh nghĩ là như vậy. Vỗ tay cho câu trả lời của anh. Cảm ơn anh. Anh thích một mẫu người phụ nữ hiện đại hay truyền thống? Anh thì anh thích với gia đình thì nên theo truyền thống, còn nếu mà với xã hội thì nên hiện đại. Ra bên anh ngoài. Hơi tham lam. Giờ kiếm người phụ nữ ra đường hết sức là hiện đại, hết sức là văn minh, nhưng về nhà như một con mèo ngoan, chăm chồng truyền thống. Hơi khó hả em làm được không? Vì làm kinh doanh cho nên em có tư duy rất là hiện đại. Nhưng vì em là xuất thân từ miền Tây, Bạc Liêu, cho nên công dung ngôn hạnh hoặc là nữ công gia chánh là em có thể đảm đang được. Đó, trời, bên nhà gái em là được cả hai luôn đó. Số 1, bộ đồ anh đang mặc, ai chọn cho anh? Anh thích cái màu,
và anh phải hỏi tư vấn một người bạn của anh. Con gái hay con trai? À, dĩ nhiên con trai. Bạn anh có người yêu chưa? Bạn anh hình như là nghe nói cũng chụp hình cưới rồi. Dạ thôi được rồi, em không hỏi nữa. Cảm ơn anh. Bây giờ đàn gái hỏi hơi nhiều ha. Bây giờ mình gặp hai họ đi. Dạ. Em trai đi với ai? À, em đi với em trai, nhà hai anh em nữa. Em ruột hả? Dạ. Rồi chào em. Dạ. Chào tất cả quý vị khán giả, chào anh Quyền Linh, chào chị Nam Thư. Đầu tiên em thấy người bạn gái bên này thì có một dáng hình rất là xinh xắn. Cũng thấy rất nhiều cái quan điểm giống nhau. Còn em chia sẻ thêm một chút về anh trai của em. Anh là một người rất chu đáo, anh rất chỉ là nghiêm túc trong cái chuyện mà hẹn hò. Em muốn là hai người cho nhau một cái cơ hội để sau chương trình này thì mình có thể tiến tới xa hơn. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Dạ, cảm ơn anh. Mời đàn gái. Thắm, hôm nay em đi với ai? Dạ, hôm nay thì em đi với bốn bạn đồng nghiệp. Dạ, em lời đầu tiên em xin chào tất cả quý vị khán giả và anh Quyền Linh, chị Nam Thư. Thì em là đồng nghiệp của chị Thắm. Về anh thì em ấn tượng đầu tiên lúc mà anh vừa mới bước lên thì từ cử chỉ đặt bó hoa xuống, đặt hộp quà xuống thì em khá là ấn tượng. Cảm giác như là anh rất là tử tế. Thì không biết là style của anh lúc ở công sở như thế nào, chưa hình dung ra được rõ. Nhưng mà style hiện tại thì rất là chất. Em thấy thật sự là anh này cũng phù hợp với chị. Chị cũng thấy vậy. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi. Dạ, mở rào. Bắt đầu đi. Đó, không gian này là của hai bạn. Dạ, xin dạ. Tặng em một dạ, hoa. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn em. Hoa đẹp quá. Okay. Dạ. Anh xin tặng một món quà này nữa. À, đây là chiếc khăn quàng cổ. Anh rất trân trọng cái mối quan hệ ngày hôm nay. Dạ vâng. Đó là ý nghĩa. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng cho anh. À, em bảo ra, đây là một bộ sản phẩm chăm sóc cá nhân. Cái ý nghĩa là anh phải chăm sóc bản thân anh thật tốt thì anh mới có thể chăm sóc được người yêu và người phụ nữ của anh tốt nhất. Anh cảm ơn cho. Đây quà, đây là một chiếc khăn hả? Dạ. Anh có thể anh, okay. Cột. À, đây em cầm luôn cho, em phụ cho. Ừ, nhiệm vụ của em là vậy mà. Đây đây. Trời ơi, chọn cái khăn màu cũng tinh tế nữa. Cái gu của thẩm mỹ ông này là tôi chịu rồi đó. Anh chưa có khăn cho ai và cũng chưa có khăn cho mình. Thế nên đúng rồi. Anh sẽ cột thế này thôi nhá. Đám cưới em làm dâu phụ được hả Thư? Sao vậy anh? Đám cưới em làm dâu phụ á. Dạ. Anh làm rể phụ cho. Dạ, dạ vâng, cảm ơn anh. Dạ, anh cảm ơn. Anh ngồi đi, mến ngồi, mến ngồi. Ừ, tự nhiên như ở nhà. Thắt khăn đẹp quá hả? Dạ, cảm ơn anh. À, về vấn đề hôn nhân á, dự định đến khi nào anh có thể lập gia đình đám cưới? Theo anh nghĩ khoảng 3 tới 6 tháng. Thời gian có thể nhiều hơn nhưng mà bằng cách không để thời gian kéo dài anh sẽ làm cho nó cấp tốc hơn. Dạ. Còn một quan niệm này muốn hỏi anh nghĩ như thế nào về sống thử trước hôn nhân? Nói thiệt tình là anh cũng không biết như thế nào nữa. Tại vì anh cũng nghe xã hội người ta cũng bàn tán nhiều ý kiến nhưng mà quan điểm của anh thì anh nghĩ là không nên. Về cơ bản trong một người con trai với một con gái thì nói về trách nhiệm gia đình và trách nhiệm xã hội thì cái người đàn ông phải là nhiều hơn. Và trong việc sống thử khi mà nó không thành công á, cái người đàn ông lúc đó họ không còn trách nhiệm gì với cái phía bên kia. Mình cảm giác là nó không ổn lắm. Anh mà có con gái thì anh sẽ không thích chuyện đó. Thì em thì có quan điểm khác. Em nghĩ rằng khi mà hai người yêu nhau đủ chín mùi thì việc sống thử trước hôn nhân nó cũng là một cái lợi thế để hai người có thời gian hiểu rõ nhau về cuộc sống với nhau như thế nào. Thực ra em chứng kiến rất là nhiều bạn bè em quen nhau, cưới nhau rồi sau đó hôn nhân tan vỡ vì chưa hiểu nhau thật sự, chưa chấp nhận được những cái thói xấu hoặc là những cái điều không tốt của nhau. Anh thì anh nghĩ là cái việc mà tìm hiểu nhau nó thực tế hơn đó. Không nhất định cứ phải sống thử, tức là mình sẽ có nhiều cách để tìm hiểu nhau. Trước đây không cần sống thử, họ cũng tìm hiểu nhau, họ cũng hạnh phúc vậy. Tại sao cứ phải sống thử? Mà rất là nhiều nơi họ cũng văn hóa khác mình, họ cũng sống thử liên tục đó chứ. Nhưng mà họ cũng chắc gì đã hạnh phúc hơn mình đâu. Anh không có phủ nhận cái chuyện là cái tác dụng của nó. Nhưng mà anh nghĩ là sẽ có nhiều cách lựa chọn tốt hơn là cái việc đó. Em á, cá nhân em á, thì em tôn trọng cái điều đó.
Và cái điều đó nó giúp em hiểu được sâu hơn cái người mình chọn làm chồng, và quyết định của mình nó xứng đáng để mình chọn. Đúng là hồi trưa ông bà chúng ta nói là không có nên ăn cơm trước kẽn, nhưng mà với cái thời bây giờ và cái xã hội hiện tại, em nghĩ điều đó để giúp người ta hiểu sâu hơn, nhiều hơn với nhau, để tránh những cái sau này hối hận là vì ngày xưa tôi chưa hiểu anh, vì ngày xưa tôi chưa biết anh, vì ngày xưa tôi chưa biết tật này của anh nên tôi hối hận. Những cái câu đó nó rất đơn giản nhưng nó sẽ găm vào tim gan của người khác. Thực sự là anh không dám phủ nhận chuyện đó, nhưng mà chỉ có điều anh thấy nó sao sao á. Sao sao? Nếu mà chưa lập gia đình mà bây giờ chính thống mà tuyên bố là hai người sống thử với nhau thì anh nghĩ là anh sẽ không dám. Cái chuyện sống thử nó cũng không quan trọng đâu, quan trọng là mình có yêu thương nhau không. Dạ, đúng bây rồi. Giờ cưới nhau giống như anh, cưới nhau mới có 2 tháng à, chúng ta đã chia tay nhau rồi. Thật sự đây là một trong những cái điều mà chúng ta cũng xem lại một cuộc hôn nhân mà sống thử, người chịu thiệt thòi nhất là phụ nữ. Vẫn là phụ nữ. Ví dụ người hiểu chuyện nói cô đó yêu anh đó mấy năm trời rồi thôi chia tay. Người không hiểu chuyện người ta nói trời ơi con nhỏ đó sống với thằng đó bao nhiêu năm còn cái gì nữa. Người thiệt thòi vẫn là phụ nữ. Con ông có thể sống thử cô này, sống thử em 6 tháng rồi xong yêu cô khác sống thử 1 năm, vẫn có thể lấy vợ hoài hoài. Cái thời gian mà tìm hiểu á là giấu, anh yêu giấu, em yêu giấu, giấu hết đó. Nhưng sống thử thời gian lòi ra hết à. Bởi vì sao? Đàn ông sợ một cái điều duy nhất, 2 từ: trách nhiệm. Giống như em đã nói rồi á, yêu nhau là một chuyện, sống với nhau là một chuyện. Vì khi sống với nhau á là phải dung hòa. Vì anh tốt cái này nhưng mà em không tốt thì anh phải thông cảm với điều đó. Tại vì con người không có ai hoàn hảo cả. Và em không hề muốn tìm một người đàn ông hoàn hảo. Em muốn tìm một người biết chăm sóc và chia sẻ. Người đàn ông biết chăm sóc, chia sẻ mới mang đến cái gia đình hạnh phúc. Chứ thật sự tiền không mang đến trong gia đình mình hạnh phúc. Chết đứa đời, thiệt. Bây giờ mình nói một vấn đề nữa thôi, mình kết thúc ha. Chị là con trai của em. Mình thích con trai, con gái, quan điểm mỗi người luôn. Bởi vì cái chuyện này cũng quan trọng lắm. Việc con cái là việc trời cho, con nào cũng là con cả. Nếu có điều kiện thì xin nhiều, không có điều kiện xin 2 đứa. Còn anh ấy thì anh nghĩ là anh thích đông một chút, ví dụ như ba chẳng hạn. Và anh là người nói chung là cá tính mạnh, nên anh cũng hy vọng là anh cũng có một người con trai đó. Nói chung là có một cái người bạn cùng đồng hành trong cái công việc sau này. Dạ. Đấy, cái này hết sức quan trọng. Ai cũng muốn có con trai, và cuối cùng nếu như phụ nữ không đẻ được con trai và cứ thế đẻ hoài chừng nào được con trai thì dạ. Sao? Và xuất phát cái mâu thuẫn từ đây. Gia đình em là 3 chị em gái, 3 em không có con trai. Nhưng mà 3 người con gái thì cha cảm thấy rất hạnh phúc vì 3 người con gái rất là gần gũi và chăm ba rất là nhiều. Và vấn đề sinh con trai hay sinh con gái không có nằm ở người phụ nữ. Dạ. Dạ, y học đã chứng minh. Con trai con gái cũng quan trọng, và... quan trọng là chăm sóc con mình lớn lên khôn ngoan, thành đạt như thế nào đó thôi. Thôi, chúng ta kết thúc câu chuyện ngày hôm nay. Xin mời hai anh chị mình bỏ tay vào nút bấm. Hai anh chị đều đủ tinh tế để có thể cảm nhận về nhau là người như thế nào. Thanh xuân như một tách trà, thôi đừng lần lựa hết bà thanh xuân ha. Rồi, 3, 2, 1. Hết thời gian. Rồi, nào. Cô gái không bấm. Dạ. Lý do sao Thắm? Dạ, tại vì thứ nhất là em có yêu cầu là một người đàn ông biết quan tâm, chia sẻ. Vì em là người phụ nữ độc lập cho nên cả điện, cả nước, cái gì em cũng có thể làm được. Nửa công gia chánh, cơm nước trong gia đình. Cho nên em rất là cần người đó cùng đồng hành với mình trong cuộc sống sắp tới. Vì đó là những cái niềm vui tuy nhỏ nhưng mà nó mang lại hạnh phúc nhiều trong cái cuộc sống hôn nhân. Em nghĩ là mình phải tôn trọng cái ý kiến, tức là mỗi người sẽ có một cái quan niệm sống. Và nếu như mà nó mà hòa hợp với nhau, mà đã thích nhau á, thì chuyện gì cũng bỏ qua được. Còn nếu mà mình cứ miễn cưỡng thì em nghĩ là cũng không tốt. Ừ, đúng rồi. Và như hôm nay các bạn không có nợ với nhau. Dạ. Nợ này sẽ có một người nào đó họ sẽ gắn với các bạn. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm một nửa yêu thương của mình nhé. Cảm ơn anh. Cảm ơn em. Hãy giữ lấy món quà này, xem như chúng ta có một kỷ niệm trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Rất tiếc các bạn không bấm nút hẹn hò nên chưa may mắn nhận được phần quà là một cặp vé du lịch Dubai trị giá 60 triệu đồng đến từ thương hiệu Vietsun Travel. Tặng mỗi bạn một bộ mỹ phẩm chăm sóc da, mũ trôm Tân Gia Khang bao gồm kem dưỡng trắng da mặt, kem dưỡng trắng da toàn thân, sữa rửa mặt cho công ty mỹ phẩm Đan Dương sản xuất và phân phối trên toàn quốc.
Rất tiếc hai bạn không bấm nút hẹn hò nên chưa có cơ hội nhận được cặp nhẫn hẹn hò và voucher mua nhẫn cưới và thuê xe cưới đến từ thương hiệu nữ trang Anh Phương Jewelry. Cảm xúc của Thư là Thư hơi bị bất ngờ. Tại vì Thư nghĩ là hai người rất là hợp nhau, rất là hợp nhau. Nhưng mà chị vẫn tôn trọng quyết định của em. Dạ. Anh biết thế này là đây một chàng trai rất là giỏi, có một cái khát vọng cũng lớn, nhưng mà anh ấy chưa quyết liệt. Có thể là anh hơi chung chung chút xíu nên cũng chưa truyền tải được cái cảm nhận cho cô gái bên kia. Cô gái bên kia cũng rất là bản lĩnh. Chính vì thế nên trong mọi công việc anh ấy có thể quyết định rất nhanh, nhưng trong tình yêu mình nên quyết liệt hơn nữa, mạnh mẽ chút xíu nữa nha chàng trai của tôi. Chúc anh thành công. Cảm ơn anh đã đến tham gia chương trình. Cảm ơn em. Dạ, xin mời. Xin cảm ơn. Em cảm thấy hết sức là tiếc nuối. Khi nhìn vào Thắm á, em thấy bản thân em ở trong Thắm rất nhiều. Như Thắm nói là Thắm chủ động về tất cả mọi thứ, kinh tế, về điện, về nước, về Thắm có thể làm tất tần tật. Nên Thắm chỉ cần tìm một người đàn ông có thể chia sẻ. Bên đàn trai cũng chia sẻ được, cũng thông cảm được. Nhưng vấn đề là anh ấy chưa nói ra được. Tại sao anh không nói? Thì anh chưa quyết liệt, có thể là anh còn hơi nhút nhát chút xíu trong tình cảm. Chính vì thế nên bây giờ anh còn đang ế. Rất hy vọng cả hai bạn sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình một cách đúng nghĩa. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi tiếp theo. Mời đàn trai. Rồi, ngồi đi em. Xin mời bạn gái. À, bây giờ em trai giới thiệu sơ sơ lý lịch của mình. Dạ, em tên là Minh Toàn, hôm nay em 26 tuổi, em đến từ Long An. Công việc hiện tại của em là nhân viên kỹ thuật của công ty bê tông. Minh Toàn, 26 tuổi, Long An là ở huyện nào? Dạ, em ở huyện Đức Hòa. Đức Hòa, em làm việc ở Đức Hòa luôn hả? Dạ, em làm việc ở Đức Hòa, nó gần nhà em luôn. Minh Toàn hay Minh Đoàn? Dạ, Minh Toàn. Minh Toàn, T-O-T-A-T-A, anh N-H Toàn. Ủa, Toàn mà có anh H ở trong đó nữa hả anh Linh? Tức là vậy nè, em nghe bạn giới thiệu, em cảm giác như là ca sĩ bước ra sân khấu giới thiệu. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Phạm Minh Toàn, mình là 20 mấy tuổi, mình đến từ Long An. Nói nhiều khi ta nói nhanh cũng không nghe thôi. Đúng rồi, mình nói chậm chậm lại nha. Nha Toàn. Ta đổ bê tông mà sao nói chậm được. Đổ rồi. Nói chậm là nó bê tông nó cứng hết trơn, sao đổ được. Bây giờ xin mời bạn gái giới thiệu về bản thân mình. Dạ, em chào chị Nam Thư, chào anh Quyền Linh, chào khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Thu Ngọc. Em 24 tuổi, sống và làm việc tại Long An ạ. Em làm công việc gì? Dạ, dược sĩ ở bệnh viện khu vực Cần Giuộc ạ. À, dược sĩ. Em Ngọc. Ở Cần Giuộc luôn hả? Dạ. Vậy là hai bạn này cùng quê Long An, nhưng ở hai nhánh khác nhau. Bây giờ mình cho bên kia biết những cái ưu điểm, khuyết điểm của mình đi Toàn. Dạ, ưu điểm của em thì nó ít anh. Mình nhược điểm thì hơi nhiều. Ưu điểm là gì? Ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng thôi. Vui vẻ, hòa đồng. Gì nữa Toàn? Dễ nói chuyện hơn, dễ tiếp cận hơn. À. Còn nhược điểm em thì nó nhiều lắm. Có đôi khi là nhiều cái là nó nhiều, nó nhanh. Dạ đúng rồi, nó nhiều, nó nhanh. Đôi khi là sợ đến trước đám đông. Sợ đám đông, gì nữa? Cũng nhiều lắm đây, hút thuốc nên hút được có nhậu nữa. Nhậu nữa? Không, ít anh chứ không nhiều. Mấy ông đổ bê tông nhậu dữ lắm luôn à? Ít anh ơi. Em đổ bê tông là em lái xe đổ hay là? Dạ không, em là kỹ thuật. Kỹ thuật bê tông tức là đo coi bao nhiêu bao nhiêu khối rồi. À, bao nhiêu khối ha? Dạ, em tới em kiểm tra chất lượng của bê tông rồi luôn. Mời đàn gái. Dạ, ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, tự lập. Nhà thì có ba chị em nên là em tự nấu ăn rồi được hết anh. Rồi còn khuyết điểm của em? Khuyết điểm là hay quên, ghen với lại nóng tính chị. Hồi đó em quen bạn trai, em hay vô Facebook bạn trai mà like hình gái vào cái là biết tay em với anh. Trời ơi, chết rồi, sao căng vậy em? Ta like bình thường thôi mà. Like thôi cũng không được. Thả tim là em không chịu luôn anh. Vậy đó hả? Em vào em thấy là like với lại giống như thả tim đi rồi em làm gì? Em nói luôn. Em nói là anh làm gì làm em biết hết rồi đó nha. Trời, nhưng em không nói đâu. À. Vậy cũng hơi ghen đó em. Mình nói chút xíu đường tình duyên của mình đi Toàn. Thì em trải qua được hai mối tình ạ. Hai mối tình. Để nhớ nè. Tại nó còn mấy cái lặt vặt nữa. Lặt vặt khi đổ bê tông hả? Dạ không, hồi sinh viên thôi. Mối tình dài nhất là bao nhiêu năm? Dạ được 2 năm ạ. 2 năm. Mối tình mới nhất đây là? Không, được 2 năm nhưng mà cách đây cũng khoảng chắc cùng 2-3 năm gì đó. Lý do tại sao mình chia tay hai mối tình? Chắc trong thời gian đó em còn là sinh viên, còn trẻ, chắc chưa thấu hiểu, chưa lắng nghe được. Nhưng mà có lý do cụ thể không? Em là phải tiếp người thuộc dễ bị ảnh hưởng của tác động bên ngoài không Toàn? Dạ có chị. Hả? Ví dụ như là bạn em đi chê bạn gái của em hoặc là nói những điều không hay về bạn gái của em thì em có dễ bị tác động không? Hồi đó là mối tình đầu tiên em bị đó rồi chị. Người ta chê là cô ấy là xấu, lại là không biết làm nấu nướng là được.
khi em chia tay luôn. Dạ, tôi chồng có 5 tháng à. Ờ, cũng chưa là gọi là cái gì hết. Vậy con Ngọc? Dạ, em cũng trải qua hai mối tình chị. Mối tình cuối cùng của em là chắc tại em ghê quá nên chia tay. Với lại anh ở thành phố còn em ở Long An nên tình cảm hay nhạt nhòa nên cũng không nhắn tin, không liên lạc gì luôn. Ôi, là tôi ấn tượng cái cô bên đó rồi đó. Ấn tượng cái giọng nói nè, ấn tượng cái vụ like Facebook thả tim mà chia tay nè. Tôi qua tôi coi coi nó làm gì khó gì vậy. Chào em gái, hỏi tiếp đi để anh ngắm đàn gái coi sao. Em nói là em chia tay mối tình thứ hai bởi vì em quá ghen. Mối tình thứ nhất là em ghen giận dữ nữa, mối tình thứ hai là em ghen thôi. Dạ, nên em sao ghen giận dữ ghen dạ sao? Em dữ lắm, em nóng tính, em nói chung là em dữ lắm, em không đập phá chỉ là em điện thoại hoài mà không nghe em bực bội lắm. Bây giờ này em phát hiện ra người yêu em thả tim Facebook like tùm lum hết trơn thì em sẽ làm gì? Em chỉ nói là anh làm gì làm em biết hết rồi đó, đừng để em thấy like nữa. Anh thả tim nữa, em không thèm nói chuyện luôn. Ngày mai ông like ông thả tim nữa, vậy là cho anh đi theo người đó luôn rồi đó. Vậy thôi, đơn giản quá vậy trời. Nếu mà em nói mà anh đó rút kinh nghiệm được á thì vẫn bình thường, còn cái này anh vẫn thả tim anh cứ like vậy thì ủa em cứ like không nói gì đâu đi. Em nói tôi biết rồi đó mà. Ừ, tôi biết rồi đó mà, bởi vì em chưa có rõ ràng để người ta hiểu được. Đôi khi em ghen vô cớ, biết đâu những người đó là bạn thân người ta, bà con anh chị em hay hàng xóm gì của người ta cũ, ta like thả tim rồi sao? Mình phải tìm hiểu nguyên nhân chứ. Mình hãy rõ ràng với việc đầu tiên, mình hãy thẳng thắn cảm xúc của mình. Em không thích anh làm như vậy, chứ đừng nói ừ tôi biết rồi đó. Sau khi chia tay bạn trai rồi, bạn có bạn trai nào có vợ, có mời đám cưới đám hỏi gì không? Bạn trai đầu tiên có vợ rồi, em cũng mong đợi bạn đó mời đám cưới mà không mời em. Ủa sao vậy? Em mong người đó đám cưới đặng cái gì em lồng lộn đẹp hơn cô dâu mà không mời em. Trời ơi, anh tính vậy luôn á hả? Dạ, mà không mời em gì hết trơn. Ủa dữ vậy trời. Buồn dễ sợ luôn vậy anh. Em giữ vậy luôn hả Ngọc? Dạ. Ủa có gì đâu giữ anh. Thì bây giờ mình đợi bạn trai cũ mời đám cưới mình. Cái động thái đầu tiên khi mà xuất hiện ở đám cưới của người yêu cũ, mình phải đẹp cái đã. Người ta tới chúc phúc cho người ta thôi, mình chịu nhún nhường chút xíu đi. Cái ngày vui của người ta mà. Như vậy mới là phụ nữ. Thôi, cái đó phụ nữ ngày xưa rồi, phụ nữ hiện đại tới mình chúc phúc, thậm chí mình chấp nhận xấu người ta chút để cho người ta đẹp ngày đó ngày. Không, em không chịu. Cái ngày đó ngày trọng đại của người ta đâu phải ngày của mình. Ngày trọng đại của người yêu cũ của với người yêu cũ. Kệ người ta. Hả? Mình tới chúc phúc cho người ta đi mà. Trời, mấy người phụ nữ thì thiệt sao không hiểu tâm lý gì chứ. Anh nói kỳ á. Anh đó nha, nếu như mà người yêu cũ anh đi lấy vợ đó đi qua. Hả? Anh vừa nói gì? Nói lộn. Khoan, anh Linh, anh vừa nói gì? Nói nhầm, nếu người yêu cũ của anh đi lấy chồng, nếu mời anh sẽ tới, anh về đám cưới, thậm chí anh sẽ là người thấp hơn người yêu cũ của mình luôn. Anh, để mình trân trọng cái đám cưới tao, như thế mình mới quý, mới yêu cái người yêu cũ mình. Anh, bởi như vậy anh mới là Quyền Linh. Còn em và Ngọc đây, tụi em sexy lắm. Tiêu chí của tụi em tới đám cưới người yêu cũ là phải đẹp hơn nhỏ cô dâu. Đúng không mọi người? Không. Ai bánh bè dưới vỗ tay. Rồi Ngọc, bây giờ em đến với chương trình, em mong muốn em tìm được một người đàn ông như thế nào? Dạ, dễ nhìn, không hút thuốc, không uống rượu bê bết, nhưng đủ để uống với em là được. Em uống được tủ lượng em khoảng dạ một pha chai. Rồi gì nữa nè? Không gia trưởng. Cụ thể cái người đó hình tượng sao, dễ nhìn? Không hối, không hô, mất hai mí. Rồi gì nữa nè? Dạ biết nó ăn một xíu, lo cho gia đình, tự lập. Ngọc ơi, thay đổi chút đi. Chào Toàn. Dạ. Nãy giờ em nghe bạn gái và chị chia sẻ thì em thấy như thế nào? Em thấy cô ấy cũng khó tính á, mà tính cũng ngay thẳng. Gia trưởng thì không có gia trưởng rồi. Ừ. Hút thuốc thì từ từ em sẽ bỏ được. Nhậu nữa kìa. Không, nhậu thì em sẽ giao cho cô ấy thôi. Em ấy sẽ thay đổi. Ừ. Không hút thuốc, từ từ. Nhậu thì nhậu chung với cổ thôi, không nhậu với ai hết. Em thích một người con gái như thế nào? Thì em thích người con gái là hiền lành, đừng có cọc cằn, nói chuyện nhẹ nhàng thôi rồi. Không hiền đại quá. Có nét gì đó gọi là nét đẹp truyền thống trong đó. Nhìn nó sẽ đẹp hơn. Còn về ngoại hình thì em mong muốn một cô gái như thế nào? Cao trên 1m55 mà vậy, thân hình là nhỏ nhỏ vừa nhìn thôi, cũng không còn mập lắm. Em nghĩ là em thiệt thuộc tiếp người phụ nữ hiện đại hay là truyền thống? Dạ em giữa giữa, muốn em hiện đại em hiện đại, truyền thống thì em truyền thống chị. Bên chị muốn cỡ nào không chơi được cái đó đó. Với lại là tóc thì tóc đen dài miếng nữa. Tóc đen dài? Dạ đúng rồi. Không thích tóc ngắn? Dạ. Bên này tóc tém luôn á, em thấy sao? Chắc cũng được. Được hoặc là không được, đừng cũng. Dạ được. Kẹt. À được đúng không? Kẹt quá cũng được. Có nhộm không chị? Nhộm. Nhộm nâu nâu giống tóc chị vậy nè. Một mình sẽ thuyết phục là nhộm là màu đen. À trời. Thuyết phục. Ừ. Quan trọng là trái tim, quan trọng là tấm lòng. Vậy em sống với gia đình hay em sống một mình? Dạ em sống với gia đình. À được, hai anh em. Hai anh em. Dạ em là Út, anh hai thì có vợ của con rồi. À. Ở đó luôn. Dạ. Không, anh hai em thì ở bên vợ. À vậy là vợ con mình em đúng không? Dạ, dạ con mình. Vậy là nếu lấy vợ về làm dâu. Dạ. Cái kế hoạch đó, cụ thể về kinh tế cho tương lai
thì em tính như thế nào? Mai mốt thì chắc thu nhập của em là em sẽ đưa cho vợ em giữ. Còn bây giờ thì trước mắt thì em tính là ở chung đi. Mai mốt mình làm mình tiết kiệm một khoản nữa đó, mình cắt cái nhà qua kế bên. Chắc khoảng trong vòng 3 đến 4 năm vậy. Em có quan ngại cái chuyện làm dâu không? Dạ em không ngại nhưng mà em không thích. Bé thẳng thắn vô cùng. Sao em không thích? Tại vì chị mấy chị em làm dâu thấy em thấy cực quá. Nếu mà ở riêng thì em lo cho bạn trai được mà, em nấu ăn được mà. Quan điểm của bạn gái là muốn ở riêng. À, không thích luôn ở chung luôn. Nhưng dạ, mà ở chung á, nhà cũng được anh. Khi mình sinh con á là ông bà có thể giữ cho mình được. Mình ở riêng là thiệt thòi lắm luôn á, coi lại đi. Dạ không sao đâu, em ở với em của em từ nhỏ tới lớn nên không sao hết anh. Hồi đó là ba mẹ em đi ghe là hồi lúc em học lớp 5, lớp 6, lớp 7 là em ở với hai đứa em của em là từ nhỏ tới lớn mà. Cá tính thì sợ luôn. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi, Ngọc đi với ai? Em đi với em gái. Hai chị em kìa như hai búp bê vậy. Dạ xin chào mọi người ở trường quay và chào chú Huyền Linh và chị Nam Thư. Em tên là Ngọc Duyên, là em của chị Thu Ngọc. Hôm nay em đến để góp ý chị tìm người yêu ạ. Thấy sao anh rể sao? Dạ em thấy anh cũng được ạ. Nhưng mà chị em thì không thích làm dâu cho lắm. Nên là anh có gì suy nghĩ lại. Em năm nay nhiêu tuổi rồi bé? Dạ em đang học, chuẩn bị lên đại học ạ. À, chuẩn bị lên đại học hả? Dạ. Rồi đưa Miro cho chị gặp kế bên luôn. Chào bé. Dạ em tên Lệ Hằng. Em tới đây để góp ý kiến để tìm người cho chị. Gia đình này cùng một tem giọng nói. Em thấy sao? Anh rể tương lai làm sao? Dạ em thấy cũng được. Nhưng mà có mấy cái chị em không thích nên cần nên khắc phục lại. Không có này hạn chế được em. Từ từ sẽ bỏ được. Hút thuốc thì anh giảm bớt cũng được. Còn chuyện làm dâu thì anh nên suy nghĩ lại. Tại vì chị em cũng không thích chuyện đó. Chị em không thích làm dâu. Tại sao? Dạ tại vì hai bên ngoại ngoại thấy anh chị cô bác làm dâu thấy cũng cực khổ lắm cho nên trời là ơi. Sợ chị cực đúng không? Về mời cả nhà chúng ta mở chương trình mẹ chồng nàng dâu ra coi. Rồi thấy làm dâu giờ sướng lắm. Thậm chí làm dâu mẹ chồng là người cực nữa đó. Dạ nhưng có nhiều trường hợp anh ơi. Nhiều người thì người ta cưng, còn nhiều người thì người ta lại không thích. Em cũng không muốn chị em làm dâu và cực. Cũng được, đó là quan điểm thôi ha. Hai bé có vẻ thương chị quá ha. Thương chị quá. Bây giờ mình hỏi ý kiến thằng trai đi, chứ thằng gái là vậy rồi đó. Thằng trai đi với ai? Dạ em đi với bạn em, đồng nghiệp của em nữa. Chào em trai. Dạ, em chào quý vị khán giả ở trường quay và anh Quyền Linh và chị Nam Thư. Em là bạn học của Toàn. Theo em nhận xét á, thì hai bạn thì cũng có những cái điểm mà tương đồng. Nhưng mà bạn Ngọc cái tính bạn ấy có nhiều cái điểm mà hãy kìm được Toàn. Là ở cái điểm như Toàn hay ngang á thì có thể tìm kiếm được. Còn lại thì Toàn rất là hiền, hòa đồng nên rất là dễ trong cái việc tiếp xúc nên bạn đừng có ngại. Về cái chuyện mà mẹ chồng nàng dâu á thì ở nhà Toàn, mẹ Toàn, cha Toàn rất là hiền nên cái chuyện đó không phải như là những cái gì mà mấy bạn tưởng tượng ra là nhà mà có mẹ mà như phù thủy hay sao đó thì đó không phải. Bạn cứ làm dâu, bạn cứ thử được đâu, cuối cùng cũng được đâu. Chương trình đã tạo cho mình một cái duyên để kết nối với nhau thì hai bạn có thể trân trọng cái điều đó để mình cho nhau cơ hội. Rồi, cảm ơn thằng trai. Mình đã gặp gỡ cả hai bên gia đình rồi. Bây giờ để hai bạn trẻ gặp mặt nhau đi. Kéo rào. Không gian này là của hai bạn đó. Bắt đầu đi Toàn. Chào anh. Ủa hai đứa mới đổi đồ nhau hả? Tức là đưa qua cái đổi đồ phải không? Dạ. Mình tặng quà thì mình phải nói như thế nào chứ nè. Làm lại đi nào. Rồi đi gặp mặt đứa mua quà tặng em. Em cảm ơn, em tặng anh. Rồi Ngọc tặng cho Toàn cái gì vậy? Anh dở luôn ạ. Dạ anh mở coi cho anh. Em tặng bao tay, mong là nếu mà mình có cơ hội quen nhau thì anh sẽ chở em đi chơi, đi du lịch khắp mọi nơi. Đâu, dở lên chị coi á. Bao tay đi phượt chứ. À, bây giờ Toàn và Ngọc mình nhìn nhau, mình hãy nói cảm nhận về nhau như thế nào. Thường thì công việc anh có bận lắm không? Công việc của anh thì cái lịch anh nó lên lên lắm, cái thời gian anh cũng lên lên. Không có cái giờ chắc thì anh không xác định rõ được. Vậy lỡ như không có tuần nào anh xuống anh thăm em rồi em ghen quá mức rồi sao vậy? Anh sẽ trao được cả mật khẩu, Facebook hay Zalo đem hết. Đem hết luôn hả? Đem hết. Anh đặt hết niềm tin ở em luôn không? Qua cửa đầu tiên rồi đó.
Không, mà nghe cô ấy cũng khó chị ơi. Nhìn vậy chứ em dữ lắm mà nha, anh chịu nổi không? Đừng nói nó là được, cái thay anh bự coi chứ sợ đau lắm. Ngọc, em nghe kịp anh Toàn nói không? Dạ nghe kịp, em cũng hay nói nhanh lắm chị. Bây giờ hai đứa nói chuyện tốc độ bình thường như nói chuyện nhà thứ coi. Hồi nãy em nói nhà em ở đâu? Em ở Cần Duộc, Long An. Anh ở thành phố hay là ở Đức Hòa? Hiện tại là ở Đức Hòa, ở nhà luôn. Ở nhà chung với ba mẹ. Em suy nghĩ sao về vấn đề làm dâu? Em vẫn không thích. Nếu bây giờ là mình ở chung khoảng chừng bao năm đó, sao mình cất nhà ở riêng nhưng mà ở gần sát bên cha mẹ được? Nếu như mà anh tạo cho em niềm tin để anh nói 3-4 năm thì em sẽ tin anh. Công việc của em là một tuần em rảnh được mấy ngày? Em làm giờ hành chánh từ thứ hai đến thứ sáu, thứ bảy chủ nhật em làm phòng khám. Em rảnh từ buổi trưa tới buổi tối, còn buổi sáng thì làm phòng khám từ 5 giờ sáng cho tới 8 giờ sáng. Ngọc, em có thích bạn trai mà kiểu là cơ bắp? Dạ có, em thích cơ bắp, em thích tay. Có cơ bắp không? Có mà yếu trời nó. Yếu hả? À? Muốn kiểm tra không Ngọc? Dạ được. Rồi vô. Đây chị cầm bông cho. Sao hoang mang vậy? Không, em đang sợ chơi. Rồi kiểm tra. Em nói em giữ chứ em không có đánh ai đâu, anh đừng lo. Sợ. Ủa vậy là xong hả? Dạ có cơ. À, bây giờ mình nắm tay nhau một xíu đi. Đó, hai bạn nắm tay nhau đi để cảm nhận về nhau rõ ràng hơn. Mình nắm tay. Dạ. Chứ không phải mình đi nhậu mình bắt tay. Dạ, em đưa tay lên. Nhớ lại ngày nào bàn tay mình nắm bàn tay. Rồi đó. Nắm tay 30 giây, nhìn vào mắt nhau, đừng nhìn xuống bàn tay. Có thử mình cảm xúc mình như thế nào? Ngoài tưởng tượng luôn chơi. Ngoài tưởng tượng là xấu hơn thành tưởng tượng luôn á. Đẹp hơn em, đẹp hơn mà cái tính luôn. Thích người cao 1m55, em chỉ có 1m50 à. Không không sao đâu, đi guốc lên cũng được. Em nghĩ sao vậy anh? Anh cũng to hơn em tưởng. Tay đứng nó hát tặng luôn đi. Không tay tiếp đi đâu, chưa có xong câu chuyện mà. Em hát đi. Em hát đi anh nghe. Định mệnh cho ta gặp nhau, em với anh không rời. Hãy tin em thêm một lần anh hỡi. Những đam mê, bao lời yêu, bao ái ân ước hẹn, làm cho ta tin và yêu nhau hơn. Dễ thương. À, dễ thương lắm á Ngọc. Em là cái người rất là ấn tượng khi nói chuyện bất kỳ ai. Cái tính hơi khó chút xíu thôi. Bớt khó chút xíu nữa là anh nghĩ rằng em là người rất nhiều bạn trai theo đuổi luôn á. Hôm nay thì em cảm nhận cái người đối diện của em thế nào? Dạ nhìn cũng được, nhưng em vẫn không thích làm dâu. Hả? Nhưng em vẫn không thích làm dâu. Nhìn anh cũng được. Mình cất cái nhà ở riêng, nhưng mà ở gần. Sao dạ, được? Ở gần được. Em qua chơi với ba mẹ anh thì cũng được, nhưng mà em thích ở riêng để có nhiều người, cái riêng tư hơn. Có thể là sáng em dậy sớm em qua bển nấu ăn cho ba mẹ ăn. Ừ. Em quan điểm thế nào về tình yêu? Yêu là hướng về nhau mặc dù hai người ở xa nhau. Ừ. Còn Toàn? Em thì không bao giờ đem người mình yêu ra so sánh với bất kỳ ai, bất kỳ thứ gì luôn. Nếu cô ấy giận, cô ấy ghen, em sẽ làm gì? Em thế nào cũng phải điện thoại, nói chuyện. Còn không làm đều thế sao? Kiếm gì đó nói hoài luôn. Nếu cô giận luôn em sẽ làm gì nữa? Cũng phải lẻo đẻo theo năng nảy. À. Từ nãy tới giờ các bạn nói chuyện, các bạn tìm hiểu nhau. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành việc bấm nút. Để tay mình nút bấm đi các bạn. Bấm nút hay không bấm nút là quyền các bạn. Kiểm tra con tim mình lần cuối, xem đây có phải là một nửa yêu thương của mình không các bạn. 3 2 1. Hết thời gian. Em không bấm. Dạ, em không bấm không phải là anh hết cơ hội. Nhưng mà em sẽ cho anh một cơ hội để chúng ta làm bạn. Và nếu có cơ hội nữa thì chúng ta sẽ đến với nhau. Ngọc đã không bấm nút ngay từ đầu. Toàn là một chàng trai rất là bình dị, thật thà, chất phác. Trên sóng truyền hình có rất là nhiều người xem. Rất nhiều cô gái sẽ bấm nút cho Toàn. Và rất nhiều chàng trai cũng sẽ bấm nút để tìm đến Ngọc. Đừng lo điều đó. Bạn Mối Hòa không chỉ kết nối tại sân khấu mà tôi kết nối cho tất cả mọi người xung quanh nữa. Hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Rất tiếc các bạn không bấm nút hẹn hò nên chưa may mắn nhận được phần quà là một cặp vé du lịch Dubai trị giá 60 triệu đồng đến từ thương hiệu Vietsun Travel. Tặng mỗi bạn một bộ mỹ phẩm chăm sóc da, mũ trôm Tân Gia Khang bao gồm kem dưỡng trắng da mặt, kem dưỡng trắng da toàn thân, sữa rửa mặt cho công ty mỹ phẩm Đan Dương sản xuất và phân phối trên toàn quốc. Rất tiếc hai bạn không bấm nút hẹn hò nên chưa có cơ hội nhận được cặp nhẫn hẹn hò và voucher mua nhẫn cưới và thuê xe cưới đến từ thương hiệu nữ trang Anh Phương Jewelry. À, một lần nữa rất cảm ơn các bạn đã đến và tham gia với bạn muốn hẹn hò. Dạ. À, cảm ơn các bạn. Chúc các bạn sớm tìm một nửa yêu thương của mình. À, chúng tôi đã tạo một cái cơ hội trao duyên cho họ. Còn cái chuyện nợ với nhau thì họ tự quyết định, và ngày hôm nay họ không quyết định được điều đó. Chúng ta mong rằng những điều tốt đẹp sẽ đến với hai bạn ấy. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thực hiện phiên bản đặc biệt dành cho các cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang công tác trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Mời các anh chiến sĩ quân đội
hoặc các bạn nữ nào có nguyện vọng tìm người yêu là các chiến sĩ quân đội thì nhanh tay đăng ký tham gia. Quý vị khán giả có thể xem lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media và cổng thông tin Love TV. Cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ, Nam Thư và anh Quyền Linh xin chào và hẹn gặp lại. Chào em trai. Dạ chào chị. Biết chị nào không? Dạ chị Cát Tường. Chị Cát Tường. Thích cái gì nhất? Thích tiền bạn gái trong đây hay thích ăn ngon? Thích hai cái luôn chị. Thích hai cái. Ngồi đợi chút xíu nha, chị ra dẫn bạn gái vô nha. Nghe là thấy thích rồi chị. Nghe thấy thích rồi ha, đợi xíu đi. Mời em. Đây, ghế đây rồi, ngồi xuống nha. Khi ngồi yên vào vị trí rồi thì chúng ta có quyền mở mặt nạ của mình ra. Xin mời hai bạn. Thấy đường rồi ha. Thoải mái rồi. Rồi, xin chào hai bạn. Đối diện nhau rồi, gần nhưng mà hơi xa, cách nhau cánh cửa. Bạn trai hãy giới thiệu trước tên tuổi, nghề nghiệp, công việc, quê quán của mình. Tên là Huỳnh Công Thắng, sinh năm 1990. Hiện đang ở Đồng Nai và quê ở Bình Định. Đang làm nhân viên ở công ty nhà máy dầu Phú Mỹ. Bao nhiêu tuổi Thắng? 29. Đang làm việc ở... Phú Mỹ. Phú Mỹ. Bà Rịa Vũng Tàu. Hả? Làm việc ở Bà Rịa Vũng Tàu. Ở Đồng Nai, dạ. Quê Bình Định. Đi về mỗi ngày. Dạ. Sao biết mình... quen chơi. Ờ, ở ngoài Bình Định còn ai ngoài đó không? Dạ vô đây hết luôn rồi chị. À rồi, mời bạn gái. Dạ chào anh, em là Nguyễn Phương Dung ạ. Năm nay em 28 tuổi, sinh năm 91. Sinh ra và lớn lên ở Biên Hòa Đồng Nai. Hiện tại em đang làm việc ở Bình Dương ạ. Rồi cũng đi làm đi về mỗi ngày Bình Dương Đồng Nai. Dạ đúng rồi. Bao xa? Em đi bằng xe máy 20 cây số một chiều. Ồ, anh thì đi 30 cây số, em thì đi 20 cây số. Trời, hai bạn này sẽ chịu đi xa dữ vậy ta. Vậy thì đâu có ngại gì mà đi hẹn hò với nhau đúng không? Dạ. Đi làm còn được mà đúng không? Ở Đồng Nai luôn mẹ. Ở Long Thành vậy. Long Thành lẫn bên em đây. Em ở Biên Hòa lẫn ở nơi. Long Thành Biên Hòa là cũng mấy chục cây số nữa. Khoảng 30 cây. 30 cây. Coi như ban ngày chạy 30 cây xuống Bà Rịa đi làm, xong tối về chạy 30 cây xuống Biên Hòa đi chơi. Rồi xỉu luôn. Đâu được. Được không? Mình có cái động lực thì mình tới đâu cũng được chị. Vậy thì phải nên rút ngắn thời gian yêu lại, chạy chừng 6 tháng thôi chứ dạ, chạy thì em cũng tính 6 tháng hả? Là đám cưới được rồi ha. Dạ. Rồi, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em là vui vẻ hòa đồng. Còn cái khuyết điểm của em là nhát chị. Nhát gái nên cái còn chị lên về em vẫn còn ê sắc ế chị. À. Qua chương trình này phải cố gắng thôi. Cố gắng thôi, nhờ chị Tường tiếp sức ha. Dạ. Còn em gái? Em khá là hiền lành. Cũng là một người dạng như chu đáo á. Em hơi nhát với em ăn nói cũng không được khéo á. Nên đôi khi bạn em nói chọc em, mày hết ngố thì mày chắc có bồ. Hết ngố mới có bồ, còn ngố là không có bồ. Thế tình trường thì sao? Trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua 3 à. Nhưng ngố mà cũng 3 mối tình chứ ít gì. Nhưng mối tình gần đây thì quen được bao lâu? Có mấy tháng thôi chị. Lý do tại sao chia tay? Thì có thể là bạn ấy, gia đình bạn ấy ngại em là ở xa, sợ em chịu khổ. Bạn nó ở đâu mà ngại em ở dạ, xa? Dạ, Quảng Ngãi ạ. Quảng Ngãi, ờ. Thôi bây giờ cũng gần ở chung rồi, chắc là thuận tiện hơn rồi ha. Dạ. Thế còn em? 29 năm chưa vất mối tình nào, mà còn đơn phương thì em cũng muốn mối tình gì? Em đơn phương người ta hay người ta đơn phương em? Đơn phương người ta. Người ta biết không? Dạ, đến khi người ta bước lên xe bông thì người ta mới biết. Trời đất ơi, lần sau phải quyết liệt hơn nha không? Dạ. Phụ nữ người ta cũng không có thích những người mà quá rụt rè như vậy đâu. Từ nay có chị Tường rồi, cố lên. Cố lên. Rồi. Thích một người bạn gái như thế nào? Dạ, dễ nhìn thôi, cao 1m50 trở lên. Và quan trọng hiện tại em có đạo chị. Em có đạo gì không? Em theo đạo Thiên Chúa ạ. Dạ, cùng đạo với em cũng chị. Hợp lý rồi ha. Dạ, một chướng ngại vật nghe vô cùng. Thích rồi á. Vô cùng quan trọng. À, có điều gì em không thích ở người bạn gái? Buông dư lê thôi chị. Nói chung là bà tám với những người hợp cả thôi. Nhưng mà cũng đâu có kiểu mà đi nói xấu người khác đâu. Thế còn em thích người bạn trai như thế nào? Em muốn là điềm đạm. Chững chạc thêm em một xíu. Hy vọng là anh thích mèo. Em nhà em cũng có nuôi mèo chó. Ủa vậy hả? Vậy là được, giờ về họp lại đẹp mèo chó đẻ ra thêm nữa. Rồi, đâu chị coi em những tấm hình gì của em. Bây giờ cổ có đem mấy tấm hình, cổ đố em làm sao mà đoán ra được cổ là ai trong những cô gái sau đây. Trời ơi, tôi tìm không ra làm sao tôi đố. Đây, hai tấm hình này, em hãy tìm ra cô gái ấy. Mời em cho anh ấy khoảng
vài cái đặc điểm nhận dạng, ba cái đặc điểm nhận dạng. Em mặt hơi tròn. Hơi tròn. Miệng em cười rất là tươi, rất miệng là cười tươi. Trước đây từng đeo mắt kiếng. Trước đây từng đeo mắt kiếng. Đây chị. Đâu đưa coi. Hay quá. Tấm hình có mình cổ đeo mắt kiếng à. Mà cổ nói trước đây cổ từng đeo mắt kiếng rồi cổ biểu người ta lựa. Hay thiệt là hay luôn. Rồi bây giờ thì chị Tường sẽ mở cửa trái tim ra để cho hai bạn trực tiếp gặp nhau nha. Trò chuyện với nhau ha. Anh ấy đã đoán ra em rồi. Cái tấm hình của mình em đeo mắt kiếng à. Thiệt tình. Rồi. Và bây giờ cánh cửa trái tim sẽ được mở ra. Rồi. Anh có món quà tặng em. Cảm ơn anh nhiều ạ. Cánh cửa trái tim này mở ra thì hai bạn cảm thấy là hồi nãy giờ mình tưởng tượng về đối phương á được bao nhiêu phần trăm là phù hợp và trùng hợp? Dạ hết 85% rồi chị. 85%. Còn em? Em cũng chưa mường tượng lắm nhưng mà em nghe qua chất giọng thì em biết anh là một người có thể rất là hiền, rất là điềm đạm. Rồi. Nhưng mà không có hình dung ra được nhiều ạ. Bây giờ hình dung rồi ha, ngồi dạ. Trước mặt nhau nhìn thấy nhau luôn. Bây giờ chị Tường sẽ mời hai bạn ăn một cái món ăn ngon mà ngày hôm nay chương trình dành cho hai bạn. Và sẽ dành cho hai bạn ít thời gian vừa ăn uống vừa trò chuyện với nhau. Xin mời đồ ăn. Rồi, xin mời hai bạn thưởng thức món ăn mà ngày hôm nay chương trình đã dành tặng cho hai bạn. Đó là một combo set chín bán cực kỳ chạy của No Food. Ship thức ăn nhanh, trọn set là gồm có gà thúc mật ong nè, kimbap truyền thống nè và trứng cuộn ngũ sắc. Ăn rất là no dành cho hai người luôn, nhưng mà giá cả thì rất là sinh viên. Nhưng mà nhớ nè, bây giờ là ít phút trò chuyện với nhau nè. Tình yêu hôn nhân gia đình gì đó, chừng nào cưới hỏi, cưới xin ba mẹ, làm dâu, làm rể, tiền bạc ai giữ gì đó. Vừa ăn vừa trò chuyện. Em đi qua khúc nào á? Em ở gần ngã tư Tân Phong mà anh có biết khu vực đó không ạ? Biết, tại anh nghề đó là nghề tay trái của anh cũng chạy thêm xe ôm mà. Gần hồi trước anh cũng hay lên Biên Hòa chơi lắm. Anh là anh ở một mình ở bên Long Thành hay là anh ở với gia đình anh luôn? À, anh có hay nấu ăn không? Chúng ở nhà má nấu, khi nào má có nhà thì mình mới tự lập bánh doanh thôi. Dạ. Em thì ít nấu do em đi làm nguyên tuần á. Em cũng không biết nhiều về Long Thành. Chắc bữa nào chắc cũng giới thiệu em về khu vực đó để em biết thêm ha. Thì đó anh thì sao mà khi nào em chịu ôm chịu đi là ngồi ghế bên sau là lúc nào mẹ không lẽ nẻo đường anh cũng đưa đó. Còn ở đây em đi lễ ở nhà thờ nào? Nhà em thì ở gần giáo xứ Thái Hiệp, ở ngay cũng ngay ngã tư Tân Phong luôn. Rồi, anh rồi, nhà thờ Thái Hiệp anh biết luôn. Dạ. Anh lên đây một mình hay là đi với bạn? Anh đi một mình à. Trong đám bạn thì còn mình anh nè, thằng chàng nó bị ruồng bỏ. Cô đơn quá không? Thì đó. Em mà bây giờ đi chơi á là qua nhà bạn em thăm con nó. Trời, cái gì mà tôi nghe qua nhà bạn thăm con, những bàn chuyện tình yêu, bàn chuyện thiên hạ vậy? Nãy giờ vô quan niệm hôn nhân gia đình gì chưa? Cái đó để nói sau chị. Tôi nói sau là chừng nào, bây giờ tới giờ phút quan trọng rồi nè. Bấm nút hẹn hò hay không nè, mà nãy giờ chưa tâm sự rồi làm sao biết được. Tính đến chuyện cưới hỏi gì chưa? Hỏi gia đình con rồi làm dâu làm đồ gì hỏi chưa? Dạ chứ kiểu trời hỏi chị ơi, hai người già chuyện thấy sợ luôn nha. Bây giờ nè, một cơ hội nữa dành cho hai bạn nha. Bây giờ chúng ta sẽ có một trò chơi. Bây giờ trên tay chị Tường là có những cái yêu cầu, hai bạn sẽ cùng chơi trò chơi này. Mỗi bạn sẽ bóc ra một cái thăm, rồi mình sẽ đọc lớn cái yêu cầu đó dành cho đối phương. Đối phương sẽ thực hiện cái yêu cầu mà mình mong muốn, được không? Được. Ưu tiên bạn gái trước. Bạn đã khóc vì ai chưa? Nếu có, người đó là ai? Nói thật ra cũng chưa khóc vì ai á. Là tại cũng đơn phương cũng chưa khóc vì ai á, cho nên không có rơi được. Chưa có gì hết trơn, hồi đó giờ chưa ai làm bạn khóc hết á. Chưa. Mai mốt chúc bạn cô gái áo vàng này sẽ làm bạn khóc. Rồi, mời em. Chọn đi. Bạn hãy thể hiện tình cảm với người đối diện bằng một hành động lãng mạn. Chị Cát Tường sẽ làm kiểm tra, không sẽ bị phạt. Em nên làm gì đây ta? Làm gì mà anh ấy phải đồng ý á nha. Đồng ý là lãng mạn ha. Hôm nay sướng rồi nha, lời rồi nha, lời rồi nha. Em sẽ đút vào anh. Thì em cứ làm đi, nếu mà anh cảm thấy là đó là lãng mạn thì ok. Anh thích ăn cái nào chứ? Tùy em à, em đút em đút cái gì cứ anh cái ngon hết đó. Trời ơi, đút cục xương hả trời.
đáng lẽ là phải vậy nè. Vậy mới lãng mạn đúng không? Được không em? Vậy được lãng mạn vậy được chưa? Được vậy nhưng mà ăn thôi chị kiếm cha mà. Ở đây cũng được rồi, được. Nếu như em muốn hàng ngày trong bữa ăn mà cổ đúc cho em ăn như vậy thì quá hạnh phúc rồi gì nữa. Rồi cảm ơn em, được. Không chứ là trong bữa ăn chắc em đúng với cổ. Phải không? Dạ. Rồi, thế bây giờ là nãy giờ mình cũng có một số thời gian trò chuyện với nhau, cũng vui vẻ ha, ăn uống rồi ha. Rồi, bây giờ thì các bạn hãy nói, nhìn thẳng vào mặt đối phương. Hãy nói cho nhau biết thật sự trong lòng mình lúc này đang suy nghĩ điều gì, mình mong muốn cái gì, thích hay không hay sao đó, cứ nói thẳng với nhau. Mời bạn trai nói trước. Nói chung thì đến đây cũng là một cái duyên rồi, cho nên con người anh á chưa thấy hoàn hảo á, nhưng mà anh nghĩ trong đầu á lúc nào người con gái mình thương là theo một cái hướng hoàn hảo nhất. Em cảm nhận cô ấy như thế nào? Dạ em thấy cảm thấy cô ấy ấm áp giống như cái người là đã gặp. Người đã gặp trong mơ. Mơ. Còn em cảm nhận về anh ấy như thế nào? Em cảm nhận anh ấy là cũng rất là thật lòng. Ấn tượng gì tốt phải không chị? Hiện tại là ấn tượng rất là tốt. Cũng hy vọng là mình sẽ có nhiều, sau buổi hẹn này thì em và anh sẽ tìm hiểu nhau nhiều hơn. Và em nghĩ là sẽ có rất nhiều điểm chung mà ta có thể tìm ra được. Vì vậy là rồi cũng tốt có thể là có những cái điểm gì đó chưa tốt, nhưng mà sẽ tìm hiểu rồi hiểu rõ hơn và cũng biết cách để mà cân bằng nó. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau khi chị Tường đếm từ 1 đến 3, các bạn sẽ đưa ra quyết định của mình và phải suy nghĩ thật kỹ. Rất nhiều người đang theo dõi chương trình này. Bấm nút là trao cái duyên cho nhau, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Không rung động, không bấm. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn, hãy đứng về một đội đi. Nắm tay nhau đi hai bạn. Hãy cố gắng thể hiện bản thân mình và gìn giữ cô gái ở bên cạnh, để mỗi ngày được cô đúc cho ăn. Dạ. Rồi, gửi tặng hai bạn, đây là những chiếc vé xem phim từ cụm rạp chiếu phim Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Và đặc biệt, chương trình còn gửi tặng cho hai bạn